Chế tạo hào môn, chương 1 người vợ rẻ rúng, góc truyện audio.com, nhìn gương mặt lạ lẫm trong, gương, khóe miệng hoách khải không, khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Đến tận, lúc này anh vẫn không thể hiểu nổi rốt, cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Hoách là gia tộc lớn đứng, trong top 10 toàn quốc, tài sản lên tới, hơn 100 tỷ, mà Hoách Khải chính là, trưởng tôn dòng chính có tài năng nhất. Trong lịch sử nhà họ Hoách, anh có tài năng thiên bẩm về kinh, doanh và quản lý khiến vô số người phải ngưỡng mộ, rất nhiều người tin rằng với sự lãnh đạo của Hoắc Khải, nhà họ Hoắc có thể tiến tới top 3 toàn quốc là sự việc dễ đoán nhất trong 10 năm tới. Hai ngày trước, Hoắc Khải cùng vài người thân thiết khác đi leo núi, đang leo đến lưng chừng, đột nhiên anh cảm thấy sau gáy đau đớn như bị đánh hình một cú, sau đó không còn nhận được điều gì. Sau khi tỉnh dậy, anh đã ở một nơi lạ hoắc này rồi, đã vậy còn mang theo một gương mặt khác. Nếu không nhờ những ký ức trong đầu, Hoắc Khải rất nghi ngờ phải chăng mình bị người ta tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ trong một đêm. Thế nhưng hiệu quả thẩm mỹ quá tốt, anh bóp mặt nhéo mũi nhìn ngó một hồi lâu cũng không nhìn ra dấu vết dao kéo mà phần ký ức có thêm ra trong đầu đến từ một nhân vật hèn mọn ở tầng đáy của xã hội có tên là Lý Phong. Ký ức vẫn còn rõ nét như thế khiến Hoắc Khải không thể không suy nghĩ đến một khả năng khác. Anh bị người khác giết hại rồi vì một nguyên nhân không thể tin nổi nào đó mượn ra thịt của người khác để sống lại. Bây giờ chuyện mà Hoắc Khải muốn làm nhất là quay về nhà họ Hoắc, tìm ra nguyên nhân của tất cả sự thay đổi này, làm rõ hung thủ đứng sau vụ việc. Điều duy nhất mà anh có thể khẳng định là, bất kể anh đã chết thật hay chưa, người ra tay nhất định là một trong số những người anh tin tưởng nhất. Nhưng nhìn gương mặt lạ lẫm trong gương, anh cũng biết rất rõ, muốn làm được điều này quá khó khăn. Gương mặt đổi khác, giọng nói cũng khác, thậm chí ký ức cũng nhiều thêm, ai tin chuyện như vậy chứ. Siết chặt nắm đấm, Hoắc Khải cố gắng suy nghĩ xem nên làm thế nào mới giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Không, không không, một chút. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ với dung mạo xinh đẹp dẫn theo một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu bước vào. Bố ơi, cô bé kia vui vẻ chạy về phía Hoắc Khải. Thế nhưng cô bé mới chạy được hai bước thì người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp đến mức Hoắc Khải cũng phải kinh ngạc đã nói, đường đường đi làm bài tập mau. Người phụ nữ kia liếc nhìn Hoắc Khải, lạnh lùng nói, cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, tôi cứ tưởng anh sẽ ngủ đến chết luôn trên giường ấy chứ. Trong hai ngày sau khi sống lại, Hoắc Khải vẫn luôn nằm trên giường, cố gắng để bản thân chấp nhận kết quả không thể tin nổi này. Đến tận hôm nay, anh mới miễn cưỡng bình tâm hơn, nhìn người phụ nữ không nói, không rằng đi thẳng vào phòng bếp bắt đầu nấu mì, nụ cười khổ sở trên môi. Hoắc Khải trông càng đắng chát, người phụ nữ chính là vợ của Lý Phong trong ký ức, Minh Thần, mỹ nữ xinh đẹp nổi tiếng gần xa, người theo đuổi đông nườm nượp. Trước kia Hoắc Khải từng gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, cho dù là Minh Tinh hàng đầu hay siêu mẫu quốc tế, không hề ít, nhưng nếu so sánh với những người kia, Minh Thần cũng không kém sắc, ngược lại còn có thêm chút khí chất đơn thuần, không quá dung tục. Ai có thể ngờ rằng, sau cùng Ninh quyết định lựa chọn Lý Phong, một tên mọt sách vì tốt nghiệp đại học chính quy nhưng ngoài học hành ra thì chẳng biết gì cả. Đến cả bố mẹ Ninh Thần cũng tức giận đến mức đòi cắt đứt quan hệ với cô. Bố mẹ Lý Phong mất sớm, tất cả tài sản chỉ có căn nhà cũ nát một phòng ngủ một phòng khách được để từ thời ông nội lúc vừa mới kết hôn. Lý Phong thề non hẹn biển đòi cho Ninh Thần cuộc sống tốt nhất. Thế mà qua mấy năm vướng đủ mọi khó khăn khi đi tìm việc, anh ta là một kẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không muốn làm công việc bình thường, còn công việc đòi hỏi trình độ cao thì người ta coi thường anh. Sau cùng nhờ một người bạn giàu có của Ninh Thần giúp đỡ mới miễn cưỡng đi làm lái xe. Cho dù đi làm lái xe, anh ta cũng cảm thấy công việc này không xứng đáng với trình độ của mình, cứ đi làm về là anh ta chút giận, dần dần còn nhiễm cả cái thói uống rượu đánh bài thua sạch lương lậu thì đòi tiền Ninh Thần. Nếu cô không đưa, anh ta sẽ mắng mỏ hoặc sẽ đập phá đồ đạc. Mấy món đồ có chút giá trị trong nhà đều bị anh ta đem đi bán sạch. Thế mà thánh trước uống rượu say cưỡi xe máy điện đâm vào cột điện bị thương cả nửa người dưới, ngã một cái hết thượng dậy nổi. Đến giờ một tháng trời không đi làm, Hoắc Khải thấy rõ ký ức của Lý Phong, càng thấy rõ càng muốn chết. Sống lại vào cơ thể của hạng người như thế này chi bằng đi chết còn hơn. Sau một tiếng cạch, Ninh Tuyết tính tắt bếp ga, bưng bát mì với trứng gà đi ra khỏi phòng bếp, ngồi xuống đối diện cô con gái nhỏ đang ngoan ngoãn làm bài tập. Đường đường ăn cơm trước đã rồi hằng làm bài tập, lại là mì sợi ạ. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Đường Đường nhăn nhó như bà cụ non, cho con thêm một cái xúc xích mô được chưa, hôm nay mẹ bận việc không có nhiều thời gian nấu cơm, đợi ngày mai mẹ nấu bò hầm khoai tây cho nhé. Ninh Thần nhẹ nhàng dỗ dành con gái. Được ạ. Đường Đường nhận lấy chiếc xúc xích trên tay cô, tự bóc vỏ rất thành thạo. Khi đang định đưa vào miệng thì đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bản quyền ô bé quay đầu nhìn về phía Hoách
Khải, bố ơi, bố con mình cùng ăn nha. Bố con không ăn đâu. Ninh Thần, lạnh lùng nói, Hoách Khải cười khổ, tình cảm của hai vợ chồng này tệ thật đấy. Khi con gái đang ăn cơm, Ninh Thần bước tới bật máy tính, đăng nhập vào giao diện WeChat. Hoắc Khải nhìn thấy cô đăng quảng cáo trên vòng bạn bè là một số sản phẩm giảm cân cho phái nữ. Cô đang bán hàng trên WeChat à? Đối xử với Hoách Khải rất lạnh nhạt, nhưng khi đăng quảng cáo, Ninh Thần rất dịu dàng, gửi đoạn tin nhắn bằng giọng nói tới các nhóm chat, giọng nói rất ngọt ngào, giọng điệu rung động lòng người. Tiếc rằng không được mấy ai đáp lại. Hoách Khải ở bên cạnh như ngồi trên bàn trong, cứ cảm thấy không thể tiếp tục như thế này, ít nhất cũng phải phá vỡ bầu không khí nặng nề trước mặt. Anh húng hàng ho một tiếng, bán hàng trên WeChat không có tiền đồ gì đâu. Giọng nói của Ninh Thần bỗng chốc im bặt, cô quay đầu lại, bất kể ánh mắt hay biểu cảm đều vô cùng lạnh lão. Hoắc Khải bị cô nhìn đến mức dựng tóc gáy nên cố gắng giải thích, bán hàng trên WeChat vốn không được người mua tin tưởng bao nhiêu, năm nay đã tạo thành hình tượng tiêu cực rất nghiêm trọng, là dạng công việc nhàn hạ nhưng lãi cao, cho nên đây là lý do anh giáo huấn tôi à. Ninh Thần ngắt lời anh, giọng nói lạnh lùng như ngọn núi băng, tôi không biết bán hàng trên WeChat có tác dụng không lớn, tôi không biết cứ đăng quảng cáo sẽ bị người ta chặn à. Nếu không phải mỗi ngày anh đánh bài uống rượu thua sạch tiền bạc trong nhà, anh tưởng tôi bận rộn từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối rồi lại ngồi bán hàng trên WeChat cho thú vị à. Hoách Khải sững người, bấy giờ mới nhớ ra Ninh Thần bán hàng trên WeChat là vì Lý Phong quá bết bát, đến cả tiền lương của cô cũng không giữ được, cộng thêm thời gian làm việc ban ngày quá dài, không thể nào làm thêm công việc khác, chỉ có thể bán hàng trên WeChat sau khi tan ca. Nếu nhớ không nhầm, đáng ra cô còn có một cửa hàng trên Taobao, nhưng vì không đủ thời gian và tinh lực, cộng thêm không hiểu biết nhiều về Taobao nên công việc làm ăn vô cùng ảm đạm. Một tháng kiếm được 200 tệ đã là quá nhiều rồi, anh không có ý này. Hoắc Khải rất muốn giải thích rõ ràng ý của mình. Vậy thì anh có ý gì? Bản thân anh không kiếm tiền, sau đó khinh thường người cố gắng kiếm tiền là vì họ kiếm không đủ nhiều à? Anh nhìn Ninh Thần lạnh lùng như ngọn núi băng. Hoắc Khải biết mình giải thích thêm bao nhiêu cũng vô dụng, anh khẽ thở dài, sau cùng anh nói, xin lỗi em, do anh không để tâm tới cảm nhận của em, anh xin lỗi vì đã lỡ lời. Ninh Thần nghe vậy mà sững người, cuộc đối thoại tương tự giữa hai người đã xảy ra quá nhiều lần. Lý Phong rất coi thường việc cô bán hàng trên WeChat và Taobao, cảm thấy việc này phí thời gian, kết quả của mỗi cuộc tranh luận luôn là cãi vã. Sau đó Lý Phong tông cửa bỏ đi, hoặc là đi đánh bài, hoặc là đi uống rượu. Thế nhưng hôm nay, anh lại nói xin lỗi. Vả lại, giọng nói nghe rất thành khẩn, cách dùng từ cũng rất lịch sự. Nếu che đi gương mặt này, cô còn tưởng đây là một người lễ độ ở tầng lớp trên của xã hội. Tiếc rằng, Lý Phong và gương mặt đẹp trai của anh không thể thay đổi được. Sau phút sững người, Ninh Thần quay đầu đi không buồn nhìn anh nữa. Không cần phải giả vờ giả vịt, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 2, sự thay đổi của chồng. Gocchuyenaudio.com. Hoách Khải biết dù mình có xin lỗi thì Ninh Thần cũng không tin, bởi vì trong lòng cô, tên ngu ngốc nào đó đã khiến hình tượng xấu tệ của anh ta ăn sâu bén dễ rồi. Thế nhưng nếu mình đã được sống lại trong cơ thể Lý Phong, nếu muốn dùng cơ thể này làm khởi điểm để hoàn thành việc mình muốn làm, vậy thì nhất định phải thay đổi mọi thứ. Anh ngẫm nghĩ thật kỹ xem sau này mình nên làm gì. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đường đường cố gắng hút mì thỉnh thoảng lọt vào tai. Sau khi đăng quảng cáo suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng không thấy ai có ý định mua hàng, Ninh Thần đành từ bỏ công việc của ngày hôm nay. Cô đứng dậy, đang định đi thu dọn bát đũa của con gái thì thấy trên bàn trống trơn. Khi quay người đi vào phòng bếp xem thử, mới thấy Hoắc Khải đang lau chùi gian bếp rất nhanh nhạy, là trưởng tôn dòng chính của nhà họ Hoách, tất cả mọi việc đều có người khác lo liệu giúp. Nhưng Hoách Khải chưa từng thích dựa dẫm vào người xung quanh. Anh thích tự nấu nướng, tự rửa bát, tự mặc quần áo, tự giặt quần áo, đến cả chiếc xe thường ngày mình lái anh cũng tự rửa. Không phải vì thương bảo mẫu vất vả, mà vì anh cảm thấy mình là một con người, mà đã là người thì phải làm gì đó, nếu không chỉ băng cứ cắt mỗi cái đầu xuống mà đặt trong văn phòng, các bộ phận khác ném vào lò thiêu luôn đi. Nhất là hôm nay, anh cảm thấy mình nên làm điều gì đó, không chỉ đơn thuần để cải thiện mối quan hệ với Ninh Thần, mà anh hy vọng có thể cho chính mình thấy anh vẫn là một con người. Đã lâu lắm rồi Ninh Thần không thấy chồng mình làm việc nhà, cảnh tượng này cứ như mới ngày hôm qua thôi, mà cũng giống như đang nằm mơ vậy. Thế nhưng, giấc mơ nào cũng có lúc phải tỉnh lại. Đợi khi Hoách Khải bước ra khỏi phòng bếp, hai mẹ con cô đã chui vào chăn rồi. Đúng lúc này, cô nhóc đột nhiên bảo mình muốn đi tè nên chui ra khỏi chăn. Cô bé quay đầu liếc mắt nhìn mẹ, mình vẫn đang chăm chú với vòng bạn
bè của WeChat, rồi nhanh chóng chạy tới, trước mặt Hoách Khải, dúi vào tay anh, thứ gì đó, không quên ra dấu xuyệt, đường đường, nhanh lên, cảm lạnh, bây giờ, Ninh Thần hô lên, ờm ờm, con biết rồi, đường, đường cười hì hì chạy vào phòng vệ sinh, chưa được mấy giây đã lại chạy ra, con đi vệ sinh kiểu gì mà nhanh, thế, ôi chao, ban nấy con muốn đi tè, mà bây giờ không muốn nữa rồi, cuộc đối thoại của hai mẹ con lọt, vào tay anh, Hoắc Khải cúi đầu nhìn thứ, trong tay mình, hóa ra là nửa cái xúc, xích ngô, hiển nhiên, đây là phần ăn của, đường đường còn trở lại, bởi vì mẹ, không cho bố ăn, cho nên con bé để lại, một nửa, nhân cơ hội đi vệ sinh lén lút, đưa cho anh, nhìn nửa cây xúc xích trên tay rồi, nhìn cô nhóc đang đùa nghịch trong, chăn với mẹ, cho dù Hoắc Khải đã trải, qua chuyện thê thảm nhất của đời người, lúc này cũng không kiềm lòng được, hốc, mắt đỏ ửng, đây là tình thân mà người ta không, thể nào ngó lơ được, là ánh sáng le lói, mà anh nhìn thấy trong thời khắc tuyệt, vọng nhất, tối tăm nhất, nghĩ tới việc cô nhóc này đang, trong thời kỳ phát triển chiều cao, nhưng, chỉ được ăn mì sợi không hề có dinh, dưỡng, đến cả cây xúc xích ngô cũng chỉ, ăn một nửa vì muốn trở lại cho anh, Hoắc Khải siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, hai ngày trước, anh hoàn toàn tuyệt, vọng vì tình thân, hai ngày sau, anh lại có được tình. Thân, chỉ khi mất đi mới càng biết trân trọng, câu nói này, cuối cùng Hoắc Khải, cũng hiểu rồi, anh chậm rãi cầm nửa cây xúc xích, lên, nhẹ nhàng đưa vào miệng, cản một, miếng, rồi nhai thật chậm, loại thức ăn, mà ngày xưa anh không buồn liếc lấy, một cái, bây giờ anh lại ăn rất chậm, nhai rất kỹ, khi miếng xúc xích cuối cùng chui, vào bụng, Hoắc Khải bỗng nói, anh xin, thề, nhất định sẽ cho hai mẹ con em, cuộc sống tốt nhất trên thế giới này, nếu, không làm được, sẽ đành anh chết, câu thề này thốt ra cùng miếng xúc. Xích ngô, thứ gì đã ăn vào bụng thì, không thể nhổ ra được nữa. Tiếng nô đùa trên giường ngừng lại, đường đường thò đầu ra khỏi chăn để, nhìn anh, nhưng nhanh chóng bị Ninh, thần ấn về, ngoan muốn nắm ngủ đi, ngày mai, còn phải đi học, Ninh thần trách con, gái một câu rồi đột nhiên hồi đáp lại câu, nói của Hoắc Khải, tỉnh lại đi, tôi nghe, ngán lầm rồi, Hoắc Khải không lên tiếng, anh biết, có nhiều chuyện không thể cải thiện, trong một chốc một lát được, anh chỉ, nói ra chuyện mà anh muốn làm, sau, này, sẽ biến những chuyện ấy thành hiện. Thực, trong phòng ngủ chưa đầy 10 mét vuông, chiếc giường rất nhỏ, chỉ có 1m2, theo trí nhớ của anh, chiếc giường kia có vị trí dành cho Hoắc Khải, nhưng, vì phép lịch sự, cộng với việc thân phận, bản thân chưa trảo trần, Hoeo Khải, không hề trèo lên giường, chiếm cơ thể của người ta rồi còn, chiếm luôn vợ của người ta thì thực sự, không tốt làm, ít nhất hiện tại Hoắc Khải, không hề có suy nghĩ như vậy, anh, ngoan ngoãn ra nằm trên chiếc sofa cũ, kỹ đã được dùng 7-80 năm, sáng sớm ngày hôm sau. Hoắc Khải, đun sẵn nước nóng, bóp kem đánh răng, còn tiện thể chiên sẵn 3 quả trứng ốp, là, trong nhà không có món đồ cao, cấp như lò vi sóng, đành phải dùng nồi, nhỏ để hâm nóng sữa bò, bưng đồ ăn tới chiếc bàn trên phòng, khách, bỗng thấy Ninh Thần và Đường, Đường đang ngồi trên giường nhìn anh, hai mẹ con họ như gặp ma giữa ban, ngày vậy, Đường Đường buột miệng hỏi, luôn, bố ơi, có phải bố đang rất cần tiền, không ạ, Hoắc Khải giờ khóc giờ cười, đến cả, con gái cũng biết thói quen xấu của, anh à, bố không thiếu tiền đâu. Mau mặc quần áo đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng. Hoắc Khải mỉm cười, ấu ấu, tốt quá rồi, con muốn ăn bữa, sáng bố nấu, Đường Đường phấn khích, định trèo xuống giường nhưng bị Ninh, thần túm lại, quần áo còn chưa mặc, đã chạy lung tung, nhiễm lạnh thì sao, để anh mặc cho con bé, em đi, đánh răng rửa mặt trước đi. Hoắc Khải, bước tới, tự dưng tỏ ra ân cần, không phải, gian thì cũng là trộm, Ninh thần liếc, mắt nhìn anh rồi tự mặc quần áo cho, Đường Đường, tối qua hai mẹ con lên giường ngủ. Sớm quá, đến sáng sớm nay, từ khoảng, cách gần, Hoắc Khải mới nhìn thấy hóa, ra vóc dáng của Ninh Thần đẹp đến vậy, dù cách một lớp áo ngủ, vẫn cứ xê kỳ hấp, a, dẫn, nhìn cái gì mà nhìn, Ninh Thần, trừng mắt lườm anh, Hoắc Khải mỉm cười lúng túng, vội, vàng thu hồi tâm mắt, hai mẹ con nhanh chóng mặc quần, áo xong, vào phòng vệ sinh mới phát, hiện ra, bàn chải, kem đánh răng và cả, nước ấm đã chuẩn bị sẵn hết rồi, nhìn những thứ này, Ninh Thần cũng, ngẩn ra, mẹ ơi, hình như bố con thay đổi. Rồi, Đường Đường ngẩng đầu nói, Ninh Thần hoàn hồn, cô cúi đầu, nhìn con gái, sau cùng nở nụ cười cay, đáng, vậy sao, bất kể thế nào, Ninh Thần cũng, không tin chồng mình nằm trên giường, hai ngày là có thể thực sự lĩnh ngộ được, mọi chuyện, thay đổi bản thân triệt để, đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, Hoắc Khải vừa thu dọn bát đũa vừa hỏi, thực sự không cần anh đưa con bé đi, học à, dù sao anh cũng không có, chuyện gì làm, nếu anh cảm thấy nhàn rỗi quá, không có việc gì làm thì đi lái xe kiếm. Tiền đi, Ninh Thần chỉnh lại quần áo cho, Đường Đường rồi đứng dậy đi ra ngoài, Hoắc Khải thở dài, không nói gì, nhiều, anh sờ vào túi áo, định lát nữa ra, ngoài mua ít thức ăn cải thiện cho hai, mẹ con, suốt ngày ăn mì sợi với xúc, xích, làm sao mà được chứ, nhưng móc hết lượt các túi chỉ thấy, trống rỗng, không có một xu nào, bấy giờ Hoắc Khải mới nhớ ra,
trước, khi Lý Phong bị mình cướp mất cơ thể, anh ta mới thua sạch tất cả tiền lương của tháng trước, còn nợ bạn đánh bài hơn 10.000 tệ, cái thằng phế vật, đợi đất. Ninh Thần nghe thấy âm thanh bèn quay đầu lại, nhìn thấy Hoách Khải đang chạy tới, dường như cô đã dự đoán trước được cảnh này nên cười nhạt, làm gì đây? Hoách Khải rất ngượng ngùng, sáng nay còn nói không thiếu tiền, bây giờ đã phá giới rồi, nhưng bây giờ anh không một xu dính túi, không thể đi ăn cướp vì muốn mua thức ăn chứ, anh ngượng ngập nói. À thì anh muốn nấu mấy món ngon ngon cho hai mẹ con, có thể cho anh 200 tệ, anh đi mua ít thức ăn, có cần cho anh thêm 300 tệ để anh mua thêm mầm muối tương cà không? Ninh Thần hỏi, hình như trong nhà hết cả dầu hào với tương ớt lên men rồi. Hoách Khải trả lời trong vô thức, nói được nửa chừng mới hiểu ra ý của Ninh Thần. Anh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy sắc mặt Ninh Thần đã lạnh đi. Cô lôi ví ra, lấy 200 tệ ném vào người Hoắc Khải, đúng là ngựa quen, đường cũ, chó không sửa được tật ăn. Phân, nói rồi, cô kéo đường đường đi, luôn, cô nhóc quay đầu lại, thở dài và lắc đầu với Hoắc Khải, giống như anh vẫn không làm nên trò trống gì cả. Hoắc Khải cười cay đắng, anh thật sự không muốn ăn Phân, chỉ muốn nấu mấy món ngon cho hai mẹ con cô thôi. Cúi người nhặt 200 tệ kia lên, nhìn chút bụi băm dính trên tờ tiền. Hoắc Khải không biết nói sao mới được, từng là cậu chủ lớn của nhà họ Hoắc, không thèm để mắt tới vài triệu tệ, bây giờ phải khom lưng nhặt 200 đồng. Cách chương chế tạo hào môn, chương 3, cả một bàn thức ăn ngon. Góc truyện audio.com, cũng tại thằng cha Lý Phong kia, nếu anh ta mà biết phấn đấu hơn thì cũng đâu đến mức này. Nếu đã cầm được tiền, Hoắc Khải cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, anh đi chợ mua thức ăn để nấu mấy món mà hai mẹ con Ninh Thần thích nhất. Lúc này mới thấy cực kỳ may mắn khi mình đã học nấu ăn từ cái thời còn là một cậu ấm nhà giàu, nếu không bây giờ muốn tỏ ra ân cần chu đáo cũng không biết phải làm sao. Thế nhưng buổi trưa hai mẹ con cũng không dám lãng phí 200 tệ, khó khăn lắm mới có được nên buổi trưa chỉ nấu ít mì nhà thích ăn cho xong bữa, kể ra thì ăn nhiều sơn hải hào vị quá, chỉ một bát mì không bỏ thêm muối mà anh cũng cảm nhận được phong vị khác biệt. Nhân lúc còn nhiều thời gian, Hoắc Khải quét tước dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, cái gì nên dọn thì dọn, cái gì cần lau thì lau xong xuôi đâu đó, anh mới ngồi xuống trước máy tính. Dù khá do dự, anh vẫn tìm kiếm tin tức mới nhất, nhưng không hề thấy bất cứ thông tin gì liên quan đến mình. Bản thân mình gặp nạn đã hai ngày rồi, tại sao không có một chút động tĩnh gì, bất kể còn sống hay đã chết, ít nhiều cũng phải có đôi lời mới phải. Hoắc Khải loáng thoáng nhận ra trong chuyện này vẫn còn ẩn giấu nhiều ẩn khúc, nhưng tạm thời không hiểu rõ được. Tắt trang web đi, dùng 20 phút để khôi phục tâm trạng của mình. Hoắc Khải mở giao diện làm việc của tao bao, hôm qua anh dùng cả đêm để suy nghĩ, muốn cải thiện tình hình, hiện tại thì ngoài yếu tố chính mình ra, còn phải kiếm chút tiền phụ giúp gia đình, chí ít cũng phải để cho hai mẹ con cô ấy được ăn uống ngon miệng chứ. Hiện tại anh không có một xu dính túi, đương nhiên chỉ có thể gây dựng sự nghiệp nhờ Ninh Thần, kể ra thì cũng khá giống kẻ ăn bám đấy. Cửa hàng tao bao của Ninh Thần cũng bán sản phẩm giảm cân, nhưng lượng tiêu thụ trông rất ngán ngẩm, sở dĩ ế ẩm như vậy, ngoài việc sản phẩm của cô khá bình thường thì những yếu tố khác như tối ưu hóa tiêu đề sản phẩm, tối ưu hóa giao diện bán hàng cùng việc thu hút lượng khách trong và ngoài đều tồn tại rất nhiều vấn đề. Vì Hoắc Khải chưa từng mở cửa hàng trên tao bao, nhưng anh hiểu tâm lý khách hàng, biết rõ tiêu đề như thế nào, hình ảnh ra sao và giới thiệu sản phẩm thế nào mới thu hút được người xem. Sau khi sàng lọc qua tất cả sản phẩm có trong cửa hàng, cuối cùng Hoắc Khải chỉ giữ lại hai sản phẩm, tất cả những thứ khác bị gỡ xuống hết. Sau đó anh tải phần mềm Photoshop tiến hành chỉnh sửa cho hình ảnh của sản phẩm, ngẫm một hồi Hoắc Khải thêm vài tấm ảnh đời thường của Ninh Thần đặt trên mặt bàn vào đó, đồng thời giới thiệu đây là chủ cửa hàng, có thể kiểm tra thân phận của cô. Tuy rằng trong phần giới thiệu anh còn nói Ninh Thần từng béo đến độ nặng 100 kg, nhưng tất nhiên câu này chỉ là chém gió thôi, vì muốn bán hàng không thể để tâm nhiều điều như vậy được. Sau một hồi chỉnh sửa, giao diện của cửa hàng trông rất thanh mát, ở một đẳng cấp khác hẳn so với vẻ tạp nham rối mắt lúc đầu. Xử lý xong phần cửa hàng, việc còn lại là hút khách tới xem. Năm xưa Hoắc Khải có thể đưa một doanh nghiệp nhỏ sắp phá sản tiến vào hàng ngũ 100 công ty mạnh nhất toàn quốc cũng nhờ khả năng tiếp thị vững vàng, làm được vài phương án tiếp thị rồi cứ tuyên truyền theo phương án đã có. Anh tin rằng không cần dùng quá nhiều thời gian là có thể tăng lượng khách một cách tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã 5:30 chiều, chỉ còn khoảng một tiếng đồng hồ nữa, hai mẹ con cô ấy sẽ về nhà. Cho dù công tác tuyên truyền hoàn hảo đến đâu cũng cần thời gian để nhận lại hiệu quả. Hoắc Khải không quan tâm đến nó nữa, đứng dậy đi vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm cá chấm sốt chua ngọt.
tôm hùm, đất sốt cay, khoai tây sợi, đậu cô, ve, xào thịt, bốn món ăn cộng thêm canh thịt, bò chua cay, nếu không phải vì thời gian quá ngắn, Hoách Khải còn muốn nấu ít mì với hấp một nồi bánh bao. Tuy rằng bánh bao được làm bằng máy bên ngoài rất mềm, nhưng căn rất bở, phải tự tay nhào bột mấy tiếng đồng hồ thì lúc ăn mới thấy vừa mềm vừa dẻo. Ninh Thần và Đường Đường vừa mở cửa vào nhà, cả hai mẹ con sững sờ, mùi thơm sộc thẳng vào mũi, cùng mấy món ăn đang bốc khói nóng hôi hổi trên bàn khiến họ luống cuống chân tay. Thậm chí Ninh Thần còn vô thức quay người nhìn lại tấm biển số nhà trước cửa xem mình có đi nhầm nhà không. Hoách Khải bưng canh chua cay bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy hai mẹ con lập tức mỉm cười, đứng đó làm gì, mau vào nhà ăn cơm thôi. Hoan, Đường Đường là người đầu tiên có phản ứng, cô bé vui vẻ chạy tới bên cạnh bàn tay, thò tay ra định bốc một miếng, rửa tay đã. Hoách Khải giơ tay túm được cô bé, đồng thời kéo con bé vào phòng vệ sinh, cho con ăn thử một miếng đi. Đường Đường vẫn đang dãy giụa, không được, rửa tay trước đã, phải rèn thói quen tốt. Hoách Khải kiên quyết. Ninh Thần đóng cửa lại, chậm rãi bước tới, nhìn thức ăn trên bàn mà không biết nên nói gì mới ổn. Ngoài mấy cái đĩa và chiếc bàn là thật, những thứ khác sao mà giống đồ giả thế. Hoách Khải từng là cậu chủ của gia tộc lớn nên giáo viên dạy anh nấu nướng cũng phải là đầu bếp đạt chuẩn mời từ nhà hàng gắn sao Michelin. Đầu bếp ở cấp bậc này ngoài việc nấu nướng còn chú trọng tới bày đĩa, nếu bày không đẹp thì phí cả món ăn, cho nên Hoách Khải bày đĩa cũng đạt đến chuẩn mực nhất định, trông qua còn đỉnh cao hơn cả một số khách sạn thông thường. Ninh Thần đảo mắt nhìn xung quanh, dường như trong nhà vẫn giống như lúc trước, nhưng có vẻ đã thuận mắt hơn nhiều, chỗ nào cũng sạch bong sáng bóng. Cô giơ tay quệt một cái bên cạnh công tắc đèn, không có một chút bụi bặm nào. Hoách Khải dẫn Đường Đường đã rửa tay sạch sẽ ra khỏi phòng vệ sinh, thấy cô vẫn còn đứng đó bèn bảo, em cũng rửa tay rồi ăn cơm đi. Ninh Thần nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn về phía anh, mua ở đâu thế? Ở khu chợ phía đông ấy. Ninh Thần nhìn anh rồi gặng hỏi lần nữa, tôi hỏi là thức ăn anh bưng từ nhà hàng nào về thế? Hoách Khải sững người, bấy giờ mới hiểu ra, cô tưởng rằng anh mua thức ăn nấu sẵn từ nhà hàng, mấy món này đều do anh tự nấu. Hoách Khải giải thích, anh cảm thấy tôi sẽ tin à? Ninh Thần liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, anh còn chẳng biết nấu trứng xào cà chua, bây giờ đột nhiên nói với tôi là anh nấu mấy món này. Tuy rằng tôi không biết anh muốn làm gì, nhưng anh cảm thấy thế này có nghĩa lý gì không? Người khác không biết bản chất của anh chứ lẽ nào tôi còn không biết? Hoách Khải nở nụ cười cay đắng. Anh biết Lý Phong là thằng cặn bã, nhưng cặn gì mà cặn quá, đến cả khi anh muốn cống hiến một chút cũng dị nghị ngò cũ điệu ra vậy con, không thể nào phản bác được. Ngon quá, ngon quái, ngon quá, đi mất. Bố ơi, bố giỏi lắm luôn. Đường Đường vừa hô ầm lên vừa quạt quạt gió vào miệng. Cá sốt chua ngọt vẫn còn rất nóng, nhưng cô bé vẫn không quên khen ngợi tay nghề của Hoách Khải. Hoách Khải cũng không phải tên ngốc, anh tự biết con bé đang cố tìm lối thoát cho mình, không cần biết ai nấu, cứ ngồi xuống lấp đầy cái bụng trước đã. Hoách Khải nói, Ninh Thần không phản đối. Tiên cũng tiêu rồi, làm gì có chuyện không ăn. Cô đi rửa tay, lúc quay về vừa vặn thấy Hoách Khải thổi miếng cá trên đũa rồi đút cho Đường Đường. Nếu đặt vào hoàn cảnh mấy năm trước, cảnh tượng này sẽ rất ấm áp, nhưng ở thời điểm hiện tại, cô chỉ cảm thấy anh đang diễn trò. Ngày thường, số lần Lý Phong ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng ăn một bữa cũng phải chê hết cái này đến cái khác. Anh ta ăn cơm còn cần người khác đút, làm gì có chuyện đút cho người khác. Nhưng Ninh Thần cũng không phá vỡ niềm vui quây quần hiếm có của hai bố con. Cô cầm đũa lên, gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào miệng, rất giòn, nhưng không phải giòn theo kiểu khoai tây sống, mùi vị cực kỳ ngon. Mẹ ơi, cá ngon lắm luôn, mà không cần phải nhả xương đâu. Đường Đường chỉ vào đĩa cá sốt chua ngọt mà hô lên, xương cá chiên giòn rồi, cắn là vỡ, không sợ bị hóc đâu. Hoách Khải giải thích, Ninh Thần không lên tiếng, chỉ gắp một đũa bỏ vào miệng. Da cá cháy xém, thịt cá mềm, xương cá lại rất giòn, có thể nấu được đến mức này đúng là không phải đầu bếp thông thường nào cũng nấu được. Nước sốt chua ngọt được pha chế rất ngon, khiến người ta vừa ăn một tiếng đã thấy muốn ăn thêm rồi. Thế nào? Hoách Khải cất tiếng hỏi với vẻ mong chờ. Ngày thường anh nấu ăn không cần hỏi khẩu vị được, nhưng hôm nay Ninh Thần và Đường Đường có hài lòng hay không là chuyện anh quan tâm nhất. Đưa số điện thoại của nhà hàng cho tôi, sau này đến ngày sinh nhật tôi sẽ đưa Đường Đường đi ăn. Ninh Thần bình tĩnh nói. Hoách Khải cười khổ, thật sự do anh nấu mà, không đưa thì thôi. Đường Đường ăn xong thì đi làm bài tập, hôm nay giáo viên nói bài tập nhiều lắm đây. Con biết rồi. SSS cay quá nhỉ, nhưng mà ngon lắm á. Đường Đường ôm bát canh chua cay mà uống ừng ực, thỉnh thoảng còn tỏ ra rất hoan hỉ khi được ăn thịt bò. Tuy rằng cô nhóc này ăn rất
khỏe, nhưng kiểu gì cũng phải có giới hạn, đợi khi ăn uống no đủ rồi. Đường Đường lập tức bị Ninh Thần xua đi làm bài tập. Hoắc Khải đứng dậy trước để thu dọn bát đũa, Ninh Thần vô tình chạm vào tay anh, tức sư về, cô không tranh giành làm việc gì nữa, chỉ thản nhiên nói, tuy rằng không biết rốt cuộc anh muốn làm gì, nhưng một bữa cơm tiêu tốn 200 tệ không phải số tiền mà chúng ta có thể gánh được. Chuyện như thế, về sau anh làm ít thôi. Không có nghĩa lý gì cả. Hoắc Khải biết trong lòng cô không hề tin tưởng, nhưng anh cũng không giải thích, chỉ gật đầu rồi bưng bát vào bếp. Cách chương chế tạo hào môn, chương 4, một ngày kiếm 2000 tệ. Góc truyện audio.com. Nhìn bóng anh bận rộn trong phòng bếp, Ninh Thần vẫn thấy khá nghỉ hoặc, tuy rằng sáng nay cô rất tức giận vì bị lấy mất 200 tệ, nhưng bây giờ xem ra anh lấy tiền là để tới nhà hàng mua thức ăn, đã vậy anh thu dọn nhà cả hết một lượt, bây giờ còn chủ động đi rửa bát, anh muốn làm gì đây? Ninh Thần đột nhiên nghĩ tới một khả năng khiến cho cô giật mình, chẳng có nhẽ tên này định bán nhà, căn nhà mà họ đang ở là tài sản cuối cùng của Lý Phong, tổng diện tích chưa tới 30 mét vuông, căn nhà cũ này đã có lịch sử hơn 40 năm, nếu bán đi miễn cưỡng lắm cũng chỉ bán được gần 200 ngàn tệ. Anh tỏ ra ân cần như vậy chẳng phải vì muốn có tiền thì còn vì điều gì được nữa, chỉ có thể là để đến khi bán nhà cô chịu đồng ý ký tên, bởi lẽ sau khi hai người kết hôn ông nội mới đưa cho Lý Phong coi như tài sản thừa kế khi ông mất, nên được tính là tài sản chung trong hôn nhân. Ninh Thần cực kỳ đề phòng khả năng này. Đúng lúc ấy cô đột nhiên nghe được một tiếng tinh, quay đầu nhìn lại mới phát hiện cửa sổ trò chuyện của máy tính bật ra. Ninh Thần bước tới xem thử, cô mừng rỡ phát hiện ra có người cần tư vấn sản phẩm giảm cân, cô vội vàng ngồi xuống trả lời người ta. Thế nhưng điều khiến cô thấy khó hiểu là người ta vừa mới gửi tin nhắn đã hỏi ngay cô chính là cô gái chủ cửa hàng hả? Trước kia cô nặng 100 kg, thật à? Hiệu quả của thuốc này tốt quá nhỉ. Ninh Thần nhìn câu hỏi mà đờ đẫn, 100 kg là sao? Chưa đợi cô hiểu ra, lại thêm một tiếng tinh nữa, tin nhắn tư vấn thứ hai nhảy ra. Khi Hoắc Khải thu dọn xong phòng bếp và bước ra, thấy Ninh Thần đang ngồi trước máy tính luống cuống trả lời tin nhắn, những tiếng tinh tinh liên tiếp khiến cô rất căng thẳng. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi đó có mấy người tới hỏi thăm, thậm chí có một số người không buồn hỏi han gì đã chốt đơn mua hàng luôn, vừa phấn khích vừa căng thẳng, khiến Ninh Thần không biết nên trả lời thế nào, bởi vì gần như tất cả người mua đều hỏi có phải cô thật sự từng nặng 100 kg không, câu hỏi gì lạ quá vậy. Đúng lúc này một giọng nói vang lên sau lưng, em trả lời như thế này không đúng rồi. Ninh Thần quay đầu lại thấy Hoắc Khải đang đứng phía sau nói với cô, em nhìn đi, người mua này hỏi nhất định có thể nhận được hiệu quả giống hệt như em hay không, em không nên trả lời là không chắc chắn, mà nên nói với cô ấy thể chất của mỗi người thể hiện hiệu quả của thuốc giảm cân rất khác biệt, nhưng có thể chắc chắn một điều là nhất định sẽ có hiệu quả. Nhưng tôi giảm cân đến giờ này không chỉ dựa vào thuốc giảm cân, thuốc là nguyên nhân chính, còn cần kết hợp một số yếu tố phụ như khống chế ăn uống và tập tành rèn luyện. Tôi tin rằng chỉ cần bạn có thể kiên trì thì không cần mất quá nhiều thời gian cũng có thể đạt được vóc dáng mà bạn mong ước. Lời nói của Hoắc Khải khiến Ninh Thần nghe xong cũng thấy đờ đẫn, vì cô là người bán hàng nhé, nhưng sao nghe xong cô cũng thấy động lòng quá nhỉ. Nếu không phải biết rằng thực chất thuốc giảm cân này chỉ có tác dụng phụ trợ, có lẽ cô cũng mua 2 lọ về thử xem sao. Ma xui quỷ khiến thế nào mà lần đầu tiên Ninh Thần không phản bác những lời Hoắc Khải vừa nói, đồng thời còn xóa hết đống chữ mình vừa mới gõ, nhập lại câu nói của Hoắc Khải vào rồi gửi đi. Người mua nhanh chóng trả lời, mua thuốc giảm cân trên mạng bao nhiêu lần, chỉ có cô nói chuyện chân thành nhất. Được rồi, tôi mua 5 lọ, thử xem sao. Cảm ơn cô chủ xinh đẹp nha, tôi ngưỡng mộ vóc dáng của cô lắm đói. Sau đó, thông tin chốt đơn 5 lọ thuốc giảm cân lập tức nhảy ra. Em mệt mỏi cả ngày rồi, hay là đi nghỉ trước đi, để anh trả lời giúp em, Hoắc Khải nói. Câu nói này, trước kia Lý Phong cũng từng nói, khi ấy Ninh Thần vừa mới mở cửa hàng trên Taobao. Anh cảm thấy bán hàng online có gì ghê gớm lắm đâu. Thế rồi mỗi lần anh ta trả lời tin nhắn xong, khách hàng chạy mất dép, không bán được một sản phẩm nào. Qua vài lần thất bại, Lý Phong cũng chán chẳng buồn làm nữa. Bây giờ Hoắc Khải cũng nói một câu y hệt, nếu trong tình huống bình thường, Ninh Thần nên nghi ngờ anh, phê phán anh. Nhưng bây giờ, do vừa bán được 5 lọ thuốc giảm cân khiến Ninh Thần không biết nên nghi ngờ anh thế nào, do dự mất vài giây. Sau cùng cô vẫn đứng lên, nhường sang một bên, Hoắc Khải ngồi xuống ghế, vừa trả lời khách hàng vừa giải thích ý nghĩa cốt lõi của tiếp thị sản phẩm. Thực ra bán hàng không phải để bán sản phẩm, mà là bán lòng tin. Trước hết em phải khiến khách hàng tin tưởng em, sau đó họ mới tin tưởng sản phẩm của em.
Em nhìn, khách hàng này nè, từng uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả, cho nên lúc này em nên trả lời. Như thế này, Hoách Khải vừa nói vừa trả lời. Khách hàng, tiếng tinh tinh nhảy ra, không ngớ, từng lọ thuốc giảm cân, được mua hết. Minh Thần đứng ở, nhìn phía sau nhìn cảnh ấy mà nhịp tim tăng nhanh không chỉ một lần, cô chưa từng gặp được tình huống nào như thế này. Trước kia có, lẽ vài ba ngày không gặp được một khách hàng nào cần tư vấn, bây giờ, cứ 10 phút sẽ có 5-6 người cần tư vấn, vả lại, trong số những người, Hoách Khải trả lời, cứ 10 người thì, có 8 người mua, tỷ lệ mua cao đến, đáng kinh ngạc. Ninh Thần đâu có ngốc, cô biết, rõ thuốc giảm cân mà mình bán ra, không phải sản phẩm cao cấp, thứ, thực sự thu hút người khác chốt đơn, nằm ở tin nhắn trả lời của Hoách Khải, mỗi câu mỗi chữ của anh cứ, như đánh thẳng vào trái tim người khác, khiến người ta bất giác tin, tưởng anh, mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng, trôi qua, đến khi Đường Đường cũng, ngủ rồi, tiếng tinh tinh vẫn chưa ngừng hẳn, tuy rằng đã giảm bớt rất nhiều so với trước đó, nhưng cũng đủ khiến người ta hoan hỉ rồi. Chỉ nhờ vài tiếng đồng hồ như thế mà họ đã bán được hơn 100 lọ thuốc giảm cân, một lọ thuốc thu được 20 tệ tiền lãi, 100 lọ thuốc là được 2.000 tệ rồi. Gõ chữ suốt 3 tiếng đồng hồ, khiến Hoắc Khải mệt mỏi giãn gân, giãn cốt. Nhân lúc tạm thời không có ai tới hỏi chuyện, anh nghỉ ngơi một lát. Minh Thần vẫn luôn lặng lẽ đứng sau lưng anh, cuối cùng cũng không nén được mối nghỉ hoặc trong lòng. Làm sao anh làm được, gì cơ? Hoắc Khải quay đầu, nhìn cô, bao nhiêu người hỏi mua như, Ninh Thần chỉ vào máy tính, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể khẳng định chắc, chắn, cửa hàng của mình không thể, tự nhiên mà đông khách đến vậy, được, Hoắc Khải cười cười, mở giao, diện cửa hàng ra cho cô xem bản, giới thiệu sản phẩm mà mình đã, sửa, sau đó mở thêm một số trang, web mà mình đã tiến hành quảng, cáo, trên đó có không ít người hồi, đáp, lượt ấn vào cũng khá cao, được, coi như một lần tiếp thị thành công. Rồi, quan trọng nhất là không tốn một đồng này, chỉ cần mất thời gian để đăng ký tài khoản và tạo dựng phương án tiếp thị mà thôi. Nhìn vào cửa hàng gần như thay đổi hoàn toàn, Ninh Thần đơ ra tại chỗ. Lý Phong là một tên mọt sách, anh ta rất hứng thú với việc kiếm tiền nhưng chưa bao giờ dùng cách thức như này, bởi vì anh ta luôn vững tin rằng hữu xạ tự nhiên, hương, chỉ cần sản phẩm đủ tốt, không cần nói gì cũng có người tới mua. Vả lại, loại sản phẩm như thế nào thì nên bán với cái giá tương xứng như thế, làm gì có chuyện người khác trả giá thì mình phải nhún nhường, xấu hổ chết đi được, đâu giống với Hoắc Khải, người, à mà cả, anh đồng thuận luôn, tuy rằng tiền lãi giảm từ 20 tệ xuống 10 tệ, nhưng có thể khiến người ta mua với số lượng gấp mấy lần, đầu óc linh hoạt như vậy, không phải dạng người như Lý Phong có thể so sánh được. Nếu không nhờ gương mặt này, nếu không phải quá quen thuộc với người đàn ông đã sống chung với mình suốt 7-8 năm, chỉ nhìn vào cái gáy này, Ninh Thần sẽ nghĩ phải chẳng có người khác đang ngồi ở đây, hiệu quả tiếp thị của hôm nay đã yếu hơn rất nhiều rồi. Lượng tương tác nửa đêm về sáng sẽ giảm đi rõ rệt, tạm thời có thể để mặc nó cài đặt chế độ trả lời tự động là được, nhưng bán tạm hai sản phẩm này thì được, nên nhân lúc mọi người đang quan tâm mà bán tống bán tháo, tạo thành sản phẩm bán chạy. Sau này phải chọn thêm vài sản phẩm chất lượng tốt để bổ trợ thêm, nâng cao xếp hạng của cửa hàng. Hoắc Khải vẫn đang thao thao bất tuyệt. Ninh Thần nghe anh nói đến mức đầu óc lùng bùng, đừng tưởng rằng cô gây dựng cửa hàng tao bao này được vài năm, thực chất chưa hề nghiên cứu sâu vào những quy tắc phức tạp này. Hoắc Khải chỉ dùng một buổi chiều đã hiểu rõ được những nguyên tắc quan trọng nhất để lập ra phương án tiếp thị lâu dài. Nhìn Hoắc Khải tự tin vẽ kế hoài, Ninh Thần cảm thấy quá chấn động. Ông chồng của mình mà cũng nghiên cứu sâu về cửa hàng trên tao bao vậy à? Anh bắt đầu nghiên cứu từ bao giờ vậy? Điều kiện bên ngoài của em rất xuất sắc, bây giờ các gian livestream trên tao bao rất nổi tiếng. Với điều kiện của em, hoàn toàn có thể livestream để bán hàng, chỉ cần có được kỹ năng tuyên truyền phù hợp, nhất định sẽ có thành tích tốt hơn. Sau cùng Hoách Khải tổng kết như vậy, ai đã dạy anh những thứ này? Vậy, Ninh Thần không kiêm lòng, được mà hỏi, anh tự học đấy, không phải trên này có quy định chi tiết rồi à? Chỉ cần đọc kỹ thêm vài lần, rất dễ hiểu, đấy CS Hoách Khải trả lời. Đối với một người từng quản lý cả doanh nghiệp siêu lớn thì những thứ này không phải chuyện gì khó khăn, vốn dĩ Ninh Thần còn thấy hoan thì vì nguồn thu nhập ngoài lề lên đến 2.000 tệ của hôm nay, nhưng vì câu nói của anh, sắc mặt cô lập tức tối sầm. Cách chương chế tạo hào môn, chương 5, em vợ nóng tính, góc truyện audio.com. Cô cười lạnh một tiếng, vậy à, thật thế thì anh đúng là thiên tài rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày trước khi tôi mở cửa hàng trên Taobao, anh cũng nghĩ việc đó đơn giản lắm mà, tới lúc coi xong cái đống quy tắc phức tạp kia thì anh lại kêu không hiểu gì. Sao nào, bỗng nhiên được mở, mang đầu óc à? Hoắc Khải ngây người, giờ anh mới nhớ lại, lúc Ninh Thần mới mở cửa hàng,
Quả thực Lý Phong chỉ cần đọc, đống quy tắc đó là thấy hoa mắt chóng mặt. Với một người không hiểu về quản trị kinh doanh, đừng nói là mới, đọc vài lần, dù cho có đọc thuộc lòng những quy tắc đó đi, nữa thì cũng chưa chắc có thể vận dụng chúng một cách tốt nhất. Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Ninh Thần, dù trong lòng Hoắc Khải thầm mắng mỏ, nhưng chỉ có thể đáp, không phải đột nhiên hiểu biết đâu, mà thật ra anh cũng từng tự học mấy kiến thức này, bớt dùng chiêu này đi, tôi không cần biết ai dạy anh mấy thứ này, và cũng chẳng cần biết anh bỏ ra bao nhiêu tiền để nhờ người giúp đỡ, nhưng nếu như anh muốn tôi nghỉ việc thì bỏ ngay ý nghĩ đấy đi. Không bao giờ, Ninh Thần lạnh lùng nói, xoay người đi về hướng phòng tắm. Trong lòng cô có lẽ đã sớm cho rằng, chồng của mình vừa nội trợ vừa mở cửa hàng, tất cả đều là để che mắt cô, bước đầu là dựa vào việc nội trợ để cải thiện hình tượng bản thân, sau đó dùng doanh thu của cửa hàng trên Taobao khiến cô lơ là cảnh giác, cuối cùng sẽ bắt cô thôi việc để ở nhà livestream bán hàng. Một khi đã thôi việc rồi, mà cái việc livestream bán hàng kia lại còn không thuận lợi, thì sẽ phải làm sao? Lúc đó, chỉ có thể bán nhà thôi. Có lẽ Hoắc Khải cũng chẳng thể ngờ được, vì trước, đây Lý Phong để lại cho Ninh Thần toàn những ấn tượng xấu, nên bây giờ cô cũng nhìn nhận tất cả mọi thứ anh đang làm theo hướng vô cùng tiêu cực, lắc đầu bất lực. Hoắc Khải thật sự muốn lôi linh hồn của Lý Phong ra mà đánh một trận như tử, anh ta ngốc tới mức bị chính vợ mình khinh thường, như vậy, đúng là quá vô dụng. Đêm đó, tất nhiên Hoắc Khải vẫn phải ngủ trên sofa, mặc dù cuộc nói chuyện đêm hôm trước không hề suôn sẻ, nhưng hôm sau Hoắc Khải vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cô nhóc Đường Đường rất hài lòng về bữa sáng, ăn liền một lúc hai quả trứng ốp la, hai ly sữa nóng, lại còn thêm ba cây xúc xích chiên, nhiều tới mức bụng căng, phồng lên. Hôm nay là thứ bảy, nhưng Ninh Thần đã sắp xếp cho Đường Đường học thêm tiếng Anh, vì vậy cô bé vẫn phải đi học. Vừa ăn xong bữa sáng, Ninh Thần chẳng nói chẳng rằng đã đưa con gái đi học, bầu không khí bất hòa thấy rõ, đóng cửa phòng lại, Hoắc Khải lại tiếp tục thở dài. Dù gì trước đây anh cũng là người thừa kế của nhà họ Hoắc, vậy mà giờ lại bị một người phụ nữ đã có chồng đối xử lạnh nhạt như vậy, nghĩ lại quá khứ huy hoàng ngày xưa, thật đúng là khiến người ta thổn thức không thôi. Dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nhưng Hoắc Khải cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Sau khi sống lại nếu muốn có chỗ đứng vững vàng, đầu tiên phải duy trì được mối quan hệ hòa thuận trong gia đình này đã, nếu như ngay cả một người phụ nữ đã có con cũng không trị được, thì anh làm gì còn mặt mũi nào mà quay lại nhà họ Hoắc. Sau khi làm xong vài mẩu quảng cáo và gửi chúng đi, Hoắc Khải xuống bếp định nấu mì ăn. Trước đây anh từng theo học nấu ăn cùng mấy đầu bếp Michelin nổi tiếng, nấu mì được xem như một trong những món quan trọng nhất. Đối với món ăn này, Hoắc Khải rất tự tin với tay nghề của mình. Tuy nhiên, anh vừa đổ mì ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh rửa sạch tay rồi ra mở cửa, chàng trai trẻ tuổi tay ôm bịch hoa quả đứng trước mặt anh, cứ thế bước thẳng vào trong. Vừa vào đã gọi lớn, Đường Đường, cậu đem đồ ăn ngon tới cho cháu nè. Gọi mấy câu mà không thấy ai đáp lại, trong phòng ngủ cũng trống trơn. Chàng trai trẻ tuổi kia liền quay đầu hỏi, Đường Đường đâu rồi? Thái độ của cậu ta chẳng lịch sự chút nào, lại còn có chút tự tiện. Đây rõ ràng không phải nhà cậu ta, mà thái độ lại như thể cậu ta chính là chủ nhà vậy. Nhưng Hoắc Khải cũng không tức giận, bởi vì chàng trai này chính là em ruột của Ninh Thần, Ninh Ngọc Lâm. Ngày xưa khi Ninh Thần và Lý Phong kết hôn, bố mẹ vợ tức tới mức từ mặt con gái, từ đó trở đi gần như chẳng còn giữ liên lạc. Hai năm đầu Lý Phong cũng có đem quà tắp tới nhà vợ vài lần, nhưng đều bị bố vợ Ninh Quốc năng đuổi thẳng cổ. Sau đó anh ta cũng tức giận rồi không còn tới nữa. Tuy rằng bố mẹ vợ không thèm ngó ngàng gì tới hai người họ, nhưng em vợ Ninh Ngọc Lâm thì lại thường xuyên tới thăm chị và cháu gái của mình. Còn về phần Lý Phong, Ninh Ngọc Lâm căn bản cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Một tên nghèo kiết xác chỉ biết mỗi việc học, làm sao có thể xứng với chị gái xinh đẹp giỏi giang của cậu ta chứ. Chẳng hiểu ngày xưa chị gái cậu ta nghĩ gì mà lại đồng ý cưới một người như vậy. Mỗi lần tới chơi, Ninh Ngọc Lâm đầu ra sức sai bảo Lý Phong, mà một người vốn đang buồn bực vì công việc như Lý Phong làm sao nuốt nổi cục tức này cơ chứ. Thế nên cứ hễ nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm thì anh ta liền chủ động tránh mặt. Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng thèm để ý, kệ anh ta thích làm gì thì làm, không nhìn thấy còn đổ trướng mắt. Tóm lại là người nhà của Ninh Thần đầu có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với Lý Phong, nhưng giờ đây linh hồn đang sống trong cơ thể Lý Phong lại là của Hoắc Khải. Dù cho anh biết những chuyện trong quá khứ kia, nhưng cũng không có ý định ra mặt giúp đỡ Lý Phong. Lý Phong bị coi thường, chỉ có thể trách anh ta bất tài vô dụng mà thôi, không trách người khác được. Vì thế đối với Ninh Ngọc Lâm này, Hoắc Khải tỏ ra khá là lịch sự. Dạo gần đây Đường Đường mới đăng ký đi học thêm tiếng Anh, giờ này được mẹ đưa đi học rồi, mới lên lớp 2 mà đã đi học thêm tiếng Anh. Ninh Ngọc Lâm lẩm bẩm, rồi quay qua nhìn Hoắc Khải hỏi, còn anh thì sao, không phải đi làm à? Từ ngữ điệu của Ninh Ngọc Lâm có thể nhận ra ngay câu nói kia rõ ràng là để chất vấn anh.
chứ không phải, quan tâm hỏi han gì. Hoắc Khải đáp, đợt trước bị thương, tới giờ vẫn chưa, lành, tôi biết, chẳng qua là say rượu nên lúc lái xe điện bị, ngã thôi, đàn ông đàn ăng, bị thương có chút xíu mà làm, mình làm mẩy như đàn bà vậy, anh nghỉ ở nhà bao lâu rồi, chẳng lẽ anh tính để chị tôi nuôi anh cả đời chắc? Ninh, Ngọc Lâm bực tức mắng mỏ, Hoắc Khải cũng không nói gì, vì rằng tính khí của anh, không được như mấy vị cao tăng đắc đạo trong truyền, thuyết, dù dục vọng bùng lên cũng chẳng nhíu mày, nhưng cũng không tới mức chỉ vì vài câu nói của người khác mà dễ dàng tức giận. Có điều, Hoắc Khải càng im lặng thì Ninh Ngọc Lâm lại, càng được đà lấn tới, khi cậu ta vừa định tiếp tục mắng mỏ để chút giận thay. Chị gái, thì đột nhiên điện thoại reo lên, Ninh Ngọc Lâm lườm Hoắc Khải một cái rồi nhấc máy. Alo, ồ, không phải là chuyện này đã để cho Tiểu Trương giải quyết rồi sao, không phải chứ, cậu ta cũng biết ăn, nói mà nhỉ, được rồi, tôi biết rồi, giờ tôi lập tức giải quyết. Đây, nói một hồi, Ninh Ngọc Lâm cúp máy rồi lập tức mở máy tính lên, sau khi tải phần mềm liên lạc riêng của công ty về. Ninh Ngọc Lâm đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi coi, lịch sử nhắn tin của một người trong group chat, có cậu ta ở đây. Hoắc Khải cũng mặc kệ mà quay lại, việc bếp núc, sau khi xong việc liền đi qua coi cậu ta đang làm gì. Ninh Ngọc Lâm không chú ý tới Hoắc Khải đang đứng sau lưng, mà dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thèm quan tâm, sau khi xem lướt qua lịch sử nhắn tin, cậu ta dùng quyền admin gửi tin nhắn cho cấp dưới của mình, cậu, không cần nói chuyện với khách nữa. Báo với khách sẽ chuyển người liên lạc thành tôi. Hiện nay rất nhiều công ty đều sử dụng phần mềm liên lạc chuyên dụng thế này. Khách hàng chỉ cần vào website là có thể nói chuyện online trực tiếp với nhân viên. Kinh doanh, công ty của Ninh Ngọc Lâm vừa cho ra mắt một dòng sản phẩm mới, nhưng vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều mà, mức tiêu thụ không mấy khả quan. Hôm nay có một khách hàng họ Liêu cần tư vấn, lúc đầu nói chuyện khá vui vẻ, còn kêu muốn đặt 100 chiếc về dùng thử. Vậy mà, chẳng biết làm sao, nói được một hồi có vẻ lại không muốn mua nữa, nhắm thấy đơn hàng này sắp bị từ chối, nên công ty liền vội vàng gọi cho Ninh Ngọc Lâm, kêu cậu ta đích thân giải quyết, nếu không cứu vớt được đơn hàng này, tổng giám đốc nhất định sẽ vì tức giận mà đuổi việc nhân viên. Ninh Ngọc Lâm là giám đốc phòng kinh doanh của công ty, nghe đồn rất lợi hại, nhưng thực chất doanh số tiêu thụ một năm chỉ cỡ 20-30 triệu mà thôi. Cũng chẳng nhiều lắm, trừ đi chi phí này kia, có thể kiếm được 20-30% cũng là khá tốt rồi. Bản thân là giám đốc kinh doanh, nên đương nhiên, Ninh Ngọc Lâm khó thoát được trách nhiệm trong việc doanh số sản phẩm mới không hề khả quan. Sau khi số liên lạc vừa được chuyển tới, Ninh Ngọc Lâm liền nhắn một tin thật dài, tính dùng sự chân thành để thuyết phục vị khách họ Liêu kia. Mặc dù đối phương chỉ định đặt 30 cái dùng thử, tổng đơn hàng cũng chỉ vào khoảng mấy chục ngàn, nhưng ít nhất cũng đã bán được, nếu bị tổng giám đốc hỏi tới cũng có cái để trình bày. Khi Ninh Ngọc Lâm chuẩn bị nhấn phím Enter, Hoắc Khải đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng, nếu cậu trả lời khách hàng như vậy, bên kia sẽ chỉ đáp lại vài câu khách sáo rồi sẽ không còn nhắc tới việc đặt hàng nữa. Anh thì hiểu cái gì, đừng tưởng đi học vài năm mà đòi lên mặt với tôi, không biết ai hơn ai đâu. Ninh Ngọc Lâm chẳng thèm quay đầu mà đã đáp lại luôn, đồng thời cũng nhấn nút Enter. Trong mắt Ninh Ngọc Lâm, những lời lẽ nịnh bợ rất dễ làm thỏa mãn lòng hư vinh của người khác, chỉ cần vì khách họ Liễu kia là một người bình thường, nhất định sẽ bị những lời này của cậu ta làm cho cảm động. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 6, công lao, gocchuyenaudio.com, ước chừng một phút sau, trong khung chat xuất hiện, lời đáp của đối phương, ha ha, tôi biết rồi, sản phẩm của mấy người thật sự không tệ, để tôi nghĩ thêm xem sao, ha ha là có ý gì. Ninh Ngọc Lâm cũng biết những lời này đều là dối gạt cả, nhìn câu nói khách sáo này của đối phương, cậu ta, nhanh chóng suy tư, nghĩ đến mức đầu như muốn nổ tung, nhưng vẫn gắng gượng, lại gõ thêm một vài lời nịnh, nọt và hứa tặng yêu đãi hơn. Chỉ cần có thể khiến đối phương đặt đơn hàng thì dù có bắt Ninh Ngọc Lâm làm cháu, cậu ta cũng đồng ý. Hoắc Khải lại đột một lên tiếng lần nữa. Lúc trước, chỉ là lừa gạt thôi, vậy mà cậu còn đáp lại như vậy nữa. Chắc hẳn anh ta sẽ quay gót đi thẳng luôn đấy. Ngón tay gần như sắp sửa ấn vào phím Enter của Ninh Ngọc Lâm chợt ngừng lại, cậu ta quay đầu nhìn chằm Hoắc Khải, tỏ vẻ khó chịu, anh lại đang nói bừa cái gì thế, anh biết cách buôn bán chắc, đừng tỏ ra như mình có khả năng kinh doanh. Nếu thật sự giỏi thế thì anh lại để chị gái tôi sống trong căn nhà nát mà đến cái lò sưởi cũng không có kia sao. Tôi phải xin lỗi hai mẹ con cô ấy về những chuyện trước kia, điều này tôi thừa nhận, nhưng bây giờ chuyện nào ra chuyện đó. Đối mặt với Ninh Ngọc Lâm tính tình nóng nảy nhưng Hoắc Khải vẫn không tức giận, chỉ bình tĩnh nói, căn cứ theo lịch sử trò chuyện trước kia gần như có thể đoán được vị khách này của cậu không phải kiểu người ưa nịnh, chắc hẳn thân phận địa vị của người này còn cao hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Người kia, đã nghe những lời nịnh nọt đến mức tai mọc kén luôn rồi. Cậu muốn có được sự tin tưởng của người này, thì trước tiên phải tỏ ra hờ hững, bởi vì loại người này có lòng ham, muốn chinh phục rất mạnh,
nếu cậu quá yếu thì anh ta sẽ không có cảm giác thành tựu khi chinh phục được, thế nên cũng sẽ không có hứng thú với cậu, chỉ khi nào cậu khiến anh ta cảm thấy mình đang đối diện với một người ngang tầm thì mới có khả năng hợp tác được. Ninh Ngọc Lâm nghe anh nói mà khẽ sững người, trước kia hễ mỗi lúc cậu ta nói tục với Lý Phong thì cái đồ mọt sách này chỉ biết tỏ ra giận sôi người, bảo cậu ta toàn nói những lời kiểu không văn hóa, lưu manh, hoặc là sẽ vất tay áo rồi quay gót đi thẳng, dùng việc trốn tránh để chứng minh sự dũng cảm của bản thân chính là biểu hiện điển hình của kẻ hèn nhát. Thế nên trước giờ Ninh Ngọc Lâm vẫn luôn ghét bỏ Lý Phong, cũng chính bởi cảm thấy Lý Phong không có khí khái đàn ông gì hết, chỉ cần lao lên đánh một trận, dù có đầu rơi máu chảy, thì cậu ta cũng sẽ kính nể người đó là đàn ông. Còn lúc này, Hoắc Khải không hề tức giận, cũng không giơ tay chỉ trỏ, lại càng không trốn tránh, mà chỉ bình tĩnh giảng giải lại theo suy nghĩ của mình. Khí chất này khác hoàn toàn với Lý Phong trước kia, nếu như không biết rõ gương mặt này là của ai thì Ninh Ngọc Lâm còn ngỡ rằng mình đã gặp phải một người tên tuổi trong xã hội thượng lưu rồi ấy chứ. Không đúng, không đúng, đây không phải nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội thượng lưu nào cả, anh ta chỉ là một con mọt sách mà thôi. Nói nhăng nói cuội, anh tưởng có thể lừa tôi bằng mấy lời linh tinh này được á? Chân còn chưa đặt vào giới kinh doanh mà còn muốn dạy tôi cách buôn bán. Ninh Ngọc Lâm khinh thường bĩu môi. Hoắc Khải tỏ vẻ hờ hững, cậu không tin thì tôi cũng đành chịu thôi, nhưng trước khi trả lời người kia, tốt nhất cậu nên đọc lại lịch sử trò chuyện hồi trước, xem sau, khi vị khách này nhìn thấy câu nào mới dần dần tỏ ý không muốn hợp tác. Tôi thấy anh mới đúng là đồ úng não. Ninh Ngọc Lâm lẩm bẩm, nhưng tay lại không hề ấn vào phím Enter. Đơn hàng lần này quá quan trọng, những lời Hoắc Khải nói làm cho cậu ta cảm thấy đắn đo. Lỡ như đối phương thật sự không thích được định thì phải làm sao? Thêm vài giây nữa, Ninh Ngọc Lâm mới cố nén cơn khó chịu trong lòng mà mở lịch sử trò chuyện ra đọc lại một lượt, vừa kéo xem, cậu ta vừa chửi thầm, không ngờ mình lại bị một con mọt sách dọa tái mét. Nhưng khi cậu ta dùng một lối nghĩ hoàn toàn khác để đọc lại lịch sử trò chuyện, quả thật đã phát hiện ra được một vài manh mối. Theo như lịch sử trò chuyện, lúc mới đầu vị khách họ Liêu này luôn đáp rất thẳng thắn, mục đích cũng rất ổn, nhưng sau khi nhân viên bán hàng Tiểu Trương tỏ vẻ lấy lòng anh ta để lựa chọn hàng hóa, thì anh ta lại có vẻ đáp qua loa cho có lệ. Sau đó nữa, Tiểu Trương càng nói mấy lời định nọt nhiều thì anh ta lại càng tỏ rõ ý tứ không muốn hợp tác. Ninh Ngọc Lâm nhíu mày, nếu như bỏ qua tất cả nhân tố khách quan thì có vẻ tình huống hiện giờ giống hệt những gì cái đồ mọt sách kia nói. Dù không nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Ngọc Lâm, nhưng nhìn vào mục địa điểm và thời gian của lịch sử trò chuyện trên màn hình, Hoắc Khải cũng có thể xác định được cậu em vợ của mình đã nhìn ra đầu mối. Anh lại mở miệng nói tiếp, những khách hàng mạnh mẽ kiểu này vô cùng có chủ kiến, hoặc nên nói là có tâm lý phản nghịch rất mạnh. Dù anh ta cảm thấy sản phẩm của các cậu không tồi, nhưng cậu cũng tuyệt đối đừng bao giờ nói ra những câu khen ngợi tầm nhìn của anh ta, bởi vì anh ta chỉ muốn tỏ ra mình là người có ánh mắt độc đáo. Nếu người khác khen anh ta, trái lại sẽ khiến anh ta thấy khó chịu, dù rằng đã có ý định mua nhưng rồi cũng sẽ không mua nữa. Ninh Ngọc Lâm xem xong lịch sử trò chuyện, lúc này đang vô cùng do dự, bởi vì tất cả dấu hiệu trên mọi khía cạnh đều đang chứng minh rõ Hoắc Khải nói đúng, nhưng cậu ta vẫn không biết nên trả lời khách hàng ra sao. Bình thường nói chuyện với khách hàng vẫn luôn phải tỏ ra nịnh nọt lấy lòng, người ta cầm tiền tới đưa cho mình, sao mình có thể đòi bình đẳng với người ta được. Dù trong lòng băn khoăn đủ điều, nhưng Ninh Ngọc Lâm cũng không tiện chủ động hỏi. Đối với cậu ta, mở miệng ra hỏi cái đồ mọt sách mà bản thân vẫn luôn coi thường chính là một sự sỉ nhục, Hoắc Khải có thể thông qua vài câu trong lịch sử trò chuyện mà đánh giá được tâm thái khách hàng. Tất nhiên, cũng có thể nhìn ra được cậu em vợ của mình đang do dự điều gì. Anh chủ động lên tiếng, những lúc thế này, hẳn là cậu nên tỏ rõ thành ý của bên cậu đối với khách hàng. Sản phẩm có tốt hay không thì khách hàng tự có phán đoán của họ, không cần cậu phải nhiều lời, chỉ cần khiến anh ta cảm nhận được thành ý của cậu thì tất nhiên sẽ buôn bán thành công. Như thế nào là thành ý? Cậu kinh doanh bao nhiêu lâu như vậy rồi chắc hẳn cũng rất rõ, đúng không? Một loạt lời của Hoắc Khải khiến Ninh Ngọc Lâm lập tức thông suốt, trong đầu cậu ta chợt nảy ra suy nghĩ, lập tức gõ một loạt, có điều vừa gõ chữ mà vẫn không quên tỏ ra khó chịu. Anh nói bao nhiêu thế? Nếu như khiến khách quen của tôi chạy mất, để xem tôi xử lý anh thế nào. Nhìn những dòng chữ mà Ninh Ngọc Lâm gõ ra, Hoắc Khải chỉ cười nói, nếu thật sự dọa anh ta chạy mất thì cậu xử lý tôi sau cũng chẳng muộn. Thôi cậu cứ làm việc trước đi, tôi đi rót cho cậu ly nước, đến nhà bếp rửa ly thật sạch, rót nước nóng vào. Vừa về đến phòng khách liền nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm đang khua khua nắm tay, hào hứng hô, yes, yes. Thấy bộ dạng đó của cậu ta, Hoắc Khải liền biết mọi chuyện đã thành công. Anh đưa ly nước cho cậu ta rồi nói, uống chút nước đi, khách hàng muốn lập tức đến xưởng lấy hàng luôn. Hôm nay, Ninh Ngọc Lâm đứng dậy,
nhận lấy ly nước, đột nhiên uống một ngụm to, sau đó nhanh chóng đặt ly xuống bàn, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Giờ anh ta đang ở gần chỗ nhà máy, tôi phải nhanh chóng đi đây. Vậy cậu đi đi, xong việc nhớ tới nhà tôi ăn cơm Hoắc, Khải khách sáo nói, bước chân của Ninh Ngọc Lâm hơi ngừng. Cậu ta quay đầu, nhìn Hoắc Khải bằng vẻ mặt lạ lạ. Anh muốn mời tôi ăn cơm à, uống nhầm thuốc rồi à, trước kia cứ hễ nhìn thấy cậu ta là Hoắc Khải lại né. Nhìn né tà, chỉ hận không thể cách ra 800 dặm, bay, giờ lại còn chủ động mời cậu ta đến nhà ăn cơm. Hoắc Khải cười trừ, nói, cậu là em vợ của tôi mà, đều là người một nhà cả, đến nhà tôi ăn cơm thì có gì không? Đúng chứ, không phải là anh uống nhầm thuốc thì là tôi chưa? Tỉnh ngủ Ninh Ngọc Lâm lầm bầm rồi quay người đi. Thế, nhưng vừa mới mở cửa ra bỗng khựng lại, có vẻ cậu ta đang do dự gì đó. Đợi thêm mấy giây, cậu ta bỗng chạy tới kéo tay Hoắc Khải rồi nói, đi thôi, anh đi, cùng tôi. Hoắc Khải buồn bực hỏi, đi đâu cơ, đến nhà máy chứ đâu? Ninh Ngọc Lâm liếc mắt, dù rằng tôi vẫn rất khó chịu với anh, nhưng lần này có thể vớt về được vị khách này, công lao của anh cũng không nhỏ. Ninh Ngọc Lâm, tôi không phải người thích chiếm công người khác, anh đi đến xưởng với tôi, nếu boss mà thưởng tiền thì tôi sẽ đưa thẳng cho anh, để tránh sau này anh nói tôi chiếm hời của anh. Hoắc Khải giờ khóc giờ cười, anh coi cậu ta là em vợ nên mới tiện tay giúp mà thôi, chứ không nghĩ tới việc kiếm tiền nhờ chuyện này. Nhưng Ninh Ngọc Lâm căn bản không thèm để ý những chuyện mà cậu ta đã quyết. Dù anh có bằng lòng hay không thì cũng nhất định phải làm, nếu còn nói nhiều thêm vài cậu, có khi cậu ta sẽ lại nhe răng quét miệng, muốn đánh anh luôn ấy. Bó tay với cậu em vợ tính tình nóng nảy này, Hoắc Khải đành phải đi cùng cậu ta. Khoan hãy nói, điều kiện kinh tế của Ninh Ngọc Lâm quả thật khá khẩm hơn Ninh Thần, ít nhất cậu ta cũng sở hữu một chiếc xe trị giá mấy trăm ngàn tệ. Trên đường đi, Ninh Ngọc Lâm không thể nén nổi tò mò, bèn hỏi, anh từng học tâm lý học à? Cũng có học đôi chút. Lúc đầu tính thi chứng chỉ, nhưng sau đó cuộc thi nhà tư vấn tâm lý trong nước đã bị hủy bỏ. Hoắc Khải trả lời, lời này cũng không phải nói dối. Hồi trước anh từng theo học mấy vị học giả tâm lý học trên thương trường, quả thật cũng ứng dụng thành công nhiều lần. Ninh Ngọc Lâm ồ một tiếng, sau đó lại bĩu môi, bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có lúc thấy việc anh cách chương chế tạo hào môn chương 7, cũng may nhờ có anh. Góc chuyện audio.com. Hoắc Khải giờ khóc giờ cười, rốt cuộc đây là đang khen hay đang chửi đều người khác vậy. Ngay sau đó, Ninh Ngọc Lâm đưa Hoắc Khải tới kho hàng của xưởng. Trước cửa kho chỉ có một ông bảo vệ già đang ngồi phơi nắng. Ninh Ngọc Lâm nhìn đồng hồ rồi bảo với Hoắc Khải, anh đứng đây đợi tôi đi gặp tổng giám đốc, nếu lỡ khách hàng tới thì sao? Hoắc Khải hỏi, giờ chỗ này không có nổi một nhân viên, chả nhẽ để cho ông bảo vệ 60, 70 tuổi kia tiếp khách à? Nếu có khách tới thì anh cứ tiếp dùm đi. Không phải, anh từng học tâm lý học sao? Ít nhất sẽ biết cách kéo dài thời gian chứ. À đúng rồi, đừng có mà nói linh tinh với khách, nếu làm hỏng đơn này, anh chết chắc với tôi đó. Ninh Ngọc Lâm uy hiếp, Hoắc Khải bất lực nhìn cậu ta, còn Ninh Ngọc Lâm cũng không có ý định dài dòng thêm nữa. Nói xong liền, vội vã chạy về phía phòng làm việc của tổng giám đốc. Đằng nào cũng không có việc gì làm, Hoắc Khải liền đi thăm thú nhà kho. Vì Hoắc Khải được Ninh Ngọc Lâm đưa tới nên ông bảo vệ già cũng mặc kệ anh. Trong kho chất đống rất nhiều sản phẩm mới, lượng hàng tồn cũng khá nhiều. Cách đó không xa, máy móc vẫn đang chạy liên tục, có thể thấy bây giờ nhà máy đang phải chịu áp lực rất lớn. Máy móc thì phải hoạt động liên tục, mà sản phẩm lại không bán được, chẳng trách chỉ có đơn hàng mấy chục ngàn thôi cũng làm Ninh Ngọc Lâm vui mừng không ngớt. Hoắc Khải tiện tay cầm lấy sản phẩm mới từ chiếc thùng chưa được niêm phong bên cạnh ra, nhìn kỹ, hóa ra đây là bình nóng lạnh. Tuy rằng quy mô nhà máy khiêm tốn, nhưng lượng hàng sản xuất được cũng khá lớn đó. Thiết kế tinh tế, chất liệu chắc chắn, nếu như có nhãn của mấy thương hiệu nổi tiếng thì giá bán có thể nâng lên gấp 2, 3 lần chứ không ít. Lúc này, từ phía bên ngoài kho hàng truyền tới tiếng phanh xe. Hoắc Khải quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống từ chiếc xe Jeep kiểu cũ. Vì không biết đối phương là ai nên Hoắc Khải liền cất sản phẩm lại vào thùng rồi đi ra phía ngoài. Thấy anh từ trong nhà máy đi ra, người đàn ông đó liền vẫy tay hỏi, sản phẩm mới của mấy cậu đang để trong kho này đúng không? Giọng điệu của ông ta rất mạnh mẽ, không hỏi Hoắc Khải là ai, cũng không thèm giới thiệu bản thân mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hoắc Khải cũng lờ mờ đoán được người này là ai, liền gật đầu đáp, đúng vậy, dẫn tôi đi xem. Người đàn ông trung niên ra lệnh, Hoắc Khải cũng không chấp phạt, dẫn người đó vào trong kho, lấy ra một bình nóng lạnh treo tường từ chiếc thùng lớn và đưa cho ông ta. Người đàn ông trung niên có cầm lên xem qua xem lại mấy lượt liền đặt xuống. Hoắc Khải nhìn ra sự do dự trong ánh mắt của ông ta, rất rõ ràng vị khách hàng này khá ngang ngược, không hoàn toàn tin tưởng sản phẩm của những nhà máy nhỏ thế này. Người này đồng ý đặt trước 30 sản phẩm đối với ông ta đã khá mạo hiểm rồi. Hoắc Khải cầm lấy túi dụng cụ đóng gói không biết do ai để quên ở bên cạnh, đặt sản phẩm lên chiếc thùng lớn
rồi bắt đầu tháo những con ốc trên sản phẩm ra. Người đàn ông trung niên hứng thú nhìn anh, cũng không hỏi anh tính làm gì, vì từ đầu tới giờ, Hoắc Khải cũng chưa hỏi ông ta bất cứ câu nào. Sau khi tháo lớp vỏ ngoài, những linh kiện bên trong lộ ra, lúc này Hoắc Khải mới nhìn ông ta mà nói, với những sản phẩm này, loại nào là hàng tốt, ông cũng là người tạo nghề nên chắc không cần giải thích nhiều thêm nữa. Cũng giống như cái lõi chính này vậy, tiêu chuẩn chung của hàng nội địa là 0.35mm, còn chúng tôi thì sao? Hoắc Khải vừa nói vừa cầm thước đo lên. 0.5mm, tiêu chuẩn về lõi chính của chúng tôi còn nghiêm ngặt hơn tiêu chuẩn của hàng nội địa. Còn cái này nữa, tôi mài một chút cho ông coi, đồng tiêu chuẩn không oxy hóa, được, phủ thêm một lớp gốm bán dẫn. Với những tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc tế như thế này. Cùng lúc đó, Ninh Ngọc Lâm cùng với tổng giám đốc của nhà máy cũng đi tới. Hoàng Hữu Sơn vừa đi vừa mắng, cậu tính làm cái gì? Đây, lôi bừa một người tới rồi kêu tôi phát tiền thưởng cho người ta, não cậu bị úng nước à? Dù đang đối diện với tổng giám đốc, Ninh Ngọc Lâm là người rất thẳng tính nên có gì nói đó. Giám đốc Hoàng, tôi thật sự không có khoác lác, quả thật là nhờ anh ta mà tôi mới chốt được đơn hàng này. Hơn nữa với một đơn hàng vài chục ngàn thế này, tính ra hoa hồng cũng chỉ có vài trăm tệ, tôi cũng cần gì phải giở trò này nọ với sếp chứ. Hoàng Hữu Sơn chừng cậu ta đáp, tôi không cần biết cậu nói thật hay nói dối, nhưng dù sao thì cậu ta cũng không phải là nhân viên ở đây, tại sao tôi phải thưởng cho cậu ta? Mẹ khiếp, đừng có lằng nhằng với tôi nữa. Hơn tháng nay rồi, tôi còn chưa kiếm cậu tính sổ việc bán không nổi 20 sản phẩm đó. Tuy rằng vừa đi vừa nói, nhưng tốc độ của Hoàng Hữu Sơn cũng không hề chậm lại. Trước đây nhà máy này chuyên nhận gia công cho người ta, cũng kiếm được không ít, nhưng Hoàng Hữu Sơn lại rất có dã tâm. Ông ta tự thấy kỹ thuật của mình không thua kém gì bất cứ nhà máy dây chuyền tuyến một nào. Tuy rằng quy mô khiêm tốn một chút, nhưng tại sao không tự mình gây dựng một thương hiệu chứ? Với cách nghĩ này, Hoàng Hữu Sơn liền đầu tư rất nhiều vốn để mở một thương hiệu riêng. Sau hơn nửa năm nghiên cứu, cuối cùng thì sản phẩm mới cũng đã sản xuất thành công, nhưng hơn một tháng rồi số lượng bán ra rất ít, làm sao mà Hoàng Hữu Sơn không lo lắng cho được. Hơn nửa năm nay đã ngưng việc nhận gia công cho người khác rồi, toàn bộ vốn đều dựa vào tiền tiết kiệm ngày trước, nhưng số tiền đó cũng sắp tiêu hết rồi. Nếu như tiếp tục không bán được hàng, đến tiền lương của nhân viên ông ta cũng không trả nổi mất. Nếu không thì với một ông chủ lớn có doanh thu 20, 30 triệu một năm thế này, làm sao lại vì một đơn hàng có vài chục ngàn mà tự mình tới kiểm tra chứ? Ninh Ngọc Lâm không thuyết phục được Hoàng Hữu Sơn, trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng cũng không dám nổi giận với sếp mình. Dù gì thì Hoàng Hữu Sơn nói cũng chẳng sai, phát thưởng cho một người không phải là nhân viên đúng là có chút bất hợp lý. Rất nhanh sau đó, hai người đi tới trước cửa kho, vừa hay nhìn thấy Hoắc Khải đang cầm chiếc vỏ sản phẩm bị tháo rời ra, nói với người đàn ông trung niên trước mắt, cuối cùng là lớp vỏ bình nóng lạnh, độ dày 2.5mm, thép, không gì tiêu chuẩn, nếu tìm được ra dù chỉ một vết hàn, coi như ông lợi hại. Với mức độ hoàn thiện thế này, hoàn toàn có thể xếp ngang với những nhãn hàng nội địa tuyến. Một, ông có thể tự kiểm tra lại, tôi cũng không dài dòng nữa. Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm nhìn thấy vậy đều ngây người, hai người này là ai đây? Hoàng Hữu Sơn buồn bực, hỏi, nhìn không giống nhân viên ở đây mà, người trẻ hơn là Lý Phong mà tôi đã nói với sếp. Còn, về người còn lại, Ninh Ngọc Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, có phần không chắc chắn nói, có thể kia là khách hàng, nếu như là khách hàng, sao cậu dám để cậu ta một mình tiếp khách vậy, tính làm loạn à? Hoàng Hữu Sơn bực tức nói, rồi lập tức bước vào bên trong kho. Vừa đi, ông ta vừa giơ tay về phái người đàn ông trung niên nói, chào ông, tôi là Hoàng Hữu Sơn, tổng giám đốc của nhà máy này, xin hỏi ông là giám đốc Liêu đã liên hệ với chúng tôi phải không? Đúng, là tôi đây. Người đàn ông trung niên đặt phần vỏ của sản phẩm xuống, bắt tay Hoàng Hữu Sơn. Hoàng Hữu Sơn nhìn sản phẩm bị tháo rời bên cạnh, khóe mắt khẽ co giật, trong lòng mắng mỏ Ninh Ngọc Lâm thậm tệ, để một người ngoài nghề tùy tiện tháo dỡ sản phẩm, lại còn nói linh tinh với khách hàng. Người này thấy tình hình nhà máy giờ chưa đủ tệ hay sao? Ninh Ngọc Lâm cũng vội vàng chạy tới kéo Hoắc Khải lại hỏi, anh lại làm cái trò gì vậy, sao lại tháo sản phẩm ra thành cái dạng này? Ninh Ngọc Lâm vừa nói xong, người đàn ông trung niên bên cạnh bỗng bất cười nói, nếu như cậu ấy không tháo ra thì đúng là chưa chắc tôi sẽ mua sản phẩm của công ty cậu, dù có tâng bốc tới đâu thì rất có thể kết cấu sản phẩm không tốt như hình thức bên ngoài, nhưng giờ tôi không nghĩ vậy rồi, sản phẩm của các cậu rất tốt, chất lượng vượt xa dự đoán của tôi, vì thế tôi quyết định sẽ đặt 1.000 chiếc, các cậu bao giờ có thể giao hàng được? Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm nghe xong cũng sững người, nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm không nữa. 1.000 chiếc, phải biết là vì sản phẩm mới áp dụng những công nghệ tân tiến nhất nên giá thành sản xuất cũng rất cao, vì vậy giá bán ra cũng bị đôn lên rất nhiều, lên tới gần 1.500 tệ. Nếu như đặt 1.000 chiếc
vậy tức là 1.500.000. Rồi, doanh thu hàng năm của nhà mày cũng chỉ 20, 30 triệu, mà giờ một đơn hàng đã trị giá 5, tổng doanh thu, rồi, mới một phút trước Hoàng Hữu Sơn còn đang đau đầu về việc làm sao để trả lương tháng này. Nếu giờ nhận được đơn hàng gần 2 triệu thế này, thì đừng nói là tiền, lương, phát thêm tiền thưởng cũng không thành vấn đề. Hoàng Hữu Sơn kích động nhìn người đàn ông trung niên, vui vẻ hỏi, ông nói thật sao, 1.000 chiếc, đúng vậy, người đàn ông trung niên cười cười nhìn Hoắc Khải, nói, cậu thanh niên này giới thiệu rất tường, tận, cũng rất chuyên nghiệp, cũng vì có cậu ta giới thiệu, tôi mới quyết định tăng số lượng đặt hàng lên, hơn nữa, đây chỉ là lô hàng đầu tiên thôi, thời gian tới, nếu như, đánh giá của khách hàng tốt, tôi sẽ tiếp tục đặt thêm, vậy, nên nếu được, tôi muốn ký hợp đồng với các ông. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 8, marketing kinh điển, góc truyện audio.com, chấm, đúng rồi, ký hợp đồng, Hoàng Hữu Sơn vui mừng lấy bút viết lên hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn. Xem ra, giờ ông ta vui mừng tới nỗi không giữ được bình tĩnh rồi. Nếu không thì với một khách hàng lớn như vậy, ít nhất cũng phải mời người ta vào văn phòng uống trà bàn bạc chứ. Tuy nhiên người đàn ông trung niên cũng không quá để ý tiểu tiết. Đối với ông ta mà nói, tốc độ làm việc mới là điều quan trọng nhất. Lúc này, Hoắc Khải kéo Ninh Ngọc Lâm lại hỏi, ống nước và vòi hoa sen bên kia có bán không vậy? Ninh Ngọc Lâm ngây ngốc nhìn hai người đang ký hợp đồng. Nghe thấy câu hỏi của Hoắc Khải liền tùy tiện đáp, bán, cái gì cũng bán hết. Một bộ vòi sen kèm ống nước giá thành sản xuất bao nhiêu? Không tới 25 tệ đâu. Ninh Ngọc Lâm trả lời theo bản năng, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm quan tâm Hoắc Khải hỏi những cái này để làm gì. Giờ trong lòng Ninh Ngọc Lâm cũng đang vui sướng vô cùng. 1.500.000 đó, đơn hàng mấy chục ngàn thì không cần quá kích động, nhưng đây là 1.500.000 đó. Dù cho vào thời đỉnh cao của nhà máy, thì con số nãy cũng đủ khiến cho mọi người kích động reo hò rồi. Hoắc Khải cũng không làm phiền tới tâm trạng vui mừng của cậu ta nữa. Đi về phía góc nhà máy, cầm một bộ vòi sen và ống nước lên rồi kiểm sơ qua số lượng. Sau đó, anh lấy một bộ lại đây. Lúc này, Hoàng Hữu Sơn đã điền xong nội dung trên hợp đồng, chỉ chờ hai bên xác nhận lại giá cả và ký tên nữa là xong. Hoắc Khải cầm lấy bộ vòi sen tới trước người đàn ông trung niên. Hỏi, giám đốc Liêu, phạm vi kinh doanh chủ yếu của công ty ông là ở vùng nông thôn đúng không? Người đàn ông trung niên vui vẻ quay đầu hỏi, sao cậu lại nghĩ như vậy? Bởi sản phẩm của thương hiệu nhỏ rất khó để tiêu thụ ở khu vực thành thị. Càng những thành phố có nền kinh tế phát triển, thì xu hướng người dùng càng thích những thương hiệu lớn. Vì vậy, những thương hiệu nhỏ hoặc là đi theo hướng xuất khẩu sản phẩm, hay là chuyển phạm vi tiêu thụ tới khu vực nông thôn. Ông mạo hiểm đặt 1.000 chiếc, nếu như xuất khẩu thì rủi ro cũng rất lớn, vì vậy chỉ có thể là bán cho khu vực nông thôn rồi. Hoắc Khải trả lời, người đàn ông trung niên cười lớn, nói, cậu đúng là rất thú vị. Không sai, tôi chủ yếu là làm thị trường nông thôn. Hoắc Khải đưa bộ vòi sen trong tay ra và nói, vậy ông xem thử cái này, đây cũng là sản phẩm của nhà máy chúng tôi, chất lượng chắc chắn không cần phải bàn nhiều rồi, nếu như ông làm thị trường nông thôn thì chắc sẽ hiểu rõ tính cách tiết kiệm của khu vực đó. Vì vậy tôi nghĩ nên để bình nóng lạnh, vòi sen và ống nước thành một bộ, giờ ông muốn tặng miễn phí cho họ khiến họ cảm thấy tiết kiệm được không ít tiền. Hay là ông muốn kiếm thêm, thì tôi cũng không có ý kiến gì hết, nhưng bộ vòi sen và ống nước này, cả bộ chỉ có 25 tệ, bán cho ông giá 30. Kiếm 5 tệ lấy công làm lời, ông thấy thế nào? Hoàng Hữu Sơn và Ninh Ngọc Lâm bên cạnh nghe vậy cũng ngẩn người. Không ngờ người này giờ vẫn còn tiếp tục bán được thêm ư. Nhưng mà nghe những lời anh nói cũng thấy có lý đó chứ. Người đàn ông trung niên nhìn bộ vòi sen trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Khải. Nụ cười trên mặt ông ta càng lúc càng nở rộ, trong mắt đầy vẻ tán thưởng. Chàng trai, tôi trả lương cho cậu gấp đôi, cậu về làm cho tôi. Thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi, Ninh Ngọc Lâm há hốc miệng. Cái này là cướp người trắng trợn à, đây là điều tối kỵ trong kinh doanh. Mà quan trọng hơn nữa, người được cướp về kia lại là tên mọt sách Lý Phong mà cậu ta xem thường nhất. Nhưng mà nói đi nói lại, Lý Phong cũng không phải nhân viên ở đây mà, dù ai muốn cướp thì cũng đâu có cách nào trách đâu. Mặc gì rất muốn biết vì sao lại có người nhắm trúng tên này. Nhưng mà nghĩ kỹ lại những gì Hoắc Khải đã làm, đã nói, trong lòng Ninh Ngọc Lâm cũng không thể không công nhận, anh đúng là một thiên tài marketing, khách hàng lúc đầu chỉ định mua 30 chiếc. Vậy mà anh đã bán ra được 1.000 chiếc rồi, giờ lại còn giải quyết được cả đống vòi sen và ống nước kia. Thế nào là giỏi, đây chính là giỏi chứ còn gì nữa. Hoắc Khải cười nhẹ, xin lỗi, người đàn ông trung niên cũng không tức giận, cười với Hoàng Hữu Sơn. Giám đốc Hoàng, tôi rất ngưỡng mộ ông có một nhân viên siêu tốt như vậy. Nếu so với cậu ấy, đám nhân viên của tôi đúng là ngu như heo mà, không cần nói nhiều, bộ vòi sen và ống nước này tôi cũng đặt luôn, cứ theo giá lúc nãy cậu nói đi, 30 tệ một bộ. Hoàng Hữu Sơn trong lòng cũng thầm nghĩ. Nếu so sánh với chàng trai trẻ trước mắt mình đây, thì đám nhân viên của ông ta cũng là một lũ ngu như heo. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng đang dỉ máu,
Mẹ kiếp, mà cậu ta cũng không phải là nhân viên ở đây chứ? Tại sao lại không phải chứ? Nếu có được thiên tài marketing như vậy, Hoàng Hữu Sơn đồng ý dùng 1 triệu tiền mặt để trao đổi. Trước mặt khách hàng, Hoàng Hữu Sơn đương nhiên không thể nói như vậy, chỉ cười cười nói, đúng vậy, tôi cũng thấy năng lực của cậu ta rất tốt, mấy việc còn lại khá đơn giản, chỉ cần thêm mục vòi sen và ống nước vào hợp đồng. Kiểm tra lại giá trị hợp đồng rồi hai bên cùng ký tên là xong. Hoắc Khải nhìn qua chữ ký trên hợp đồng, Liêu Thiên Bàng, nét chữ rồng bay phượng múa khí phách, rất phù hợp với tính cách của người này. Ký xong hợp đồng, Liêu Thiên Bằng gọi điện cho nhân viên phía ngoài nhà máy chất hàng lên xe. 1.000 bình nóng lạnh kèm theo bộ vòi sen và ống nước. Chỉ dựa vào sức của hai người trên xe chắc chắn làm không kịp. Hoàng Hữu Sơn liền gọi thêm một đám người tới phụ giúp. Cũng mất nửa giờ mới chất xong đống hàng. Trong khoảng thời gian này, Liêu Thiên Bằng nói chuyện với Hoắc Khải còn nhiều hơn cả Hoàng Hữu Sơn. Kiến thức của Hoắc Khải còn nhiều hơn cả Liêu Thiên Bằng. Anh tùy ý nói vài câu cũng đủ khiến Liêu Thiên Bằng thấy được mở mang đầu óc. Sự ngạc nhiên và tán thưởng của Liêu Thiên Bằng đối với anh bộc lộ trực tiếp qua ánh mắt. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, ông ta cũng đã bày tỏ muốn Hoắc Khải tới công ty mình làm việc 3 lần. Còn về tiền lương, từ mức gấp 2, tới gấp 3 lần, rồi tới mức để Hoắc Khải tự quyết định, mỗi lúc một tăng lên, Hoắc Khải thờ ơ với những lời đề nghị đó. Giờ anh muốn quay trở lại nhà họ Hoắc, trước mắt việc quan trọng nhất là cải thiện mối quan hệ trong gia đình đã. Còn về những chuyện khác, từ từ rồi tính sau, Liêu Thiên Bằng vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không ép buộc nữa. Chỉ nói, bất cứ lúc nào, công ty chúng tôi vẫn luôn chào đón cậu, chỉ cần cậu muốn tới cứ gọi cho tôi là được. Nói rồi nhét một tấm danh thiếp vào túi Hoắc Khải, thấy cuộc đối thoại của Liêu Thiên Bằng, Hoàng Hữu Sơn hỏi Ninh Ngọc Lâm, không phải cậu nói anh rể cậu là mọt sách sao? Vậy mà có tài kinh doanh như vậy, tôi cũng là lần đầu gặp đó. Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng khác nào gặp ma, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Phong của ngày xưa đúng là tên mọt sách không hơn không kém. Ngoài việc biết mấy cái kiến thức không thực tiễn trong sách vở ra, những cái khác không hiểu gì cả. Chẳng giống bây giờ chút nào, đến cả những tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn về bình nóng lạnh anh cũng nắm lòng. Chẳng kém gì kỹ thuật viên trong nhà máy, tiêu chuẩn chuyên môn có thể học được, nhưng còn tư duy và chiến lược kinh doanh thì sao? Giống như việc Lý Phong vừa bán được bình nóng lạnh kèm theo bán cả bộ vòi sen lúc nãy cũng đủ trở thành bài học marketing kinh điển rồi. Một tên mọt sách trước đây chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. Vậy mà có thể làm được một việc đáng kinh ngạc như vậy. Ninh Ngọc Lâm tuy không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Sau khi chất hàng xong, Liêu Thiên Bằng cùng nhân viên rời đi, trước khi đi vẫn nhiệt tình mời Hoắc Khải nếu có thời gian rảnh thì cùng ông ta đi ăn. Hoắc Khải không đồng ý, mà cũng chẳng từ chối, biểu cảm rất thản nhiên, anh càng giữ thái độ này, càng khiến Liêu Thiên Bằng cảm thấy, chàng trai này không đơn giản chút nào. Sau khi Liêu Thiên Bằng rời đi, Hoàng Hữu Sơn tươi cười tiến tới, cậu Lý phải không, rất cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi chốt được đơn hàng lớn như vậy. Hoắc Khải cười nói, chủ yếu vẫn là công sức của Ninh Ngọc Lâm, nếu không phải vì cậu ấy đã thuyết phục được khách hàng. Công thêm việc chất lượng sản phẩm của công ty nổi trội, thì cũng không giữ được cơ hội này. Hoàng Hữu Sơn có chút căng thẳng, bắt tay, cậu Lý khiêm tốn rồi. Với tư duy marketing khi nãy của cậu, nhân viên trong công ty chúng tôi gộp lại cũng không sánh được. Không biết cậu Lý làm việc cho công ty nào nhỉ, ngày trước là lái xe, nhưng gần đây bị thương nên vẫn đang nằm nhà dưỡng sức. Hoắc Khải đáp, Hoàng Hữu Sơn nghe vậy liền tươi cười nói, như vậy thì tốt quá rồi, không phải tôi nói chuyện cậu bị thương nhé, ý của tôi là thế này. Làm lái xe làm sao có tương lai được, với một nhân tài như cậu Lý đây nên tìm một công việc tốt hơn. Nếu như cậu đồng ý, tôi sẵn sàng trả lương cao để cậu về làm với giám đốc marketing của chúng tôi. Lương cơ bản 20.000, còn hoa hồng sẽ tính riêng, không cần nói nhiều, nếu như có đơn hàng, mỗi tháng kiếm được 40-50.000 không thành vấn đề. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 9, đặt một mục tiêu nhỏ trước, gocchuyenaudio.com. Chấm, Ninh Ngọc Lâm đứng bên cạnh tâm trạng rất phức tạp, Hoắc Khải vậy mà lại không tranh công. Khiến cậu ta có chút bất ngờ, cậu ta tưởng rằng tên nãy sẽ phải nhân cơ hội này mà tranh hết công sức về mình chứ. Nếu như Hoắc Khải thật sự làm như vậy, thì Ninh Ngọc Lâm cũng chưa từng nghĩ sẽ tranh giành lại. Đúng là đóng góp của mình lần này không lớn, dù cho là việc mời khách hàng tới xưởng tham quan cũng là gợi ý của Hoắc Khải. Nếu không phải vậy thì Liêu Thiên Bằng đã sớm vì mấy lời khen giả tạo của cậu ta mà hủy đơn rồi. Giờ đây, Hoàng Hữu Sơn dùng mức lương cao và chức vụ giám đốc marketing để lôi kéo Hoắc Khải. Càng khiến cho Ninh Ngọc Lâm cảm thấy đáng lòng, bản thân vất vả làm việc ở đây bao nhiêu năm tiền lương cũng chỉ hơn 7.000. Hoắc Khải vừa tới đã nhận được lương cứng 20.000. Còn nhiều hơn cả số tiền lương và hoa hồng mà cậu ta nhận được. Quan trọng là, nếu như tên này làm giám đốc marketing, vậy cậu ta sẽ làm gì chứ? Mặc dù trong lòng rất bất mãn với quyết định của Hoàng Hữu Sơn. Nhưng Ninh Ngọc Lâm cũng không thể hiện ra, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào Hoắc Khải, vì tên mọt sách từng bị bản thân coi thường, giờ rất có thể sẽ cướp mất công việc của cậu ta.
Điều làm Ninh Ngọc Lâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đó là Hoắc Khải đã trực tiếp từ chối lời mời của Hoàng Hữu Sơn. Chí hướng của anh vốn không ở đây. Hơn nữa, công việc với mức lương ít ỏi 20.000 kia, Hoắc Khải cũng chẳng thèm để mắt tới. Chỉ cần anh muốn, dựa vào năng lực bản thân mà kiếm được nhiều hơn là một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa còn thoải mái hơn việc đi làm công cho người khác. Việc Hoắc Khải từ chối không làm Hoàng Hữu Sơn quá ngạc nhiên. Dù có chút tiếc nuối nhưng cũng có thể đoán trước được. Dù gì khi nãy Liêu Thiên Bằng đưa ra lời mời còn hấp dẫn hơn nhiều. Vậy mà vẫn bị từ chối đó thôi. Hoàng Nhất Sơn chỉ là muốn dựa vào mối quan hệ của Ninh Ngọc Lâm để thử. Nếu như thành công thì là may mắn, còn nếu không được cũng chẳng mất mát gì. Vì Hoắc Khải đã từ chối rồi, nên Hoàng Hữu Sơn cũng không nhắc nữa. Chỉ đáp, dù có thế nào, lần này có thể thành công ký hợp đồng với giám đốc Liêu. Công sức của cậu Lý đây rất lớn. Thế này đi, lát nữa tôi sẽ báo kế toán tính hoa hồng gửi cậu Lý. Đây là tiền thưởng của cậu, cũng xem như chút lòng thành của tôi. Không cần đâu, tôi cũng không phải người của công ty. Tiền hoa hồng thưởng cho Ngọc Lâm là được rồi. Hoắc Khải đáp, Hoàng Hữu Sơn nhìn Ninh Ngọc Lâm, rồi lại nhìn qua Hoắc Khải, cười nói, vậy cũng được, dù gì hai cậu cũng là người một nhà, đưa cho ai cũng vậy thôi. Khóe miệng Ninh Ngọc Lâm khẽ nhếch lên, hình như cậu ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Sau đó, Hoàng Hữu Sơn liền bảo kế toán trích ra 5 tiền hoa hồng, tổng cộng 75.000, đưa hoa hồng cho Ninh Ngọc Lâm xong liền kêu cậu ta đưa Hoắc Khải về nhà. Ninh Ngọc Lâm cũng không từ chối, sau khi cầm túi tiền lên xe liền ném thẳng cho Hoắc Khải. Đã nói từ trước rồi, tiền hoa hồng đều là của anh, đối với Ninh Ngọc Lâm mà nói 75.000 này cũng không phải số nhỏ. Nhưng cậu ta vẫn quyết định làm theo lời hứa của mình. Không phải vì giờ cậu ta đã nhìn Hoắc Khải bằng con mắt khác, mà là vì cơ bản cậu ta là người rất rõ ràng. Nói một là một, hai là hai, tiền ai kiếm được là của người đó, dù có ghen tị thì cũng không tranh giành, không thì có khác nào thằng ăn mày xin tiền từ thiện từ người khác đâu. Hoắc Khải định tiếp tục từ chối, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Ninh Ngọc Lâm nên cũng không nói thêm nữa. Dù gì cũng chỉ có vài chục ngàn, không nhất thiết phải đẩy qua đẩy lại như vậy. Trên đường về, Ninh Ngọc Lâm hầu như giữ im lặng, thỉnh thoảng Hoắc Khải chủ động hỏi vài câu thì cậu ta mới chịu trả lời. Hoắc Khải biết Ninh Ngọc Lâm vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi đột ngột này của anh. Vì thế cũng không quá quan tâm, dù gì cũng sắp về tới nhà rồi, nhìn thấy khu chợ bên đường liền kêu dừng xe lại. Hơn 10 phút sau, Hoắc Bất Phàm ôm một đống thức ăn, vừa mở cửa vừa nói với Ninh Ngọc Lâm, nếu như đã tới rồi thì ở lại ăn tối luôn, cũng tiện thăm Đường Đường, nếu như chỉ là ở lại dùng bữa, Ninh Ngọc Lâm có lẽ sẽ vì khó xử mà từ chối. Nhưng nếu nói thêm việc thăm Đường Đường, đây sẽ là cái cớ rất tốt để cậu ta ở lại. Sau khi vào nhà, Ninh Ngọc Lâm nhìn đống đồ ăn trong tay Hoắc Khải. Hỏi, anh biết nấu ăn, từng học qua, cậu ngồi chơi đi, tôi đi nhào bột, Hoắc Khải nói, tiện tay ném cái bịch tiền xuống sofa, nhìn thấy hành động tùy ý kia, Ninh Ngọc Lâm có một cảm giác kỳ lạ, kia là 75.000 đó, có thể tiện tay vứt bừa vậy sao, từ bao giờ Lý Phong trở nên bình thản đối với tiền như vậy chứ? Nhớ lại lúc mới kết hôn, anh ta từng vì vài chục ngàn tiền ăn hỏi mà cãi nhau với bố mẹ cậu một trận đó. Chắc chắn là đang giả vờ rồi, Ninh Ngọc Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhào bột cũng không quá lâu. Tầm 20 phút sau, Hoắc Khải rửa tay, từ trong bếp đi ra, thấy Ninh Ngọc Lâm ngồi đó ngây người không biết đang nghĩ gì. Hoắc Khải liền mở máy tính rồi hỏi, uống nước không? Không, Ninh Ngọc Lâm đáp, có thể vì thấy bản thân trả lời quá nhanh, liền cong môi nói tiếp, anh cả ngày ở nhà nghịch máy tính, cũng không thấy đi lái xe nữa. Lái xe thì từ từ để xem đi, giờ cũng không gấp, Hoắc Khải vừa nói vừa đăng nhập vào tài khoản Taobao, khi Ninh Ngọc Lâm vốn định giáo huấn anh thêm mấy câu để vớt lại chút mặt mũi bản thân, thì lại nghe thấy tiếng tinh tinh không ngớt từ máy tính. Cậu ta cúi đầu nhìn, thấy Hoắc Khải đang trả lời cái gì đó, nhìn vào lời nhắc bên góc trái của sản phẩm có thể nhìn thấy một sản phẩm giảm cân. Đây là cửa hàng Taobao của chị tôi, Ninh Ngọc Lâm hỏi, Ninh Thần vì kiếm thêm thu nhập cho gia đình, vừa đi làm vừa mở cửa hàng online, cái này thì Ninh Ngọc Lâm biết, mở cửa hàng trên Taobao cũng không phải dễ dàng, Ninh Thần bận rộn cả năm trời, nhưng doanh thu vẫn rất lẹt đẹt, nhưng giờ lại thấy Hoắc Khải đang cùng lúc tư vấn cho 20, 30 người. Xem ra việc kinh doanh cũng khá tốt đó chứ. Giờ anh ở nhà giúp chị tôi quản lý cửa hàng Taobao. Nhìn lượng khách tư vấn cũng không ít, một tháng kiếm được bao nhiêu? Ninh Ngọc Lâm tò mò, Hoắc Khải vừa trả lời khách hàng vừa đáp, tôi hôm qua mới bắt đầu giúp cô ấy, doanh số cũng không có gì nổi bật, hôm qua kiếm được 2.000 thôi. Ồ, nhiều cơ, ngữ khí đột nhiên thay đổi hoàn toàn, từ thản nhiên rồi đến kinh ngạc, 2.000, Ninh Ngọc Lâm không hiểu bản thân có nghe nhầm hay không? Lý Phong chắc đang nói là bán được 2.000 nhỉ, còn về lợi nhuận, chắc được khoảng 20, 30. Cỡ vài trăm tệ, tính như vậy, dù lãi cũng tương đối, nhưng so với việc lãi được 2.000 có vẻ dễ tin hơn. Tuy nhiên, khi Ninh Ngọc Lâm vừa đưa ra câu trả lời nhằm an ủi bản thân, thì Hoắc Khải lại giải thích cặn kẽ, chủ yếu là vì sản phẩm cô ấy chọn không sinh lời nhiều được.
có thể vì mình chỉ là đại lý cấp thấp nên tiền lời không tới 15. Nhưng mà việc kinh doanh của cửa hàng có tiến triển tốt. Ngày hôm qua bán được hơn 10.000, hôm nay có lẽ sẽ có tốt hơn, tính ra có thể bán được gấp đôi, đợi tới lúc lượng tiêu thụ của cửa hàng cao thêm nữa. Tôi sẽ tìm bên đại lý tổng để lấy mức giá xỉ thấp hơn nữa. Nếu như may mắn, có thể nhanh chóng đạt được doanh thu 100.000 mỗi ngày. Như vậy có thể trực tiếp tìm xưởng sản xuất để lấy quyền đại lý. Hoắc Khải bận trả lời khách hàng nên cũng không chú ý tới Ninh Ngọc Lâm càng lúc càng há hốc miệng vì ngạc nhiên. Hoắc Khải giải thích cũng không quá khó hiểu, nhưng Ninh Ngọc Lâm nghe thấy lại cực kỳ sốc. Một ngày bán được hơn 10.000, lợi nhuận 15, vậy là kiếm được khoảng 2.000 còn gì? 2.000 mà lúc nãy anh ta nói là chỉ tính riêng lợi nhuận. Chứ không phải Ninh Ngọc Lâm nghe lộn, sau đó còn nói gì mà lợi nhuận hôm nay có thể tăng gấp đôi. Hoặc là mục tiêu mỗi ngày doanh thu 100.000, Ninh Ngọc Lâm không nghe tiếp nổi nữa rồi, này là chém gió phải không? Phần trước cậu ta mới hỏi Ninh Thần về cửa hàng tao bao xong. Ninh Thần còn buồn bã nói một tháng nay, có thể kiếm được 200.300 tệ là tốt lắm rồi. Vậy mà hôm nay, Hoắc Khải lại nói với cậu ta một ngày có thể kiếm được mấy ngàn. Nếu là trước đây, nhất định Ninh Ngọc Lâm sẽ cười nhạo câu này của Hoắc Khải. Nếu có muốn chém gió thì cũng nên tìm đứa ngu mà nói. Chỉ cần một người có chút hiểu biết chắc chắn sẽ không tin rồi. Nhưng mà hôm nay, Hoắc Khải vừa làm một việc mà cậu ta cũng chẳng thể làm được. Đơn hàng 1.500.000 giờ vẫn đang lởn vởn trong đầu. Khiến Ninh Ngọc Lâm cũng không dám dễ dàng kết luận, sự thôi thúc muốn tìm hiểu thực hư khiến cậu ta đứng ngồi không yên. Cuối cùng Ninh Ngọc Lâm nghiến răng một cái, đứng dậy, Hoắc Khải vừa trả lời xong một khách hàng, chuẩn bị trả lời người tiếp theo thì bị Ninh Ngọc Lâm giận mất con chuột. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 10, cậu em vợ nịnh nọt, góc chuyện audio.com, chấm, khi Ninh Thần mới mở cửa hàng tao bao, Ninh Ngọc Lâm cũng từng tới giúp đỡ, biết được phương pháp vận hành cơ bản, cậu ta mở giao diện làm việc, liếc mắt nhìn một cái, lập tức tìm được số tiền mua sắm tại cửa hàng ngày hôm nay. 16.000 tệ, đơn đặt hàng có tới mấy chục cái. Lượt người hỏi thăm và yêu cầu tư vấn lên đến gần 300. Ninh Ngọc Lâm nhìn đến hoa cả mắt, ô thế mà là thật này, chưa đến 12 giờ trưa mà đã bán được 16.000 tệ. Cứ theo tình hình này thì một ngày 30.000 tệ cũng không thành vấn đề luôn. Hoắc Khải bị cậu ta chen chỗ nên không ngồi vững, đang định nhích mông ra sau thì thấy Ninh Ngọc Lâm đột một quay phắt lại. Gương mặt tràn ngập vẻ chấn động, làm sao anh làm được thế, câu hỏi này nghe quen tai quá nhỉ, tối hôm qua Ninh Thần cũng mới hỏi câu y hệt, Hoắc Khải điềm tĩnh đáp lời. Làm kinh doanh trên Taobao không hề khó, nơi này tương đương với một phiên chợ có lượt khách tham quan hàng đầu thế giới. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ làm thế nào mới lấy được lòng tin của khách hàng. Khách hàng không thể nhìn thấy hàng thật, chỉ có thể phán đoán thông qua hình ảnh và câu chữ. Cho nên chỉ cần làm tốt việc giới thiệu, muốn kiếm được đơn hàng không hề khó. Đương nhiên, việc hút khách trong phạm vi Taobao có quy định của Taobao. Không phải cứ thay đổi hình ảnh và vài dòng giới thiệu là giải quyết được. Bây giờ tôi vẫn dựa vào lượng khách xem quảng cáo từ các nơi khác là chính. Đợi khi thực sự có được một sản phẩm bán chạy, uy tín của cửa hàng được nâng cao, lượng tìm kiếm trong phạm vi Taobao mới trở thành phần chính. Ninh Ngọc Lâm nhìn anh như nhìn quái vật mất một lúc lâu. Đến khi Hoắc Khải chỉ vào cửa sổ tư vấn trên màn hình. Nếu cậu còn không để tôi trả lời tin nhắn, có lẽ khách hàng này sẽ bỏ đi vì phải chờ quá lâu đấy. Bấy giờ Ninh Ngọc Lâm mới buông con chuột ra, cậu ta đứng thẳng dậy. Nhìn ngón tay thon dài của Hoắc Khải nhanh chóng gõ gõ trên bàn phím. Từng cửa sổ trò chuyện đều được Hoắc Khải trả lời rất nhanh. Thỉnh thoảng còn nhảy ra lời nhắc đơn hàng được tạo thành công. Chưa được bao lâu đã bán thêm 20, 30 lọ thuốc, mỗi lọ bán với giá 150 tệ, tính ra là doanh số mấy ngàn tệ rồi. Nếu chỉ nghe người ta nói, kể cả do chính miệng Ninh Thần nói, Ninh Ngọc Lâm cũng thấy nghi ngờ có phải Hoắc Khải tự mình chốt đơn để tăng doanh số ảo hay không. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy mọi thứ, cậu ta không còn gì để nghi ngờ nữa. Bởi vì cậu ta nhìn từng dòng tin nhắn trả lời của Hoắc Khải. Từng dòng tin nhắn đánh trúng vào nơi dễ bị lay động nhất trong lòng người. Đến một thằng đàn ông như cậu ta nhìn lâu còn không kiềm lòng được. Muốn mua thử vài lọ xem hiệu quả thực hư ra sao. Nếu chỉ là chốt đơn ảo, hà tất anh phải vất vả trả lời tin nhắn như vậy. Câu chữ còn lay động người khác như thế, khả năng duy nhất có thể xảy ra. Đơn hàng là thật, một ngày bán được mấy chục ngàn tệ cũng là thật. Bất kể Hoắc Khải giải thích rõ ràng đến mức nào, Ninh Ngọc Lâm vẫn luôn thắc mắc trong lòng. Anh làm kiểu gì mà được thế, hóa ra tên mọt sách gần như bị tất cả bạn bè và họ hàng phỉ nhổ trong mấy năm nay lại có thiên phú đáng kinh ngạc như vậy trong công việc kinh doanh. Tại sao trước kia không ai phát hiện ra nhỉ, là do anh không có cơ hội để thể hiện, hay đã bị người ta ngó lơ rồi? Đúng lúc này, Hoắc Khải đột nhiên nói, thực ra nếu sản phẩm của xưởng các cậu đủ tiêu chuẩn cũng có thể mở cửa hàng trên Taobao. Theo như tôi được biết, lượng người từng mua hàng qua mạng năm ngoái đã vượt qua 600 triệu người. Chiếm hơn 70% tổng lượt người sử dụng Internet. Taobao là diễn đàn mua sắm trực tuyến lớn nhất, tỷ lệ thành công ở nơi này còn cao hơn phát triển cửa hàng ngoại tuyến gấp mấy lần.
tốc độ cũng nhanh hơn. Ninh Ngọc Lâm không trả lời ngay. Trước kia cậu ta từng nghĩ đến việc mở cửa hàng tao bao, bán sản phẩm của xưởng, nhưng Ninh Tần thất bại khiến cậu ta hiểu rằng ngành nghề này không dễ dàng như trong tưởng tượng. Bạn phải hiểu rõ hết những quy tắc phức tạp của tao bao đồng thời vận dụng nó thật nhuần nhuyễn. Còn phải biết cách thu hút lượng truy cập, phải biết làm sao để tăng lượt mua hàng. Chỉ hai chữ vận hành thôi cũng đủ khiến vô số người phải lùi bước. Nhiều người cầm theo vài trăm ngàn thậm chí hàng triệu tệ xông vào ngành này, rồi ngã đến sứt đầu mẻ trán, khuynh gia bại sản, cũng không phải chuyện hiếm thấy. Nếu đổi sang hoàn cảnh khác, đổi thành người khác, Ninh Ngọc Lâm sẽ không đồng tình đâu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nhìn cửa sổ trò chuyện trên máy tính, đầu óc Ninh Ngọc Lâm nhanh chóng suy nghĩ. Qua khoảng 2 phút gì đó, cuối cùng cậu ta cũng hỏi, nên làm như thế nào? Hoắc Khải cũng vừa trả lời xong khách hàng cuối cùng, tạm thời có thể nghỉ ngơi. Anh buông con chuột, ngồi trên ghế, xoay người lại, mỉm cười và nói, trước hết, các cậu cần bỏ ra ít nhất 100.000 tệ, mở một cửa hàng flagship trên Temu. Với một sản phẩm có độ nhận biết chưa cao thì ba chữ cửa hàng flagship sẽ mang đến mức độ tín nhiệm rất cao cho người mua. Ngoài ra, các cậu tiến hành phát triển trên mạng lần đầu, nhất định phải tổng kết số liệu người dùng ngoại tuyến. Ban đầu Ninh Ngọc Lâm chỉ có tâm lý thôi thì nghe thử xem sao. Mới vài phút sau, cậu ta đã nghe đến mức nhập tâm. Hoắc Khải giảng giải rất cặn kẽ, giải thích cụ thể tỉ mỉ mấy công việc quan trọng nhất. Nếu như sắp xếp lời anh nói thành văn bản, vậy thì nó là một phương án mở cửa hàng flagship rất tiêu chuẩn. Không cần chỉnh sửa gì thêm, có người nói, ghét một người, chỉ cần một giây thôi, nhìn qua một lần đã thấy chán ngán, vậy thì từ ghét một người đến khi bội phục người đó. Cần thời gian bao lâu? Từ biểu hiện của Ninh Ngọc Lâm thì có vẻ không cần tốn quá nhiều thời gian. Khi Ninh Thần tan ca, dẫn theo đường đường về nhà, vừa vào đến nơi đã thấy Hoắc Khải ngồi trước máy tính gõ chữ. Trong bếp thì vọng ra tiếng nồi niêu song chảo va chạm với nhau. Hoắc Khải quay đầu thấy cô đã về bèn hô vọng vào bếp. Ngọc Lâm, chị cậu với đường đường về rồi. Đã luộc xong hoành thánh chưa? Xong rồi, tôi bưng ra ngay đây. Ninh Ngọc Lâm nói rồi bưng một chậu hoành thánh to đùng bước ra khỏi phòng bếp. Đặt cái chậu này trên bàn trà, cậu ta xông tới ôm lấy đường đường. Cháu gái cưng, có nhớ cậu không nào? Nào cho cậu thơm cái. Không thèm đâu, dâu chọc vào người ta. Đường đường cười khúc khích né tránh, nhìn Ninh Ngọc Lâm chơi đùa cùng con gái. Ninh Thần cảm thấy mờ mịt, nếu cô không nhớ nhầm, mỗi lần Ninh Ngọc Lâm tới nhà đều phải cãi nhau một trận với Lý Phong. Có lúc tức nổ phổi còn định giắn tay áo đánh nhau. Bầu không khí không lấy gì làm hòa hợp, kể cả không cãi nhau thì cũng là vì Lý Phong nhìn thấy cậu ta đã bỏ đi luôn. Thế mà bây giờ, Ninh Ngọc Lâm vui vẻ phấn khởi như vậy là thế nào? Và lại ban nãy hình như cô còn nghe thấy Lý Phong bảo em trai mình bưng hoành thánh. Thằng em trai nóng tính như lửa này nghe lời Lý Phong từ bao giờ vậy? Ninh Ngọc Lâm ôm đường đường không chịu rời tay, tươi cười với Ninh Thần. Chị mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm, em nói cho chị nghe. Tên Lý Phong này gói hoành thánh đúng là đỉnh, vừa nãy em nếm thử rồi, ngon lắm luôn. Ninh Thần nghe xong hai mắt trợn tròn lên, Ninh Ngọc Lâm đang khen Lý Phong à, cậu ta ăn nhầm thuốc sao? Chưa đợi Ninh Thần kịp phản ứng, Hoắc Khải ở bên cạnh đã nói, cái gì mà thằng ấy thằng nọ, phải gọi anh rể, nếu còn thiếu lịch sự như thế, cậu tự viết giới thiệu luôn đi. Ninh Ngọc Lâm sợ đến độ vội vàng quay sang mỉm cười nịnh nọt Hoắc Khải. Được, anh rể ruột của em ơi. Em biết sai rồi, được chưa ạ, anh mau chóng đánh xong phần giới thiệu đi. Tối nay em xem kỹ lại, ngày mai còn tìm giám đốc Hoàng xin phê duyệt nữa. Đánh gần xong rồi đấy, lát nữa tôi làm thêm cho cậu thêm vài bản tuyên truyền nữa để báo cáo cả thể. Chắc cũng tiết kiệm được kha khá thời gian cho cậu, Hoắc Khải nói, tốt quá luôn, nào, anh uống nước đi, ăn hoành thánh không, em múc cho anh một bát để nguội trước nhé, cậu bớt làm phiền tôi được phút nào thì tôi sẽ làm nhanh hơn được phút đấy. Rồi, đừng nói chuyện nữa, đường, đi nào, cậu dẫn cháu đi rửa tay rồi ăn cơm, đây là hoành thánh bố cháu gói đấy nhé, có nhân thịt lợn nè, có cả nhân tôm hùm đất và nhân trứng cá ngần nữa. Ngon lắm luôn, nhìn Ninh Ngọc Lâm bế con gái mình vào phòng vệ sinh. Ninh Thần đơ người luôn, đây là em trai ruột của cô á, khen Lý Phong gói hoành thánh ngon thì thôi chứ, thái độ lấy lòng và kính sợ này là chuyện gì đây? Hoắc Khải phát hiện ra Ninh Thần vẫn đứng ở đó bất động. Anh vừa gõ chữ vừa quay đầu nhìn cô. Sao em không đi rửa tay? Không đói à? Anh đã cho thằng nhóc đỏ uống thuốc gì vậy? Ninh Thần vô thức hỏi. Hoắc Khải nghe vậy bỗng sững người. Sau đó hiểu được ý của cô. Anh cười, không cho uống thuốc gì cả. Anh chỉ nói với cậu ấy cách mở cửa hàng tao bao thôi. Mở cửa hàng tao bao, thằng nhóc này á? Ninh Thần nghe vậy bỗng chốc mở mịt. Không phải cậu ấy, mà là xưởng của cậu ấy. Trưa nay anh tới xưởng của cậu ấy một chuyến. Sản phẩm cũng rất khá, đủ sánh với thương hiệu hàng đầu. Nếu có thể làm ra được thương hiệu thì cũng có tiềm năng lắm đấy. Hoắc Khải trả lời, Ninh Thần càng nghe càng mơ hồ, Lý Phong tới công xưởng của Ninh Ngọc Lâm, đi làm gì cơ, làm sao Ninh Ngọc Lâm cho anh tới đó được, một chuỗi câu hỏi bật ra khiến đầu óc Ninh Thần không kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô hoài nghi Ninh Ngọc Lâm bị Hoắc Khải mua chuộc, thông đồng với nhau để diễn trò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Ngọc Lâm ghét anh như kẻ thù giết cha vậy, làm sao hai người này có thể thông đồng với nhau được. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 11 vui vẻ hòa thuận, góc truyện audio.com, chấm, sự việc càng có khả năng chân thực, Ninh Thần càng không thể hiểu nổi. Chưa được bao lâu, Ninh Ngọc Lâm dẫn Đường Đường bước ra, thấy Ninh Thần vẫn đứng ở đó bèn nhắc, chị đờ đẫn ra đó làm gì, mau rửa tay rồi đi ăn cơm đi. Ninh Thần quay đầu nhìn về phía cậu ta, không hề nhúc nhích, chỉ nghiêm nghị hỏi, Ngọc Lâm, em nói thật cho chị nghe, hai người đang làm trò quỷ gì thế, gì mà trò với chẳng quỷ. Ninh Ngọc Lâm không hiểu lắm, trước kia em ghét anh ấy như thế, sao bây giờ, khụ, chị đang nói đến chuyện này hả, nhắc đến chuyện trước kia, Ninh Ngọc Lâm cũng thấy lung túng, cậu ta gãi gãi đầu, trước kia chẳng phải vì em không biết lý, không biết anh rể làm kinh doanh giỏi đến thế hay sao? Chị không biết đó thôi, hôm nay anh rể đỉnh cực kỳ. Em có một vị khách, vốn tưởng phen này toang rồi, thế mà anh ấy nói chuyện với người ta một lúc, chị đoán xem, người ta đặt hàng 1.500.000 tệ luôn, ha ha ha, làm tổng giám đốc của bọn em sợ vỡ mật, chuyện khác thì không nói, chứ riêng khoản kinh doanh, anh rể đúng là một tay cừ khôi luôn, hết chỗ chê, Ninh Thần càng nghe càng thẫn thờ, đơn đặt hàng 1.500.000, con số này khiến bộ não của cô chết máy, Lý Phong có bản lĩnh như vậy ư, còn nữa nhé. Cửa hàng tao bao mà chị mở, chị biết hôm nay báo được bao nhiêu tiền không? Ninh Ngọc Lâm tự hỏi rồi tự trả lời luôn, cậu ta vỗ đùi rất hứng khởi, bây giờ đã qua 30.000 tệ rồi, chỉ tính riêng lợi nhuận cũng lên đến 4.000 tệ rồi. Chị sắp giàu to nha, nếu cậu ta không nói, Ninh Thần quên mất chuyện lợi nhuận của cửa hàng tao bao, 30.000 tệ, 4.000 tiền lãi, cô nhìn về máy tính theo bản năng, Hoắc Khải gõ xong một hàng chữ, đứng dậy nhìn cô, mỉm cười nói, tối nay chắc vẫn còn một đợt khách nữa, nếu may mắn, có lẽ cũng bán được khoảng 10.000 nữa. Ninh Thần nhìn Hoắc Khải. Rồi nhìn Ninh Ngọc Lâm, sau cùng cô không nói lời nào, đi tới trước máy tính, mở giao diện làm việc, Hoắc Khải biết, nếu không tận mắt nhìn thấy kết quả cô sẽ không tin. Bèn đi thẳng tới, bế Đường Đường trên người Ninh Ngọc Lâm xuống, ngồi xuống ăn cơm, con gái phải tục nữ, không được để đàn ông khác bế qua bế lại như thế. Này, em là cậu của bé nhé, cậu không phải đàn ông à, Hoắc Khải liếc mắt nhìn. Tuy giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng toàn thân tràn ngập khí thế mạnh mẽ rất khó tả. Ninh Ngọc Lâm cũng thấy giật mình. Không dám ngụy biện thêm, chỉ dám lý nhí, cậu có phải người đàn ông khác đâu. Đúng lúc này, Ninh Thần nhìn thấy doanh số bán hàng hiển thị trên giao diện làm việc. Tổng cộng 30.670 tệ, con số này khiến cô nhìn vào mà đờ đẫn. 30.670 tệ, cô làm tao bao cả năm, chưa từng bán được nhiều như thế, mà Hoắc Khải chỉ dùng một ngày đã đạt được thành tích như vậy. Đúng lúc này, tiếng tinh lại vang lên lần nữa, Ninh Thần định mở cửa sổ trò chuyện theo thói quen, chỉ là không đợi cô gõ bàn phím. Bả vai đã bị ai đó ấn lấy, giọng nói dịu dàng của Hoắc Khải vang lên sau lưng, việc kinh doanh không thể làm xong trong một chốc một lát được. Em mệt mỏi cả ngày rồi, ăn cơm trước đi, có việc gì để anh xử lý là được. Sức lực trên vai khiến Ninh Thần chẳng thể phản bác, trong im lặng, cô bị đẩy tới bên cạnh bàn ăn, trước mặt cô, Hoành Thánh bốc khói nghi ngút đang tỏa ra hương thơm mê hoặc. Lớp vỏ gần như trong suốt, giúp người ta có thể nhìn rõ nhân bên trong, dính thêm chút nước canh dính chút dầu, rắc thêm chút ngồng tỏi xanh mướt. Khiến người ta nhìn thôi đã thấy thèm, Đường Đường ở bên cạnh ăn từng miếng to, vì quá nóng nên cô bé không ngừng giơ tay quạt miệng. Mẹ ơi, ngon lắm luôn ấy ạ, nóng quá nóng quá, nhân tôm hùm đất á mẹ, ngửi thấy mùi thơm của Hoành Thánh, rồi nhìn Hoắc Khải đuổi mình tới đây nhưng không kịp ăn cơm. Chỉ chuyên tâm trả lời khách hàng, Ninh Thần cảm thấy lòng dạ vô cùng phức tạp, nhất là khi Ninh Ngọc Lâm khẽ thì thầm bên tai mình. Chị, hình như anh ấy đối xử với chị khá đấy, Ninh Thần không biết nên tán thành với câu nói này. Hay nên phản đối, Lý Phong của hai ngày trước là một người đàn ông khiến cô muốn ly hôn. Mà trong hai ngày này, dường như anh tốt đẹp đến mức không có gì để chê trách. Điều gì đã khiến một người thay đổi đến nghiêng trời lệch đất đến như thế chỉ trong hai ngày? Chẳng lẽ anh nằm trên giường hai ngày hai đêm đã thực sự ngộ ra rồi hoàn toàn thay đổi? Nói thẳng ra, Ninh Thần rất hy vọng Lý Phong có thể thay đổi. Trước kia, sở dĩ cô bất chấp sự phản đối từ mọi người mà lấy tên mọt sách này chính vì cô nhìn thấy quá nhiều kẻ theo đuổi mình. Đủ hình đủ dạng, những kẻ đó mê mẩn sắc đẹp của cô, không một ai thật lòng, chỉ có Lý Phong, cẩn trọng và rụt rè, trong đám đông những kẻ theo đuổi cô, anh chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, quan trọng nhất, khi ấy Lý Phong miêu tả cho cô về phác đồ sự nghiệp của mình rất hấp dẫn. Khiến người ta vô thức nghĩ rằng, anh là một người cực kỳ tích cực và cầu tiến, nào ai ngờ rằng, kết hôn chưa được 2 năm, vì đủ thứ thất bại mà Lý Phong gục ngã, không sao dậy được, nếu không nhờ hệ tư tưởng khá cổ hủ của mình khiến Ninh Thần không nỡ ly hôn. Có lẽ hai người đã đường ai nấy đi từ lâu rồi. Bây giờ, Lý Phong như sống lại lần nữa. Cô cầm lấy thìa, múc một miếng Hoành Thánh bỏ vào miệng,
rất nóng, nhưng cũng rất ngon, ngon không chị? Minh Ngọc Lâm nhìn cô với vẻ mong chờ, biểu cảm có vẻ đắc ý, trong này cũng có một phần công lao của em đấy nha. Em băm thịt đến gãy cả tay ấy chứ? Minh Thần múc viên hoành thánh thứ hai, đặt bên miệng khẽ thổi vài cái, đồng thời hỏi, anh ấy thực sự biết làm kinh doanh lắm à, đâu chỉ là biết. Phải nói là chấn động luôn ấy chứ, trong số những người em biết, không có ai giỏi kinh doanh hơn anh ấy luôn. Giám đốc Hoàng ở chỗ em hôm nay còn đòi tuyển dụng anh ấy với mức lương 20.000 tệ mỗi tháng kìa. Nhưng mà thằng cha cũng rất là màu nhé, sống chết không chịu đồng ý cũng không biết đang nghĩ gì nữa. Em đoán, có lẽ anh ấy muốn tự bán hàng online. Nhắc đến chuyện Hoắc Khải làm kinh doanh là Ninh Ngọc Lâm không dừng lại được. Cứ tâng bốc mãi, suýt nữa tâng anh lên tận trời. Ninh Thần không chất vấn gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Về cơ bản, cô có thể khẳng định, Ninh Ngọc Lâm không thông đồng với Hoắc Khải, bởi vì chuyện này không thể diễn được. Biểu cảm sùng bái trên mặt Ninh Ngọc Lâm chân thực đến vậy cơ mà. Tôi nghe thấy hết đấy nhé, cái thằng này, không nói xấu anh mấy câu thì ăn không ngon à, Hoắc Khải trả lời khách hàng xong cũng vừa cười cười vừa bước tới. Ninh Ngọc Lâm cười hề hề, em dám nói xấu anh câu nào đâu, đang khen anh đấy thôi, cậu nói sao thì là vậy, đường đường, ăn thử nhân trứng cá ngần đi, Hoắc Khải nói rồi chọn một viên hoành thánh trong bát mình đặt vào thìa của đường đường. Con cảm ơn bố, đường đường ghé tới, cái miệng nhỏ dính đầy dầu hôn chụt một cái lên má Hoắc Khải. Ninh Ngọc Lâm vội vàng chỉ vào mặt mình, cả cậu nữa chứ, không thèm đâu, toàn dâu đâm vào người ta, đường đường không chịu, quay đầu đi, biểu cảm tổn thương của Ninh Ngọc Lâm trông rất tức cười. Nhìn dáng vẻ vui vẻ hòa thuận của ba người này, khóe miệng Ninh Thần cũng tủm tỉm một nụ cười, đã nhiều năm rồi cô không được nhìn thấy cảnh tượng ấm áp này. Những lần cãi vã, những lúc thất vọng, dường như tan biến hết trong một khoảnh khắc, cuộc sống mà mình mong chờ nhất, chẳng phải là như thế này ư, chỉ là, nó xảy đến quá đột ngột, em cũng ăn nhiều vào. Cây đến nhọn cả cằm rồi, Hoắc Khải quay đầu nói với Ninh Thần, sau này em không cần vất vả thế nữa. Chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ để anh lo, vẻ quan tâm và thương tiếc trong mắt anh khiến khóe mắt cô đỏ ửng. Sống mũi cay cay, bỗng chốc muốn khóc thật to, không cần biết người đàn ông trước mặt thật lòng hay giả dối. Ít nhất bây giờ những lời anh nói là những điều mà cô muốn nghe, là điều mà cô mong chờ đằng đẵng sau vô số ngày đêm phải thất vọng. Ninh Thần khẽ gật đầu, gạt nhẹ hạt nước đọng trên khóe mắt. Khẽ đáp một tiếng, có lẽ đối với rất nhiều người, đây chỉ là một bữa cơm bình thường, nhưng đối với gia đình này, nó trở nên đáng quý biết bao. Ăn cơm xong, Ninh Ngọc Lâm chủ động giúp họ thu dọn bát đũa. Hoắc Khải vốn định giúp một tay, nào ngờ bị cậu ta đẩy tới trước máy tính. Ông anh rể của tôi ơi, anh mau chóng chỉnh sửa bàn giới thiệu cho em đi. Những chuyện khác, anh khỏi cần bận tâm. Rửa bát, quét nhà, lau nhà, em đây phục vụ trọn gói luôn. Hoắc Khải nghe xong bật cười, cũng không cần tỏ ra khách sáo với cậu ta nữa. Bản giới thiệu mà anh viết ra, năm xưa là thứ mà rất nhiều công ty lớn hàng đầu tranh nhau mua về. Chỉ cần dùng rửa bát quét nhà làm thù lao đã tặng cho Ninh Ngọc Lâm. Hời cho cậu ta quá, đợi khi Ninh Ngọc Lâm mồ hôi nhễ nhại làm xong mọi việc. Hoắc Khải cũng đã gửi văn bản hoàn chỉnh vào hòm thư điện tử của cậu ta. Ninh Ngọc Lâm vô cùng vui vẻ rời đi, đóng cửa xong, Hoắc Khải quay đầu nhìn lại, thấy Ninh Thần đã dẫn đường đường đi rửa ráy, đang ở trong phòng ngủ cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 12, kẻ thay thế, góc truyện audio.com, chấm, anh thức thời né tránh cảnh tượng khá kiều diễm kia, quay người ngồi xuống trước bàn máy tính, công việc kinh doanh của ngày hôm nay chắc hẳn vẫn có thể kiếm thêm vài đơn hàng. Hoắc Khải không muốn lãng phí công sức tuyên truyền của mình. Chưa được bao lâu sau, Ninh Thần dỗ đường đường ngủ xong, mặc áo ngủ mỏng manh bước tới, anh nghỉ ngơi đi, để tôi trông cho một lát, không sao đâu, anh ở nhà cũng gần như nghỉ ngơi rồi mà. Em cứ ngủ đi, Hoắc Khải đáp, Ninh Thần nhìn anh, cô bỗng nói, nếu anh cứ như thế này mãi thì tốt biết bao, cô rất hy vọng có thể dùng thực tế để chứng minh mình không chọn sai chồng. Tiếc rằng Lý Phong chỉ khiến cô càng thêm thất vọng, hai ngày nay tuy rằng anh đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều. Nhưng Ninh Thần vẫn không dám chắc chắn rằng anh đã thực sự thay đổi. Chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, hay là thay đổi mãi mãi, Hoắc Khải hiểu được nỗi lo trong lòng cô, anh mỉm cười và đáp, không cần nghĩ quá nhiều đâu. Cuộc sống chỉ càng thêm tốt đẹp thôi, hy vọng là thế, Ninh Thần không tranh giành quyền được trông coi cửa hàng tao bao với anh. Bởi vì cô biết rõ, kể cả bản thân mình ngồi ở đó cũng rất khó có thể trả lời khách hàng tốt như Hoắc Khải. Liếc mắt nhìn về phía sofa, Ninh Thần đột nhiên hỏi, một mình ngủ ở sofa chắc cũng lạnh nhỉ, Hoắc Khải sững người, lòng dạ dao động, ý của cô ấy là, nói thật lòng, Ninh Thần cũng quyến rũ lắm đấy chứ, cô có vẻ trưởng thành mà các thiếu nữ khó lòng với tới. Cộng thêm thân hình nuột nà tinh tế. Hoàn toàn không giống một người phụ nữ đã từng sinh con. Trong số những người phụ nữ mà Hoắc Khải từng gặp, cô có thể xếp vào top 5, thế mà Ninh Thần giơ bàn tay đang giấu sau lưng ra. Ném cho anh một cái chăn nhung, dù vẫn là mùa hè nhưng cũng sắp vào thu rồi, đắp cái chăn nhung vẫn ấm hơn. Nói xong, Ninh Thần quay người đi về phòng,
nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng im ỉm, Hoắc Khải khẽ mỉm cười bất lực, xem ra không chỉ có Ninh Thần mà bản thân anh cũng nghĩ quá nhiều rồi. Không quá để tâm đến chuyện này, Hoắc Khải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, vì buổi chiều không tiếp tục tiến hành tuyên truyền nên lượng truy cập lúc trước kéo được đã tiêu hao kha khá. Lượng khách hàng yêu cầu được tư vấn giảm đi rõ rệt. Vì không có việc gì làm, Hoắc Khải thử tìm kiếm thông tin liên quan đến mình thêm lần nữa. Cộng thêm hai ngày trước đó thì hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi anh sống lại. Đáng lý ra cũng có thể tìm kiếm được một vài động tĩnh trên mạng mới phải. Dù gì thì người thừa kế giỏi giang nhất của gia tộc Tử Vong cũng được coi là chuyện khá lớn rồi. Kể ra cũng tìm kiếm được một bài báo, nhưng nội dung bên trong khiến Hoắc Khải sững người. Đầu đề của bài báo này là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc sáng nay đã tới tổng bộ của khách sạn Minh Châu. Có vẻ liên quan đến việc tập đoàn Minh Châu bị thua mua. Bên dưới đầu đề gắn kèm một tấm ảnh cực kỳ rõ ràng. Trên tấm ảnh đó, Hoắc Khải được đám đông hộ tống tiến vào tổng bộ của khách sạn Minh Châu. Nhìn gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh, lòng dạ Hoắc Khải như có sóng gầm gió dữ, đầu óc cũng vang lên những tiếng ong ong, anh không thể ngờ rằng, vào ngày thứ tư sau khi sống lại, mình sẽ tìm kiếm ra được bài báo có nội dung như thế này. Anh vẫn chưa chết, không, không thể nào, nhất định là anh đã chết rồi, nếu không làm sao có thể sống lại vào cơ thể của Lý Phong chứ. Trừ khi anh gặp phải cảnh buổi biểu diễn của Chu Mần, tất cả mọi người xung quanh đều là diễn viên, nhưng buổi biểu diễn của Chu Mần suy cho cùng cũng chỉ là tiểu thuyết. Tuy trên thế giới này có rất nhiều diễn viên, nhưng muốn tìm được nhiều người có diễn xuất thuyết phục đến vậy để phối hợp cùng anh trong một vở kịch. Gần như không có khả năng, cũng không cần thiết, nhất là sự quan tâm của cô bé Đường Đường kia dành cho bố. Tuyệt đối không thể đóng giả được, cho nên, chỉ có một khả năng, người muốn giết anh đã có âm mưu từ trước, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một kẻ thay thế. Sau khi anh chết, lập tức đẩy kẻ thay thế kia bước lên sàn diễn, tiếp tục lợi dụng sức ảnh hưởng của anh để nuốt gọn gia tài nhà họ Hoắc. Chết tiệt, hai mắt Hoắc Khải đỏ bừng, con chuột máy tính bị anh siết chặt, thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc, là ai đã đạo diễn nên chuyện này, là ai muốn dùng một kẻ thay thế để cướp hết những thứ vốn phải thuộc về anh. Hoắc Khải chỉ muốn xông tới nhà họ Hoắc ngay lập tức để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng nhìn người đàn ông trên bức ảnh kia, anh hít thở sâu mấy lần, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh cần có. Tải bức ảnh xuống rồi phóng to nhiều lần và quan sát tỉ mỉ kỹ càng. Hoắc Khải không thể phủ nhận, kẻ thay thế này quả thực quá giống anh, nếu chỉ nhìn mỗi gương mặt, rất khó nhận biết được thật giả. Vả lại, có thể dự đoán được, nếu hung thủ đứng sau đã âm thầm ủ mưu cho tất cả mọi việc từ trước đó. Vậy thì ngoài vẻ bề ngoài của kẻ thế thân, người này cũng có thể mô phỏng hoàn hảo từng thói quen trong cuộc sống đến hành vi và cử chỉ của anh. Kể cả lúc mô phỏng có một chút xíu khác biệt cũng không ai dám nghi ngờ hắn. Bởi vì ngoài kẻ biết được chân tướng, không ai dám nghĩ rằng, ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc hiện giờ chỉ là một kẻ giả mạo. Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia một lúc lâu, Hoắc Khải tắt trang web đi, anh nhẹ nhàng ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, đầu óc nhanh chóng suy tính, hung thủ đã tìm được kẻ thay thế, độ khó khi anh muốn quay về nhà họ Hoắc lại tăng thêm. Bây giờ nên làm thế nào mới có thể cứu vãn được cục diện? Nghĩ ngợi rất lâu, Hoắc Khải mới nghĩ thông suốt một điều, kế hoạch chậm chậm phát triển từng bước rồi tiện đà giao thiệp cùng nhà họ Hoắc như lúc đầu đã không còn khả thi nữa vì tốc độ của nó quá chậm. Trong số những người cùng leo núi với anh lúc ấy không phải chỉ có người nhà họ Hoắc mà còn hai người ngoài nữa. Hai người này có phải hung thủ hay không? Hoắc Khải khó mà khẳng định chắc chắn, nhưng nếu là một trong hai kẻ đó, vậy thì hoàn cảnh của nhà họ Hoắc hiện tại cực kỳ hung hiểm. Cho nên, Hoắc Khải phải nhanh chóng tạo dựng liên hệ với nhà họ Hoắc. Muốn làm được điều này thì phương pháp đơn giản nhất là tìm một nhân vật lớn đủ để liên lạc với nhà họ Hoắc. Nương nhờ đôi cánh của người kia để bay cao hơn nhanh hơn. Liêu Thiên Bằng, Hoắc Khải khẽ lắc đầu, tuy rằng thực lực của người này cũng khá, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt thôi. Không thể nào đối thoại cùng nhà họ Hoắc được, hòn đá kê chân mà mình muốn tìm phải ở đẳng cấp cao hơn Liêu Thiên Bằng mới được. Chau mày suy nghĩ một hồi, trong đầu Hoắc Khải chợt lóe lên, anh nghĩ tới một người. Cơ Hương Ngưng, nhà họ Cơ là một gia tộc xếp hạng 5 toàn quốc. Gia sản trên 50 tỷ, trong số những người mà Lý Phong quen, có thể coi là người có cách biệt nhỏ nhất với nhà họ Hoắc rồi. Giống như nhà họ Hoắc, nhà họ Cơ cũng chia ra thành nhiều nhánh nhỏ, Cơ Hương Ngưng chính là con cháu của một nhánh trong đó. Trong thế hệ thanh niên của dòng phụ, Cơ Hương Ngưng có khả năng thiên phú về kinh doanh, rất được coi trọng, ở tình huống thông thường, người như Lý Phong không thể nào kết giao được với Cơ Hương Ngưng. Đôi bên hoàn toàn không nằm trên cùng một đẳng cấp, nhưng anh ta may mắn lấy được Ninh Thần về làm vợ. Mà Ninh Thần và Cơ Hương Ngưng là bạn cùng phòng thời đại học. Quan hệ cũng khá tốt. Năm xưa khi Lý Phong chật vật tìm công việc rồi hay nổi nóng khi ở nhà, Cơ Hương Ngưng đã chủ động đề nghị anh ta làm tài xế cho mình với mức lương cơ bản 10.000 tệ mỗi tháng. Một sinh viên đại học bình thường không có kinh nghiệm làm việc có thể cầm mức lương 10.000 tệ mỗi tháng trước tuổi 30 đã là khá lắm rồi. Nhưng Lý Phong vẫn luôn bất mãn, anh ta luôn nghĩ rằng nghề lái xe quá giới hạn, mà cũng quá hèn mọn, bản thân mình là một người đàn ông có hoài bão lớn.
sao có thể suốt ngày lái xe cho một người phụ nữ được. Đối với một kẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa như Lý Phong, Cơ Hương Ngưng cũng không ưa gì anh ta, từng trách mắng anh ta rất nhiều lần, nếu không vì nể mặt Ninh Thần, cô ấy đã cho anh ta thôi việc lâu rồi. Về sau Lý Phong bị ngã khi lái xe máy điện mà 2 tháng nay không đi làm. Không biết người ta còn cần anh ta nữa không? Tuy rằng trong điện thoại có sẵn phương thức liên lạc với Cơ Hương Ngưng. Nhưng Hoắc Khải rất lý trí, bỏ ngay ý định gọi điện thoại cho cô ấy vào lúc này. Thời gian cấp bách thật, nhưng không cần thiết phải vào giữa đêm. Suy ngẫm trong chốc lát, Hoắc Khải mở trình duyệt, tìm kiếm các tin tức có liên quan tới Cơ Hương Ngưng. Trong ký ức của Lý Phong, anh ta hoàn toàn không hiểu gì về Cơ Hương Ngưng, nếu anh muốn dựa vào nhà họ Cơ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Trước hết phải tìm hiểu về lối vào quan trọng như Cơ Hương Ngưng. Cứ thế bận rộn tới nửa đêm, Hoắc Khải mới chợp mắt vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Sáng sớm hôm sau, anh vẫn dậy sớm đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng. Hoành Thánh gói từ hôm qua vẫn còn thừa khá nhiều. Sáng sớm ra đã ăn món này kể cũng kỳ lạ, nhưng cô nhóc Đường Đường ăn uống rất ngon miệng, không ngớt lời khen. Hôm nay là cuối tuần, Đường Đường không cần đi học thêm, đáng lý ra Hoắc Khải sẽ ở nhà trông cô bé một ngày. Bởi vì muốn liên lạc cùng Cơ Hương Ngưng nên Hoắc Khải vốn định nhờ Ninh Thần trông con hồ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không nói ra, bây giờ quan hệ của họ vừa mới hòa hoãn hơn một chút. Nếu anh lập tức đưa ra yêu cầu quá đáng, công sức trước đó coi như uổng phí, sở dĩ anh hy vọng có thể cải thiện quan hệ cùng Ninh Thần. Chỉ vì Hoắc Khải hiểu rằng, thân phận hiện tại của anh là Lý Phong, địa vị của anh ở gia đình này càng vững chắc thì càng có thể giấu kín thân phận của mình. Hung thủ giết anh chưa chắc đã điều tra được, nếu anh vận hành thân phận Lý Phong này càng tốt thì càng dễ tiếp cận chân tướng. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 13 Cơ Hương Ngưng, gocchuyenaudio.com, chấm, đừng để con bé chơi máy tính suốt ngày, không tốt cho mắt đâu. Ninh Thần dặn dò một câu rồi ra khỏi nhà, cho dù cách giao tiếp của họ không thân mật lắm, nhưng giọng điệu của cô ấy hôm nay đã hòa hoãn hơn 2 ngày trước rất nhiều. Đóng cửa lại, Đường Đường nhanh chóng chạy tới bàn học, mở ngăn kéo, lấy ra một bộ cờ tướng, trải bộ cờ tướng bằng nhựa rẻ tiền lên bàn, cô bé nhìn Hoắc Khải đầy mong chờ. Bố ơi, bố chơi cờ với con được không? Hoắc Khải vốn định gọi điện thoại cho Cơ Hương Ngưng, nhưng thấy vẻ chờ mong không sao giấu được trong ánh mắt của Đường Đường. Anh vẫn chọn đáp ứng yêu cầu của con gái cưng trước đã. Thấy bố đồng ý, Đường Đường phấn khích đến mức muốn nhảy lên, cô bé nhanh chóng bày xong quân cờ của hai bên, ngẩng đầu liếc nhìn Hoắc Khải rồi tỏ ra do dự, bố ơi, hay là bố đi trước nhé, chơi cờ tướng là một trong số ít những hoạt động chung của hai bố con nhà này. Ban đầu Lý Phong dạy Đường Đường chơi cờ là vì muốn thể hiện bản lĩnh của người làm bố. Nào ngờ Đường Đường có thiên phú dị bẩm trong phương diện này. Chỉ chưa đầy 1 tháng đã chặt chém bố không còn mảnh giáp. Khiến Lý Phong bực quá không bao giờ chơi cùng con bé nữa. Bây giờ Đường Đường vẫn tưởng rằng trước mặt cô bé là ông bố chơi cờ siêu gà của mình ngày trước. Hoắc Khải cười cười, nếu đã là tấm lòng của con gái thì anh cũng không muốn nói nhiều. Đi bừa một bước, đúng lúc này có người ấn chuông cửa, Hoắc Khải phải đi xong nước cờ thứ hai mới đứng dậy mở cửa. Điều khiến anh ngạc nhiên là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp đang đứng ngoài cửa. Cô ấy mặc áo vải chiffon màu nâu sáng cùng quần ống suông cạp cao màu xanh dương. Chân đi đôi cao gót màu đen, cộng với lối trang điểm vừa vặn, thể hiện rõ được phong vị trưởng thành của phụ nữ, gương mặt kia cũng có dung mạo xinh xắn không kém gì Ninh Thần. Trên sống mũi thẳng tắp là một đôi mắt sắc bén, chỉ cần một cái đảo mắt của cô ấy dường như cũng đủ nhìn thấu người khác. Người phụ nữ này chính Cơ Hương Ngưng trong trí nhớ của Lý Phong. Hoắc Khải không ngờ sáng sớm hôm nay Cơ Hương Ngưng sẽ chủ động tìm tới tận đây. Sao hả, nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm à? Giọng nói của Cơ Hương Ngưng hoàn toàn khác biệt với Ninh Thần. Cực kỳ thanh thúy, bén ngọt như nhát dao cắt vào miếng đậu phụ vậy. Cũng khá kinh ngạc, vào đây ngồi đi, tôi đang định tìm cô đây. Hoắc Khải nói rồi nhường đường cho cô ấy. Thái độ của anh có vẻ khá tùy hứng, ít nhất thì không hề giống như muốn lấy lòng khiến Cơ Hương Ngưng thấy sửng sốt. Trước kia, mỗi lần Lý Phong nhìn thấy cô ấy thì cứ như chưa thấy mèo. Thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Thế mà hôm nay, trên người anh có một loại khí chất cao quý rất khó tả. Loại khí chất này không thể nào diễn kịch được, mà toát ra từ trong cốt tủy. Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải mất mấy giây. Tận tới khi giọng nói của cô nhóc Đường Đường vang lên. Ôi, là gì cơ, bấy giờ biểu cảm của Cơ Hương Ngưng mới bình thường trở lại. Cô mỉm cười đi vào phòng, nói với Đường Đường đang ngồi bên bàn, có nhớ gì không, nè, dì mang quà cho con nè. Nói rồi, Cơ Hương Ngưng lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng tay dì văng xi. Bước tới cúi người đeo cho con bé, cảm ơn dì cơ, Đường Đường vui vẻ hôn lên mặt cô ấy một cái. Ngoan quá, Cơ Hương Ngưng tươi cười xoa đầu con bé, có thể nhìn ra, quan hệ của cô ấy và cô nhóc này rất tốt. Nhìn Cơ Hương Ngưng rồi nhìn Hoắc Khải, Đường Đường bỗng nhiên bột miệng hỏi, bố ơi, hai người có chuyện gì cần làm ạ, vậy lần sau bố con mình chơi cờ tiếp nhé. Câu nói rất ấm áp, nghe có vẻ ngoan ngoãn, nhưng dù sao thì trẻ con vẫn là trẻ con,
dù con bé có hiểu chuyện đến mức nào thì vẫn không biết ẩn giấu cảm xúc thực sự dưới đáy lòng. Nhìn vẻ thất vọng khó lòng che giấu trong ánh mắt của cô nhóc. Hoắc Khải đâu nỡ để con gái phải thất vọng, anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn. Không sao đâu, bố có thể vừa chơi cờ với con vừa nói chuyện mà. Thật chứ ạ, Đường Đường lập tức phấn khích trở lại. Vậy thì bố thua cũng không được nói gì cơ làm phiền bố đâu nha. Yên tâm, bố sẽ không trách người khác đâu. Hoắc Khải nói rồi nhìn về phía Cơ Hương Ngưng. Cô ngồi xuống trước đi, tôi chơi với con bé một ván. Vừa chơi vừa nói, anh không sợ tôi quay người đi luôn à? Cơ Hương Ngưng hỏi. Nếu cô dễ dàng bỏ đi như thế thì cũng không chạy đến đây sớm như vậy. Dù gì cũng là tầng lớp tinh anh của gia tộc lớn. Không đến độ hẹp hòi như vậy, tranh giành cả thời gian với một đứa trẻ. Hoắc Khải cô tay hạ một quân cờ. Cơ Hương Ngưng khẽ nhíu mày. Cô có thể cảm nhận rõ ràng, người đàn ông này có sự khác biệt rất lớn với chính anh trong quá khứ. Dù xét từ góc độ lời nói hay hành động, điều gì đã khiến anh thay đổi như vậy? Cơ Hương Ngưng thử suy đoán một vài nguyên nhân, nhưng không chủ động hỏi thăm. Đối với cô mà nói, đích thân tới tận nơi này đã là giữ thể diện cho anh lắm rồi. Sao có thể hỏi han gì thêm chứ? Quan hệ của Ninh Thần và cô rất tốt, cô ấy cũng từng giúp đỡ cô vài việc quan trọng, bất kể đứng từ góc độ tình cảm cá nhân hay lý do gì khác. Cơ Hương Ngưng luôn mong Ninh Thần được sống tốt hơn. Vì thế, cô ấy để Lý Phong đi làm lái xe cho mình, cho dù thằng cha này khiến người ta không thể nào ưa được. Cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Suốt 2 tháng nay, Cơ Hương Ngưng vẫn luôn đợi Lý Phong đi làm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn bật vô âm tín. Sau cùng cô gọi điện thoại cho Ninh Thần hỏi chuyện mới biết Lý Phong cứ ở lì trong nhà ăn không ngồi rồi chờ chết. Hoàn toàn không có ý định đi làm, qua vài ngày do dự, Cơ Hương Ngưng cuối cùng cũng không kiềm lòng được. Đành đến tận đây, cô chuẩn bị một đống những câu để mắng mỏ. Nhưng vừa mới gặp mặt, người đàn ông từng khiến cô chỉ muốn đạp anh ta ngã xuống sông đã cho cô cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thậm chí Cơ Hương Ngưng loáng thoáng cảm nhận được cảm giác bức bối. Rõ ràng đối phương không nói gì cả, nhưng dường như tất cả mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Những lời của Trách đã chuẩn bị trước cũng mắc nghẹn trong cổ họng. Không thốt ra được, giống như bây giờ, Hoắc Khải dùng con bé để khích bác mình, nhưng Cơ Hương Ngưng không thể nào phản bác được, bây giờ cô bỏ đi hay cãi nhau với anh, đều đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đang tranh giành cùng một đứa trẻ con. Ở nhà suốt 2 tháng rồi, miệng lưỡi cũng bén hơn nhiều đấy nhiều. Cơ Hương Ngưng hừ một tiếng đầy bất mãn, sau đó lạnh lùng hỏi, trông anh rất có tinh thần đấy, đã dưỡng thương khỏi hẳn rồi nhỉ, tại sao không chịu đi làm, định để Ninh Thần nuôi anh thật đấy à? Ít nhiều gì cũng là thằng đàn ông. Dù xảy ra chuyện gì, anh cũng nên có tôn nghiêm của đàn ông chứ. Chiếu tướng, con xe của Hoắc Khải lùi sâu xuống, con pháo chiếu tướng, đồng thời anh nhìn về phía Cơ Hương Ngưng, thực ra cũng rất tình cờ, vốn dĩ hôm nay định gọi điện thoại cho cô nói về chuyện đi làm. Thế mà cô đã đến đây rồi, trùng hợp thật nhỉ, anh cảm thấy tôi có tin không? Cơ Hương Ngưng cười gằn, tin cũng được mà không tin cũng được, không quá khác biệt, quan trọng là từ ngày mai tôi sẽ đi làm. Chiếu tướng tiếp nè, con hết cờ rồi nhé. Hoắc Khải đặt quân cờ xuống, cô nhóc ngồi ở phía đối diện sững sờ nhìn bàn cờ. Dường như không dám tin mình thua nhanh đến thế, cũng chỉ có khi mới bắt đầu học đánh cờ cô bé mới bị Lý Phong đánh bại dễ dàng như vậy. Sau này về cơ bản toàn do một mình cô bé ngược đãi đối phương. Vốn dĩ Đường Đường còn nghĩ, khó khăn lắm mới được chơi cờ cùng bố một lần, hay là nhường bố tí tí, nào ngờ nước cờ của Hoắc Khải quá sắc sảo, về cơ bản không cho cô bé cơ hội phản kháng, vài ba nước đi đã chiếu tướng rồi, cũng được đấy, rèn luyện thêm nhiều vào, năm sau có thể lấy được danh hiệu kỳ thủ cấp 3. Hoắc Khải mỉm cười xoa đầu con gái coi như an ủi. Câu nói này không phải tâng bốc, kỹ năng chơi cờ của Đường Đường thực sự rất khá, cũng được tính là giỏi trong số kỳ thủ nghiệp dư, chẳng trách Lý Phong bị con bé giết đến độ chạy té khói. Ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, con bé cũng chạy khắp nơi tìm những ông lão thích đánh cờ để so tài. Mấy ông lão tự xưng mình là thiên hạ vô địch bị con bé đánh bại đến mức không chịu nổi. Mới 7 tuổi và chỉ học cờ tướng được vài tháng đã đạt tới trình độ này. Quả đúng là có thiên phú dị bẩm, thời niên thiếu, Hoắc Khải cũng từng học cờ tướng mấy năm, hồi 17 tuổi, thậm chí anh từng giành giải Á quân trong cuộc thi cờ tướng toàn quốc ở hạng mục cá nhân. Nếu có thể kiên nhẫn học hỏi thêm 1 năm, chắc giành giải quán quân cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, với tư cách là người có tiền đồ nhất nhà họ Hoắc, chơi cờ chỉ được coi như sở thích trong lúc rảnh rỗi. Không thể trở thành tiêu điểm trong cuộc sống, cho nên con đường trở thành cao thủ cờ tướng của Hoắc Khải đứt đoạn từ đây. Mấy năm nay anh thích cờ vây hơn, phức tạp hơn cờ tướng, cũng có thể rèn luyện khả năng tư duy lô, xích hơn, cho dù là vậy, dạy một cô bé mới 7 tuổi và chưa đạt đến kỳ thủ cấp 3 vẫn có thừa khả năng. Cơ Hương Ngưng ở bên cạnh chen vào, thắng một đứa trẻ con 7 tuổi có gì mà phải đắc ý, không thấy ngượng à? Chắc hẳn cô ấy không hiểu về cờ tướng nên mới không thấy được thiên phú đáng kinh ngạc của Đường Đường. Hoắc Khải chỉ mỉm cười chứ không phản bác, thế mà Đường Đường lại lên tiếng bất bình thay cho bố mình. Gì cơ, hôm nay bố con thực sự giỏi lắm đó,
Cách chương, chế tạo hào môn, chương 14, không biết gì nhưng cứ giả bộ như am hiểu. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, được rồi, biết con lúc nào cũng bênh bố con rồi, được chưa? Cơ Hương ngừng bế con bé lên với vẻ cưng chiều, thái độ hòa nhã hơn hẳn lúc nói chuyện cùng Hoắc Khải. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đeo kính đứng ở cửa nhẹ nhàng nhắc nhở. Giám đốc Cơ, đã sắp đến giờ hẹn cùng công ty thương mại Đông Lai rồi ạ. Cơ Hương ngừng giơ tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ rồi. Bèn thơm má Đường Đường thêm một cái rồi nói, dì đi làm việc trước đã, đợi dì xong việc rồi dẫn con đi xem phim và ăn kem nhé. Bố con cũng cùng đi chứ ạ? Đường Đường hỏi. Cơ Hương ngưng nhìn về phía Hoắc Khải, chưa đợi cô nói gì, Hoắc Khải đã lên tiếng trước, hai người tới công ty thương mại Đông Lai để bàn với họ về chuyện thu mua lô nguyên liệu ở Đông Nam phải không? Nếu đổi lại là tôi, hôm nay tôi sẽ không đi. Cơ Hương ngưng nhìn anh với vẻ sững sờ, dường như không hiểu tại sao anh lại biết mình tới tìm công ty thương mại Đông Lai để bàn chuyện gì. Sao anh, Hoắc Khải cắt ngang lời cô, hãy tin tôi, hôm nay thất hứa là một chuyện cực kỳ có lợi cho cô. Nói nhăng nói cuội, Cơ Hương ngừng trợn mắt nhìn anh, cực kỳ không vui, anh thì biết cái gì mà ở đây nói năng linh tinh. Tin anh tưởng rằng tôi đến tìm anh vì cảm thấy anh có bản lĩnh gì à? Tôi chỉ muốn giúp Ninh Thần mà thôi, anh tưởng anh là ai, đúng là chẳng thể hiểu nổi. Trước kia, lúc Lý Phong lái xe cho Cơ Hương ngừng cũng từng nói về lý giải của mình đối với vấn đề của công ty. Cực kỳ tự tin, thế nhưng kết quả cho thấy mọi phân tích của anh ta hoàn toàn sai bét đè lè nhè. Trong công ty có khá nhiều người biết chuyện này, họ vừa cười nhạo Lý Phong rốt nát mà cố tỏ ra bác học. Vừa không thể hiểu nổi tại sao Cơ Hương ngưng phải thuê một thằng ngu về làm lái xe. Thật sự xấu hổ làm ấy chứ, bây giờ Hoắc Khải lại nói ra ý kiến của mình, đã vậy còn vô cùng đường đột, đến cả người đàn ông trung niên đứng ở cửa cũng tỏ vẻ khinh thường. Một thằng nhãi không đủ tư cách ăn bám vợ mà vẫn còn nói năng hàm hồ. Sao không tự đái một bãi rồi soi vào đấy xem mình là hạng người gì? Bất kể Cơ Hương ngưng hay người đàn ông trung niên nhậm chức trưởng phòng thu mua ở công ty này đều không hề mảy may suy nghĩ tới lời nhắc nhở của Hoắc Khải, thậm chí Cơ Hương ngưng còn không muốn trò chuyện gì thêm với anh. Chỉ hứa với Đường Đường lát nữa sẽ dẫn cô bé đi chơi rồi bỏ đi luôn. Đường Đường vẫy tay tạm biệt cô ấy, tận khi Cơ Hương ngưng lên xe rồi mới kéo kéo vạt áo Hoắc Khải. Khẽ thì thầm, bố ơi, hình như dì Cơ tức giận rồi. Không sao, lát nữa dì con còn giận hơn. Hoắc Khải mỉm cười nắm tay Đường Đường, đi nào, bố dẫn con đi mua cờ vây, thứ này thú vị hơn cờ tướng nhiều, thật không ạ, quá tuyệt vời. Đường Đường phấn khích nhảy khắp nhà, chỉ cần bố chịu chơi cùng cô bé, không cần biết chơi cái gì, cô bé đều thấy vui, có lẽ đây chính là lý do tại sao niềm vui của trẻ con nhiều hơn người lớn. Bởi vì trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên và trong sáng như thế. Trong chiếc Maybach hiện đang chạy bon bon trên đường, người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phụ lái ngoái đầu nhìn Cơ Hương ngưng. Giám đốc Cơ, tên Lý Phong này tấu hài quá, còn dám khô tay múa chân nhúng mũi vào chuyện của công ty chúng ta nữa. Anh ta tưởng mình là nhân tài ngàn năm khó gặp à? Cô sẽ không có ý định cho anh ta quay về làm lái xe thật đấy chứ? Cơ Hương ngừng cũng đang suy nghĩ chuyện này, cô muốn giúp Ninh Thần, nhưng cũng không thể vì Lý Phong mà biến mình thành trò cười của cả công ty được. Nhà họ Cơ rất lớn, là một chỗ dựa rất vững vàng, chính vì như thế, cuộc chiến của đám con cháu cực kỳ khốc liệt, nhất là người của dòng chính vốn nắm giữ nhiều nguồn lợi và quyền lực nhất. Không bao giờ hy vọng đám con cháu tài giỏi của nhánh phụ như cô có thể trèo lên. Nếu không, để cô chiếm mất vị trí quan trọng thì người của dòng chính ngồi vào đâu được. Bản lĩnh của Cơ Hương ngưng rất giỏi, vì thế càng bị bài xích, chỉ cần phạm chút lỗi lầm cũng dễ dàng bị người ta xé chuyện bé ra to. Nếu cô tiếp tục cho Lý Phong về làm lái xe, rất khó để khẳng định anh có mang tới rắc rối không thể nào bù đắp nổi cho cô hay không. Tuy rằng ban đầu cô để Lý Phong làm lái xe có nguyên nhân đặc thù khác, nhưng cũng phải suy ngẫm cẩn trọng có nên tiếp tục giúp Ninh Thần và Lý Phong. Sau này tính tiếp, bây giờ đừng nghĩ đến chuyện của anh ta nữa. Đã chuẩn bị xong tư liệu thu mua cho bên công ty thương mại Đông Lai chưa? Cơ Hương ngừng hỏi, chuẩn bị xong rồi, quá trình đàm phán trước đó cũng rất thuận lợi, lần này chúng ta tới đó coi như chỉ cần ký hợp đồng thôi. Người đàn ông trung niên lắc đầu, cũng chỉ có dạng người không biết gì mà cứ cố tỏ ra am hiểu như Lý Phong mới khuyên chúng ta đừng đi. Đúng là nực cười, ký hợp đồng xong thì tranh thủ vận chuyển nguyên liệu về. Cơ Hương ngừng nói, có thể nhìn ra được, cô cũng rất tự tin vào chuyện ký hợp đồng ngày hôm nay. Còn về lời nhắc của Hoắc Khải, từ đầu đến cuối không ai để tâm, lời nói của một tên ngốc, tin được không? Không lâu sau, chiếc Maybach chạy tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty thương mại Đông Lai. Cơ Hương ngừng dẫn theo trưởng phòng thu mua tự tin tiến vào thang máy. Nếu lần thu mua nguyên liệu lần này thuận lợi, chỉ ít thì KPI của nửa đầu năm sẽ tăng thêm gấp đôi. Khá quan trọng đấy, thế nhưng, 30 phút sau, Cơ Hương ngừng và trưởng phòng thu mua quay lại bãi đỗ xe dưới tầng hầm với vẻ mặt khó coi. Ra khỏi thang máy, trưởng phòng thu mua tức tối nói, cái lão giám đốc Triệu này chẳng ra làm sao, đã hứa sẽ bán cho chúng ta,
làm sao tự dưng chơi chiêu tăng giá này chứ? Chẳng phải đang ép chúng ta phải nâng giá sao? Cơ Hương ngưng nhíu mày, biểu cảm vô cùng u ám. Khi vừa lên tầng, họ gặp ngay phó tổng giám đốc của công ty thương mại Đông Lai, phụ trách việc mua bán lần này, vốn tưởng rằng có thể ký được hợp đồng ngay lập tức. Nào ngờ vị phó giám đốc kia thở ra mấy câu khiến người ta không thể ngờ tới. Bên phía Hương Giang có một vị thương nhân lớn bằng lòng thu mua với giá cao hơn 10. Cho nên công ty chúng tôi quyết định bán hàng cho họ. Hai vị cũng đừng tức giận, buôn bán là phải thế thôi. Ai ra giá cao hơn thì bán cho người đó, ai cũng vì kiếm tiền cả, mong hãy thông cảm cho nhau. Đương nhiên, nếu tập đoàn Cơ Thị bằng lòng ra giá cao hơn họ, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên bán cho các vị. Làm kinh doanh, ai ra giá cao thì mua được, đây là điều đương nhiên, nhưng rõ ràng đã đàm phán ổn thỏa, gần đến lúc ký hợp đồng tự dưng giở què, đúng là làm người ta bực mình. Giá nguyên liệu của công ty Đông Lai không hề cao, luôn thấp hơn giá thị trường khoảng 10, giá cả mà thương nhân Hương Giang đưa ra thực chất cũng chỉ là giá thị trường. Nếu Cơ Hương Ngưng muốn mua thì phải ra giá cao hơn giá thị trường 10, thì vụ mua bán này mới xong được, bỏ thêm 10 nữa là điều khiến Cơ Hương Ngưng nghẹn họng nhất, dùng cái giá này để mua nguyên liệu, dù không đến mức lỗ. Nhưng sổ sách đầu tư đã làm trước đó phải sửa lại. Nếu không mua thì bên phía công ty đang cần dùng, trong thời gian ngắn rất khó tìm được nguồn hàng vừa dồi dào vừa có giá cả phải chăng như công ty thương mại Đông Lai. Giám đốc Cơ, cô xem, có cần gọi điện thoại cho tổng bộ của tập đoàn không? Trưởng phòng thu mua hỏi, gọi điện thoại làm gì? Để họ gây áp lực thêm à? Ông cảm thấy có tác dụng gì không? Cơ Hương Ngưng tức giận đáp, trưởng phòng thu mua cũng biết danh tiếng của Cơ Thị không thể hù dọa tất cả mọi người. Vì mưu cầu lợi ích mà nhiều người còn dám phóng hỏa giết người. Sợ gì đắc tội Cơ Thị, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải tăng giá thêm 10? Thật sao? Trưởng phòng thu mua lại hỏi. Cơ Hương Ngưng rất muốn đồng ý một cách mù quáng, cứ hoàn thành xong vụ này đã rồi tính tiếp. Nhưng đột nhiên, cô nhớ tới lời Hoắc Khải từng nói. Nếu đổi lại là tôi, hôm nay tôi sẽ không đi. Hãy tin tôi, hôm nay thất hứa là một chuyện cực kỳ có lợi cho cô. Đây là nguyên văn câu nói của Hoắc Khải. Lúc mới nghe, Cơ Hương Ngưng cảm thấy đầu óc thằng cha này bị chập mạch rồi. Chẳng hiểu cái quái gì, tự dưng đưa ra ý kiến tồi như thế, nhưng bây giờ, liên hệ với việc công ty thương mại Đông Lai đột nhiên giở què. Cơ Hương Ngưng bỗng cảm thấy, dường như trùng hợp quá rồi, tại sao anh ta không cho cô đến công ty này vào ngày hôm nay? Bởi vì anh ta biết sẽ xảy ra chuyện như thế này sao? Nhưng nếu hôm nay cô không đến, họ bán nguyên liệu cho thương nhân Hương Giang thì sao? Thế chẳng phải còn toang hơn à? Cơ Hương Ngưng nghĩ mãi không ra. May mà cô không phải dạng người thích đâm đầu vào tường. Nếu mình nghĩ không ra thì đi hỏi thằng người biết. Đi, đi tìm Lý Phong, Cơ Hương Ngưng dặn dò. Lý Phong, tìm anh ta làm gì chứ? Trưởng phòng thu mua hỏi lại với vẻ khó hiểu. Ông không cảm thấy, những lời anh ta nói cách đây một tiếng và chuyện vừa xảy ra trùng hợp một cách kỳ lạ ư? Cơ Hương Ngưng trầm giọng hỏi. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 15, thành công rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, trưởng phòng thu mua hơi sững sờ, ngẫm nghĩ cẩn thận, cũng phát hiện ra điểm quái lạ. Cậu thanh niên kia không khuyến khích bọn họ đến công ty thương mại Đông Lai. Thế rồi trùng hợp bên này cũng lật lọng luôn. Thế nhưng, bảo trưởng phòng thu mua tin một nhân vật nhỏ bé như Lý Phong có thể biết trước được bí mật kinh doanh của thương mại Đông Lai là chuyện vô cùng khó. Anh ta không tin, nhưng lại không ngăn được suy nghĩ của Cơ Hương Ngưng. Do không có cách nào nên trưởng phòng thu mua đành phải lên xe theo họ. Chiếc Maybach rời khỏi gara ở tầng hầm, hướng thẳng về phía căn nhà cũ kỹ của Lý Phong. Còn lúc này, Hoắc Khải đang ngồi trong phòng dạy cờ vây cho Đường Đường. Đứa bé này quá thông minh, môn cờ vây nghe có vẻ phức tạp mà cô bé chỉ cần 3 phút đã hiểu rõ quy tắc. Chỉ chơi một ván đã hiểu gần như hết, lúc đánh đến ván thứ hai đã bắt đầu rất thành thục rồi. Hoắc Khải được mọi người gọi là thiên tài trong thiên tài. Theo anh thấy, Đường Đường cũng đủ tư cách được gọi như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng, một con mọt sách như Lý Phong lại có thể sinh ra được cô con gái thông minh tới vậy. Hơn nữa Đường Đường lại còn có vẻ trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa. Cô bé cực kỳ hiểu chuyện, khiến mọi người càng nhìn càng thích. Đương lúc họ đang đánh được chừng một nửa ván thứ hai thì cửa phòng bị người nào đó gõ mạnh. Giọng nói của Ninh Ngọc Lâm ở bên ngoài có thể sánh ngang với tiếng sét đánh. Hoắc Khải đi ra mở cửa, cậu muốn phá nhà tôi đấy à, anh rể, thành công rồi, thành công rồi. Ninh Ngọc Lâm hồ hởi xông tới, ôm chặt lấy anh, sau đó hò hét. Hoắc Khải liền hiểu rõ cậu ta đang vui mừng vì điều gì. Chính là chuyện mở shop tao bao, nhưng chỉ có chút chuyện nhỏ xíu thế mà đáng để vui vẻ vậy ư? Chuyện mà cậu cả nhà họ Hoắc chẳng thèm đặt trong mắt lại là việc vui ngất trời đối với Ninh Ngọc Lâm. Đừng hô hào nữa, không thấy Đường Đường đang suy nghĩ à, Hoắc Khải quát. Lúc này Ninh Ngọc Lâm mới hạ thấp giọng, nhưng vẫn không kìm được mà lôi kéo Hoắc Khải. Giám đốc Hoàng nói sẽ duyệt 200.000 tệ để em mở shop trước. Chỉ cần có thể hoàn thành được một đơn hàng thì sẽ duyệt thêm 300.000. Còn nữa, ông ta sẽ không lấy một chút lợi nhuận nào từ cửa hàng tao bao. Trừ chi phí ra thì tất cả số tiền còn lại đều được đầu tư thành hai lần.
sẽ do em toàn quyền xử lý. Anh rể, em sắp sửa phát tài rồi. Hoắc Khải nghe mà bật cười. Giờ đã ra đâu vào đâu đâu, còn chưa mở shop nữa kìa, mới thế mà đã nói sắp phát tài. Vậy khi thật sự mở shop rồi chẳng phải sẽ thành lên trời luôn à? Được được được. Chúc mừng giám đốc Ninh, cậu cứ ngồi xuống, nghỉ ngơi uống ngụm nước trước đã. Tôi đi đánh cờ với Đường Đường đây. Hoắc Khải nói, ấy, chờ chút, em còn chưa nói xong mà. Ninh Ngọc Lâm vội vàng kéo anh lại, tỏ vẻ nhăn nhó, à thì là, giám đốc Hoàng đưa ra cho em một nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này thì anh ta mới cấp duyệt tiền cơ. Hoắc Khải nhìn ra được một vài manh mối từ vẻ mặt kia. Nói thẳng, tôi không rảnh, ôi anh rể tốt, anh rể thân thiết của em ơi. Anh ơi, anh ơi ơi, Ninh Ngọc Lâm biết mình không thể gạt được Hoắc Khải nên bày ra vẻ mặt như đưa đám. Em cũng đâu bảo anh phải làm gì, chỉ là huấn luyện nhân viên thôi, giúp em khiến cửa hàng flagship trở nên nề nếp là được. Khởi đầu một tháng 20.000, cứ bán thành công một đơn sẽ trích 10, hoa hồng cho anh. Hoắc Khải trừng mắt với cậu ta, cậu cảm thấy tôi chỉ đáng giá 20.000 thôi ư, hơn nữa. Như thế mà bảo là không bắt tôi phải làm gì, chỉ nguyên công huấn luyện thôi đã tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian. Lại còn phải khiến cửa hàng của cậu trở nên nề nếp. Sao cậu không trực tiếp bảo thẳng là tôi hãy giúp các cậu đưa nhà máy ra thị trường luôn đi? Nếu anh muốn thì em cũng bằng lòng, không phản đối gì hết. Ninh Ngọc Lâm lẩm bẩm, thấy Hoắc Khải lại trừng mắt với mình đành vội vàng nói. Cho dù không nể mặt em thì ít nhất anh cũng nên nể mặt chị gái em chứ. Còn cả Đường Đường nữa, đúng không? Hoắc Khải thật sự cạn lời vì những gì cậu ta nói. Chuyện này thì liên quan gì đến Ninh Thần và Đường Đường? Nhưng dù sao đối phương cũng là em vợ. Anh cũng không tiện gạt phăng đi, bèn nói, tôi không có nhiều thời gian, không giúp được cậu quá nhiều, khi nào cửa hàng flagship ra mắt, tôi có thể giúp cậu tuyên truyền, còn huấn luyện nhân viên gì đó thì tôi không nhận đâu. Vậy em phải làm thế nào bây giờ? Trong nhà máy bọn em không có lấy nổi một shop online. Anh không dạy thì, cậu không thể đăng thông báo tuyển những người thạo việc được à, mà cứ phải nhìn chằm chằm mãi một mẫu đất không tha. Phóng tầm mắt xa hơn chút đi được không hả? Hoắc Khải tức giận, ý thông báo tuyển dụng. Cái này hay nè, quá hay luôn, Ninh Ngọc Lâm tỏ ra cực kỳ đồng tình. Sau đó cậu ta thu lại vẻ tí thửng, lôi kéo Hoắc Khải, anh rể, anh đã giúp đến thế rồi chi bằng làm cho chót luôn đi. Mời người nào đỉnh đỉnh chút á, tầm nhìn của em hạn hẹp. Không hiểu mấy thứ này, đâu biết được ai có bản lĩnh còn ai chỉ giỏi nói mồm. Chỉ một bài thông báo tuyển dụng thôi mà, chắc cũng đến chưa là cùng, à không, nhiều nhất cũng chỉ mất của anh một ngày. Thế này đi, em đi tìm giám đốc Hoàng. Bảo ông ta duyệt trước cho anh 500 à không 10 ngàn tệ tiền phí vất vả luôn. Hoắc Khải bị cậu ta kỳ kèo mãi đành phải đồng ý. Thấy Hoắc Khải đã đồng ý, Ninh Ngọc Lâm lập tức vui mừng ôm chầm lấy anh. Cứ hết một câu anh rể tốt, rồi lại tới anh trai tốt, nghe rõ là thân thiết, Đường Đường đang ngồi nghĩ thế cờ cũng không kìm được phải ngẩng đầu nói. Cậu, nước miếng của cậu nhiều quá đấy, tung tóe khắp mặt cháu rồi này. Ha ha ha, cháu gái ngoan, cậu đang vui ấy mà, đợi cậu kiếm được tiền rồi sẽ mua cho cháu một bộ cờ vây bằng vàng luôn. Ninh Ngọc Lâm hùng hồn nói, được rồi, đừng tỏ ra vật chất trước mặt con trẻ như thế, có thấy tục không hả, lúc nào rồi mà còn không tranh thủ đi làm chuyện chính đi. Hoắc Khải lên tiếng, à đúng đúng, vậy em đi nói với giám đốc Hoàng một câu trước, lát nữa đến giờ thông báo tuyển dụng em sẽ lại tới nhá. Tốt nhất đừng tới, Ninh Ngọc Lâm phớt lờ luôn câu này của anh, vui vẻ mở cửa ra, thình lình nhìn thấy Cơ Hương Ngưng đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa. Kìa chị Hương Ngưng, chị tới rồi à, tìm chị em hả, chị ấy không ở nhà đâu. Ninh Ngọc Lâm nói tăng tăng như súng máy, khiến Cơ Hương Ngưng sững sờ. Sao cái thằng nhóc này lại vui vẻ thế nhỉ? Nhất là lúc nhìn thấy Hoắc Khải ở trong nhà, cô ấy lại càng cảm thấy quái lạ. Người nhà họ Ninh luôn ghét bỏ Lý Phong cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Là bạn thân của Ninh Thần, tất nhiên Cơ Hương Ngưng biết rõ điều này. Đặc biệt là Ninh Ngọc Lâm, cậu ta luôn cảm thấy bất bình thay chị gái, cảm thấy chị cậu ta gả cho cái đồ mọt sách như Lý Phong chẳng khác nào đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Thế nên cứ hễ hai người này ở cạnh nhau là kiểu gì cũng cãi vã. Nhưng hôm nay cậu ta lại cười rõ là tươi, phòng chừng nếu đằng sau cậu ta có đuôi thì cơ cũng lắc lư ngoe ngoẩy luôn rồi ấy. Chị đến tìm anh ta, Cơ Hương Ngưng nói, ồ tìm anh rể em ấy hả, vậy được, hai người nói chuyện đi, em còn có việc, đi trước nhé, Ninh Ngọc Lâm cũng không nhiều lời mà rời đi thật dứt khoát. Nào ngờ câu anh rể của cậu ta còn khiến Cơ Hương Ngưng ngạc nhiên hơn. Không ngờ Ninh Ngọc Lâm lại gọi Lý Phong là anh rể. Cậu ta uống nhầm thuốc, hay là quên uống thuốc vậy, bỗng nhiên Hoắc Khải lên tiếng. Nếu đã tới tìm tôi thì vào trong rồi nói, nhìn người đàn ông đang mỉm cười kia, Cơ Hương Ngưng bỗng có một cảm giác quái lạ khó diễn tả. Cô ấy không tiếp tục đứng ở cửa nữa mà cất bước đi vào trong. Anh chàng giám đốc Thu Mua trước đó đi cùng Cơ Hương Ngưng đã tự đón xe quay về công ty rồi. Bởi vì cô ấy cảm thấy đến nơi này nói chuyện có thể sẽ liên quan đến bí mật của một số người. Nên không muốn để quá nhiều người biết, tiện tay đóng cửa lại, Hoắc Khải rót một ly nước đưa cho Cơ Hương Ngưng, sau đó ngồi xuống đối diện Đường Đường.
nhấc một quân cờ màu đen rồi đặt xuống bàn cờ, ngồi đi rồi nói, một là cử chỉ này của anh đều cực kỳ bình tĩnh thong dong, khiến Cơ Hương Ngưng có cảm giác như đang đối diện với người lớn trong nhà vậy. Rõ ràng cảm thấy đáng ra Lý Phong không nên có phản ứng thế này. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, cô ấy lại thấy đây là chuyện đương nhiên, nhìn đăm đăm vào bàn cờ vây mới mua, Cơ Hương Ngưng không lập tức nói đến chuyện của thương mại Đông Lai mà chỉ hỏi. Anh còn biết chơi cờ nữa à, từng học một thời gian. Thấy cũng khá hay, nếu có thời gian cô cũng có thể học. Hoắc Khải lại đặt thêm một quân cờ đen nữa xuống. Nước này của con sai rồi, sai một ly đi một dặm, con muốn chơi tiếp không? Muốn ạ. Đường Đường gật mạnh, trong mắt đầy vẻ chuyên chú và nghiêm túc. Hoắc Khải cười cười, để cô bé tự xếp quân cờ. Sau đó nhìn sang Cơ Hương Ngưng rồi hỏi, chắc hẳn cô tới đây vì chuyện của thương mại Đông Lai đúng không? Có phải quyết định thay đổi suy nghĩ của mình rồi chăng? Cơ Hương Ngưng ngạc nhiên nhìn anh thật sự biết chuyện của bọn họ à, sao anh lại biết? Điều này không quan trọng, quan trọng là kết quả cơ, thương mại Đông Lai hy vọng các cô nâng giá lên bao nhiêu? Hoắc Khải hỏi, Cơ Hương Ngưng đã xác nhận trước đó người đàn ông này không hề ăn nói lung tung. Bởi vì anh đã biết gì đó nên mới có thể nhắc nhở cô ấy như vậy. Tiếc rằng cô ấy lại không tin. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 16, gậy ông đập lưng ông, góc truyện audio.com, chấm, nâng thêm 10, Cơ Hương Ngưng đáp rất dứt khoát, không hề có ý giấu giếm, như vậy vẫn chấp nhận được, cũng không nhiều quá. Hoắc Khải lại hỏi, thế bây giờ cô muốn làm gì? Đồng ý điều kiện của họ. Cơ Hương Ngưng nhìn anh, chừng nửa phút sau, đến khi Đường Đường xếp cờ xong, gọi Hoắc Khải đến chơi tiếp ván nữa thì cô mới lên tiếng. Đổi lại là anh thì anh sẽ làm thế nào? Tôi ấy hả? Hoắc Khải quay người, Đường Đường đã đi trước một quân đen, còn anh thì vô cùng tùy ý đặt một quân trắng xuống bàn cờ. Các cô đi đến đó rồi thì chẳng khác nào ở vào thế bị động. Nếu là tôi, đầu tiên tôi sẽ nghĩ cách phong tỏa tin tức về số hàng cần gấp. Sau đó ngấm ngầm thả ra thông tin người cạnh tranh với cô ở công ty đã liên lạc được với hai nhà cung ứng khác. Rất có thể sẽ thành công, đoạt mất công việc của cô. Thế nên cô luôn tỏ ra tức giận phừng phừng, sau đó ắt giành lại được quyền chủ động. Cơ Hương Ngưng nghe đến độ sững người, cô hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp như Hoắc Khải nói. Thậm chí có thể nói là chưa hề nghĩ tới, bởi vì công ty thật sự rất cần số hàng này, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm ra được người thay thế nào khác. Thế nên suy nghĩ trực tiếp nhất trong đầu cô chính là nâng giá. Chốt đợt thu mua, bây giờ Hoắc Khải đưa ra một cách thức hoàn toàn khác. Nếu là ngày thường, chắc chắn Cơ Hương Ngưng sẽ khịt mũi coi nhẹ, nhưng lúc này cô không lập tức tỏ rõ cách nhìn, mà chỉ thận trọng tự hỏi trong đầu, sau đó lên tiếng, sao lại phải làm như vậy, bởi vì hiện giờ trong nước chỉ có Cơ Thị các cô cần số hàng này. Lại còn cần gấp, thế nên thương mại Đông Lai mới dám sử dụng thủ đoạn ép các cô phải nâng giá. Nhưng nếu nghĩ theo hướng ngược lại, thương mại Đông Lai vì muốn đáp ứng nhu cầu của Cơ Thị nên cũng phải nhập vào số lượng hàng rất lớn. Nếu Cơ Thị không cần nữa, bọn họ sẽ rất khó bán ra ngoài được trong thời gian ngắn. Vì nhập hàng nên thương mại Đông Lai đã chọn vay ngắn hạn một số tiền lớn trong vòng một tuần. Kéo dài thêm một ngày thì áp lực của bọn họ lại càng tăng. Thế nên điều cô cần làm là tạo thêm áp lực cho bọn họ. Giống như những gì bọn họ đã làm với cô, Hoắc Khải giải thích rất kỹ, chỉ cần không phải người ngốc thì đều có thể hiểu được. Nếu bọn họ không mắc bẫy thì sao? Cơ Hương Ngưng lại hỏi. Hoắc Khải cười cười, nếu ngay cả một tin tức như thế mà bộ phận PR của Cơ Thị còn không làm sao cho chân thật thì chi bằng giải tán luôn đi. Cơ Hương Ngưng không lên tiếng, bởi vì Hoắc Khải nói rất đúng, dù sao Cơ Thị cũng là công ty xếp trong top 50 cả nước. Còn thương mại Đông Lai thì có địa vị gì? Chỉ là một kho xuất nhập khẩu nguyên vật liệu mà thôi. Khoản vốn của họ chỉ vào tầm tỷ mấy đến 2 tỷ là cùng. Kém xa Cơ Thị, nếu ngay cả đối thủ nhỏ nhoi như thế mà còn không giải quyết được thì có thể giải tán bộ phận PR luôn được rồi. Nếu tin tức được đưa ra trong giai đoạn đầu chân thực. Nghĩ tiếp theo hướng đó, Cơ Hương Ngưng không thể không thừa nhận cách mà Hoắc Khải nói chính là biện pháp tốt nhất để đối phó với thương mại Đông Lai. Gậy ông đập lưng ông, còn cách nào chuẩn hơn cách này đâu? Trong mắt cô ấy lộ ra thần thái khác thường, lúc sau nhìn lại Hoắc Khải thì đã thay sang vẻ mặt hoàn toàn khác. Những hành động thực tế của Lý Phong trước kia đã cho thấy anh ta ngu đến mức chẳng đủ tư cách để làm tài xế. Còn bây giờ, biểu hiện của Hoắc Khải lại lật đổ hết thảy. Rốt cuộc vì sao Hoắc Khải lại nghĩ ra được biện pháp này nhỉ? Còn nữa, sao anh ta lại biết thương mại Đông Lai sẽ nâng giá? Đây chính là hai vấn đề mà Cơ Hương Ngưng vô cùng muốn biết đáp án. Nhưng Hoắc Khải lại chỉ giải thích sơ lược, sức mạnh của Internet còn lớn hơn những gì cô tưởng nhiều. Rất nhiều chuyện các cô cho là bí mật thật ra chỉ cần lên mạng tìm tòi tin tức. Sau đó tổng hợp lại rồi phân tích là có thể đưa ra được kết luận. Cơ Hương Ngưng không phản bác, như những gì Hoắc Khải nói, bất kể là nhu cầu của Cơ Thị với số nguyên vật liệu kia, hay là số hàng thương mại Đông Lai nhập vào, thậm chí là cả khoản vay của Đông Lai đều có thể tra ra được từ tin tức trên mạng. Chỉ là những người không đủ đầu óc kinh doanh làm gì có ai nghĩ tới việc điều tra theo những phương diện này. Ví như việc vay tiền, e rằng cả tập đoàn Cơ Thị cũng không một ai nghĩ tới việc số tiền nhập hàng của thương mại Đông Lai tới từ đâu.
mà một tài xế từng bị rất nhiều người cười nhạo lại đi điều tra. Còn dựa vào kết quả mà đưa ra được một biện pháp đáp trả cực mạnh. Nếu bị những người kia trong công ty biết, chị e họ sẽ kinh ngạc đến mức rớt luôn cả cằm xuống đất. Từ việc Cơ Hương ngừng bị dòng chính coi như mối uy hiếp cũng đủ để thấy được khả năng kinh doanh của cô. Nhưng lúc này cô không thể không thừa nhận, dường như bản thân đã xem thường anh chàng lái xe này rồi. Chuyện gây khó khăn cho cô mãi lại có thể được anh giải quyết dễ dàng tới vậy. Cực kỳ lợi hại, tôi rất tò mò, rốt cuộc người thông minh hiện giờ và kẻ ngu ngốc trước đó lại là cùng một người ư? Cơ Hương ngừng hỏi. Hoắc Khải bị câu hỏi này làm cho giật mình, cũng may tâm trí của anh đủ vững vàng nên vẻ mặt cũng không hề thay đổi chút nào. Anh vẫn chấn định tự tại chơi cờ vây với Đường Đường. Đồng thời đáp lời, cây cao đón gió lớn, không tỏ ra ngốc nghếch thì sao có thể thấy rõ gió lớn đến mức nào? Cơ Hương ngưỡng khẽ sững người, dường như câu này có hàm ý nào đó, lại khiến người nghe không phân biệt rõ rốt cuộc là đang nói người nào. Câu này là đang nói cô, hay là anh ta tự nói về bản thân mình, đừng nghĩ tới những chuyện không có ý nghĩa đó làm gì. Giải quyết công việc xong xuôi, ngày mai tôi sẽ đi làm, Hoắc Khải nhắc nhở, được, tôi đi trước đây, Cơ Hương ngừng đáp lại một câu như vậy, sau đó đứng dậy rời đi, hiện giờ cô có quá nhiều chuyện quan trọng cần làm, cho dù cảm thấy tò mò về IQ bộc phát của Hoắc Khải nhưng tạm thời không có thời gian để tra hỏi. Không giải quyết xong chuyện thương mại Đông Lai, rất có thể cô sẽ bị kẻ khác nắm thóp vì sai lầm lần này. Đến khi Cơ Hương ngừng rời khỏi, khóe miệng Hoắc Khải mới cười khẽ, qua phản ứng của Cơ Hương ngưng, có thể thấy được nước cờ này của anh cũng không tệ. Chỉ cần dựa được vào chiếc thuyền lớn nhà họ Cơ này thật hợp lý. Anh sẽ có thể nhanh chóng tiếp cận được nhà họ Hoắc. Cơ Hương ngưng vừa ngồi vào xe đã lập tức lôi di động của mình ra. Gọi điện cho giám đốc bộ phận PR, giám đốc Mã, lập tức phong tỏa triệt để tất cả thông tin về nhu cầu nguyên vật liệu đối với toàn bộ tập đoàn. Tôi không quan tâm anh dùng cách gì. 6 tiếng sau, tôi hy vọng sẽ không thấy bất kỳ tin tức có liên quan nào trên Internet nữa. Mặt khác, lập tức giải một thông tin quan trọng cho đám truyền thông không biết tên kia. Bởi vì chuyện hợp tác mua sắm giữa tôi và thương mại Đông Lai không thuận lợi. Phó Tổng Giám đốc Cơ Vũ Hoa muốn chèn ép người đại diện chi thứ là tôi. Nên đã tích cực giành được mối làm ăn với hai thương nghiệp cung ứng khác. Dự tính sẽ ký hợp đồng trong vòng 2 hôm tới. Đầu dây bên kia khẽ im lặng một lát sau đó truyền đến một giọng nam trầm. Giám đốc Cơ, liệu có phải đánh tiếng trước với Phó Tổng Cơ không vậy? Tôi nói, làm ngay cho tôi, chỗ Phó Tổng Cơ tôi sẽ tự nói. Không cần anh quan tâm, Cơ Hương ngưng lạnh lùng nói. Vâng, tôi hiểu rồi, sau khi cúp điện thoại, Cơ Hương ngưng lại ngẩng đầu ra ngoài cửa sổ, đăm đăm nhìn về phía căn nhà nhỏ của Hoắc Khải. Hôm nay người đàn ông này đã mang tới cho cô quá nhiều bất ngờ. Bảo cô không nghĩ ngợi nhiều là điều rất khó. Lái xe đi, về công ty, Cơ Hương ngưng lên tiếng. Tài xế đáp vâng, đạp ga, chiếc Maybach chậm rãi rời khỏi vị trí. Buổi trưa, Ninh Ngọc Lâm lại tới. Hoàng Hữu Sơn đã đồng ý tất cả điều kiện. Đồng thời khi biết Hoắc Khải bằng lòng tuyển dụng dùm, ông ta lập tức duyệt luôn 100.000 tệ tiền phí tuyển dụng. Ninh Ngọc Lâm hoàn toàn mù mờ về Internet cầm theo một xấp tài liệu dày cộm nhìn về phía Hoắc Khải bằng ánh mắt chờ mong. Anh rể yêu quý, anh rể tốt của em. Hoắc Khải bị lời cậu ta nói làm cho muốn ói, đành phải giúp đỡ điền thông tin đăng ký trước. Thật ra bước này khá phiền phức, cần phải quen thuộc với quy tắc mở shop trên Taobao. Nhưng cho dù điền xong thông tin rồi thì cũng cần bên quản lý trang mạng tiến hành xét duyệt trong khoảng một tuần. Nghe nói phải mất chừng một tuần mới được duyệt, Ninh Ngọc Lâm liền tỏ ra gấp gáp đến độ bật dựng người. Bây giờ cậu ta chỉ muốn lập tức thành lập shop online luôn thôi. Hoắc Khải cười mắng, cậu không biết dục tốc thì sẽ bất đạt à, hơn nữa. Bây giờ cậu còn chưa tìm được người mở shop, dù người ta có duyệt luôn cho cậu thì cũng đâu ích gì. Thời gian một tuần vừa vặn để đăng thông báo tuyển dụng. Trong lúc cậu tuyển xong người, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt mọi việc để cậu có thể khai trương được cửa hàng. Lúc Ninh Thần về đến nhà, bỗng thấy em trai mình vây quanh Hoắc Khải hỏi han chuyện mở shop. Hoắc Khải không khỏi tỏ ra nạt nộ rồi giảng giải cho cậu ta. Cảnh tượng có vẻ rất hài hòa, cô không kìm được nở nụ cười, hình ảnh này thoạt trông thật tươi đẹp, khiến lòng cô ngập tràn cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Chị, Ninh Ngọc Lâm cất tiếng chào hỏi, sau đó lại tức thì hỏi Hoắc Khải những chuyện liên quan tới việc tuyên truyền. Được rồi, đã giảng cho cậu nhiều lắm rồi, giờ cậu hãy tiêu hóa hết đi đã, tôi đi nấu cơm trước, tự cậu ngẫm nghĩ lại xem. Hoắc Khải đẩy cậu ta ra, đứng dậy đi tới trước mặt Ninh Thần, hỏi, bị thằng nhóc đó quấn đến mức không có thời gian nấu cơm. Lát nữa anh làm mì thịt dê đơn giản được không? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 17, một đóa hoa ngọc lan, góc chuyện audio.com, chấm, ngày trước, mỗi lần cần đưa ra quyết định gì đó thì bất luận là chuyện lớn hay nhỏ. Lý Phong luôn trả lời theo kiểu tùy, em cứ xem tình hình mà làm, đối với phụ nữ mà nói, những câu trả lời như này không phải là điều mà họ cần. Phần lớn phụ nữ thích người đàn ông giúp mình đưa ra quyết định hơn. Không phải vì quyết định này có thể làm tốt hơn mà vì họ thích cảm giác được dựa vào người khác. Hiện giờ Hoắc Khải trực tiếp cho cô một câu trả lời chính xác.
mặc dù với giọng điệu hỏi ý kiến nhưng cũng lại khiến người ta cảm nhận được sự ôn trọng của anh đối với mình. Ninh Thần nhìn anh, khẽ nói, được rồi, Hoắc Khải ừ một tiếng, cũng không nói gì nhiều mà xoay người đi vào phòng bếp. Không bao lâu liền nghe thấy tiếng dao cắt thịt dê và tiếng thớt vang lên. Âm thanh này khiến Ninh Thần yên tâm hơn hẳn, trong lòng cô thầm cầu nguyện, nếu như đây thật sự là giấc mơ thì hy vọng mình sẽ tỉnh mộng muộn một chút. Chị à, Ninh Ngọc Lâm ở bên kia gọi, đợi lúc Ninh Thần nhìn lại thì cậu ta nhìn vào phòng bếp một cái. Sau đó nói, em thấy hiện giờ anh ấy tốt hơn trước đây nhiều rồi đấy. Hay là khi nào anh chị về nhà một chuyến, đừng thấy bố mẹ miệng nói mấy lời khó nghe nhưng bố mẹ tốt tính mà. Bố mẹ miệng thì nói không muốn gặp chị nhưng trong lòng thì nhớ lắm. Tháng trước làm lạp xưởng ý, trong lúc ăn mà mẹ nói lỡ miệng là không biết chị con có ăn lạp xưởng nữa không? Chứ với đầu óc này của em thì sao mà nhớ việc mang lạp xưởng đến cho chị? Còn nữa, lúc em mang lạp xưởng đi còn bị bố mắng, bố bảo, cái gì cũng mang cho chị, nếu đã mang sao lại mang có 2-3 cái vậy, sao không mang hết đi, bao nhiêu lạp xưởng thế này đều do bố tự tay đóng vào hộp đấy. Miệng thì mắng em nhưng đồ mà gửi cho chị thì không thiếu một thứ gì. Ninh Thần nghe thấy mà khóe mắt đỏ hoe, cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bố cô mắng người. Tất nhiên cô cũng hiểu được bố mẹ sẽ không thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với con cái mà chỉ là nghiêm khắc muốn con cái tốt hơn thôi. Bố mẹ kỳ vọng quá nhiều vào con gái nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn nên khó tránh việc bố mẹ cô tức giận. Sở dĩ Ninh Thần không quay về không phải vì sợ bố mẹ mắng mà cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp họ nữa. Là do cô cố chấp muốn lấy Lý Phong, cứ tưởng anh có thể có chí tiến thủ như lúc kết hôn rồi sớm thành tài. Ai có thể ngờ, đúng là cỗ mục không thể điêu khắc. Giờ đây, mặc dù Hoắc Khải đã thay đổi tất cả những ấn tượng vốn có nhưng Ninh Thần vẫn không dám về nhà. Cô lo sợ tất cả lại quay về như trước đây. Trước khi chắc chắn chồng mình thật sự tốt hơn rồi thì cô vẫn cố gắng chôn vùi tất cả những uất ức và mong đợi vào bên trong. Qua thời gian nữa rồi tính, Ninh Thần lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó nhìn máy tính tò mò hỏi, em đang làm gì thế này, em đang mở cửa hàng trực tuyến đấy. Nói đến đây, Ninh Ngọc Lâm lập tức hưng phấn hẳn lên, nói, lần này đúng là nhặt được ngọc rồi, em nói cho chị nghe nhé, anh rể giỏi ở khoản kinh doanh lắm đó. Hôm nay em, nhìn thấy em trai khoa chân múa tay khen chồng mình nên trong lòng Ninh Thần vui không tả nổi. Lúc mới kết hôn, cô từng mơ có một ngày sẽ được thấy tất cả mọi người khen mình tìm được người chồng tốt. Có lẽ sẽ có người nói, đây là ham hư vinh nhưng có mấy ai là không có tính này. Hư vinh không phải là tội mà nó sẽ khích lệ con người ta phấn đấu tích cực hơn nữa. Nếu ai cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì thế giới này làm sao có thể tiến bộ được đây. 15 phút sau, món mì thịt dê nóng hổi với hương vị hấp dẫn được bưng lên. Cách làm không quá phức tạp nhưng nhờ vào kỹ thuật trang trí cao tay của Hoắc Khải nên ai nhìn vào cũng đều muốn ăn. Ngọn rau xanh nhỏ được trải lên bên cạnh thịt dê mềm. Sợi mì trắng xoắn thành hình số 8, hai giọt dầu mè xay nhỏ và tất cả mùi vị được hòa trộn vào nhau. Sau khi xông vào mũi thì đều phảng ra hương vị thơm ngon. Ninh Ngọc Lâm hít một hơi thật sâu, sau đó cầm đũa lên ăn như hổ đói. Cậu ta ăn nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái lên. Nói, ngon, ngon quá anh rể ơi, tài nghệ nấu ăn của anh còn hơn cả những đầu bếp ở nhà hàng nữa. Sau này em không về nhà ăn cơm nữa. Anh nấu món gì thì nấu thêm cho em một suất nha. Nhìn bộ dạng của em như quỷ đói vậy, ăn từ từ thôi, có ai cướp của em đâu. Ninh Thần khẽ cười, nói, nụ cười của cô đẹp như hoa ngọc lan phảng phất mùi thơm nhẹ khiến Hoắc Khải không kìm nổi mà nhìn cô thêm chút nữa. Ninh Thần quay đầu lại thì thấy Hoắc Khải nhìn chằm chằm vào mình thì không kìm nổi hỏi. Anh không ăn cơm mà nhìn cái gì vậy, em cười rất đẹp, giống như hoa ngọc lan xuất hiện hiếm hoi trên cánh đồng vậy. Hoắc Khải nói, Ninh Thần giật mình, sau đó gò má hơi nóng lên. Cái tên mọt sách Lý Phong này chưa từng nói mấy lời ngôn tình này với cô bao giờ. Ồ, Ninh Ngọc Lâm và Đường Đường cùng ồ lên khiến Ninh Thần thấy xấu hổ. Nói, ồ cái gì mà ồ, ăn cơm đi, em cũng ăn đi, làm việc vất vả rồi. Hoắc Khải nói rồi đưa đôi đũa lại cho cô. Sự dịu dàng, quan tâm, tất cả những điều này khiến cho Ninh Thần cảm thấy cô như đang nằm mơ vậy. Cô khẽ cúi đầu xuống nhận lấy đũa. Đũa cầm trong tay rồi nhưng cô vẫn không kìm nổi mà ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Khải một cái. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô nên Hoắc Khải khẽ mỉm cười với cô. Khuôn mặt của Lý Phong vốn đã rất đẹp trai rồi, chỉ là trước đây ngốc nghếch quá cộng với thời gian dài phiền muộn nên trông có vẻ ủy mị đàn bà. Nhưng giờ đây, nụ cười của Hoắc Khải lại tỏa nắng đến thế, dường như cảm giác này khác hoàn toàn với trước đây, gò má của Ninh Thần lại càng nóng lan khi thấy nụ cười đó của anh. Cô vội cúi đầu xuống rồi bắt đầu ăn mì trong bát. Chỉ có điều, tư tưởng không tập trung nên khiến cô ăn rất chậm. Ninh Ngọc Lâm ăn xong cơm nhưng vẫn định ở lại một lát thì bị Hoắc Khải đuổi về không chút khách khí. Lúc Ninh Thần tiễn cậu ta về, Ninh Ngọc Lâm ngồi trên xe, đầu cậu ta thò ra ngoài cửa xe, liếc nhìn Hoắc Khải đang bế Đường Đường đứng ở cửa, sau đó lại thấp giọng nói với Ninh Thần, mấy ngày nữa là đến Trung Thu rồi, khi nào quay về thì chị suy nghĩ đi, bố mẹ thật sự rất nhớ chị đấy.
Chị biết rồi, Ninh Thần gật đầu, nói, đi về thì lái chậm thôi. Đừng có hấp tấp, chị yên tâm, Ninh Ngọc Lâm cười ha ha rồi khởi động xe rời đi. Cậu nhóc Ngọc Lâm này thú vị thật đấy. Nhìn thì tưởng đầu óc suy nghĩ đơn giản nhưng thật ra rất sâu sắc. Hoắc Khải nói, Ninh Thần lúc này đã quay về đến cửa cũng gật đầu. Nói, từ nhỏ đến lớn toàn là cậu ấy chăm sóc tôi nhiều hơn. Chứ tôi làm chị mà không giúp được gì cho cậu ấy cả. Thấy tâm trạng Ninh Thần có chút không vui, Hoắc Khải thầm hiểu được cô đang phiền não vì gia đình. Hiện giờ nói câu an ủi nào cũng đều vô ích, có một số chuyện nhất định phải tự bản thân mình thoát ra khỏi phiền muộn mới được. Ngẫm nghĩ một chút, Hoắc Khải nói, anh nói cho em một tin tốt lành nha. Hôm nay cửa hàng bán được nhiều, chắc cầm về tay được khoảng 5.000 tệ đấy. Ninh Thần kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi, có thật không? Nhiều vậy á, tất nhiên là thật rồi nhưng tốc độ tăng doanh số hàng ngày là chưa đủ. Giờ là lúc nên chọn một số sản phẩm phụ trợ rồi. Trong 2 ngày tới, những phong cách hot sẽ hoàn thành và được lên kệ, như vậy thì doanh số bán hàng ngày sẽ bùng nổ hơn nữa. Hoắc Khải nói, Ninh Thần không còn nghi ngờ gì nữa. Qua nhiều lần Ninh Ngọc Lâm khen ngợi, giờ đây cô đã tin. Chồng mình thật sự có năng khiếu đặc biệt ở khoản kinh doanh rồi. Có lẽ những công việc trước đây Hoắc Khải làm thật sự không hợp với anh. Rồng Thiêm vốn độc lập trong trời đất của mình, sao có thể đi làm chó chăn cừu cho người khác được chứ? Bố ơi, ý bố nói là kiếm được rất nhiều tiền à? Đường Đường đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Ừ con, Hoắc Khải gật đầu, nói, vậy sinh nhật năm nay của con có thể đặt bánh sinh nhật to như này không? Đường Đường giơ tay ra vẽ một đường, kiểu bánh tầm 24cm, đây có thể coi là kích thước nhỏ nhất của bánh sinh nhật rồi. Hoắc Khải ngây người ra, theo bản năng nhìn về phía Ninh Thần, trên mặt Ninh Thần lộ ra nụ cười khổ tâm, chính là cái loại tầm 20 tệ mua cho sinh nhật lần trước của con bé đấy. Trước đây tiền trong nhà đều bị Lý Phong tán sạch, có thể duy trì kế sinh nhai đã là tốt lắm rồi. Làm gì có nhiều tiền tổ chức sinh nhật, cũng may Đường Đường là đứa trẻ hiểu chuyện nên không yêu cầu gì quá nhiều. Nhìn Ninh Thần không giấu được vẻ ủ rột, Hoắc Khải thầm thở dài, anh ôm Đường Đường rồi cười nói, con có biết câu chuyện cổ tích Hansen và Gretel không? Con biết chứ, là chuyện cổ Grimm, con từng đọc trong hiệu sách rồi. Đường Đường giơ tay lên nói, trí nhớ của cô bé thật đáng kinh ngạc, gần như có thể được coi là, nhìn qua là nhớ luôn, cách chương. Chế tạo hào môn, chương 18, cơ hương ngưng gặp phiền phức, góc chuyện audio.com, chấm, Hoắc Khải cười rồi nhéo sống mũi của cô bé, nói với vẻ mặt cương triều, năm nay con đón sinh nhật bố sẽ làm cho con bánh kem sô-cô-la hình ngôi nhà thật lớn để con ăn no thì thôi. Thật không ạ, thật chứ, vậy con có thể mời các bạn học cùng đến tham dự được không? Tất nhiên được rồi, vậy chúng ta ngoắc tay đi bố. Ok luôn, nhìn hai bố con giơ ngón tay cái lên ngoắc tay mà Ninh Thần cười lắc đầu. Cô cũng từng đọc truyện cổ Grimm, Hansen và Gretel, rồi. Câu chuyện nói về hai đứa trẻ đi đốn củi. Trong một khu rừng, chúng nhìn thấy ngôi nhà được làm từ bánh kem sô-cô-la. Sau đó chúng bị phù thủy bắt đi. Cổ tích thì rất thú vị, bên trong miêu tả rất nhiều sự vật. Đó là cũng là điều mà nhiều người mơ ước khi còn ở thời thiếu nhi. Nhưng nếu đặt nó vào hiện thực thì thật sự quá khó. Ít nhất thì Ninh Thần không nghĩ là nhà mình có khả năng này. Xa xỉ đến mức có thể làm bánh sinh nhật sô-cô-la hình ngôi nhà để làm quà cho con gái. Bước vào phòng, Hoắc Khải lại nói tiếp, à phải rồi, ngày mai anh đi lái xe cho cơ Hương Ngưng. Hương Ngưng, anh liên hệ với cô ấy rồi sao? Ninh Thần hỏi, hôm nay cô ấy đến đây nhưng em không ở nhà. Hoắc Khải đáp, Ninh Thần vâng một tiếng rồi gật đầu nói, vậy thì anh đi đi nhưng cửa hàng trực tuyến thì phải làm sao? Nếu em muốn thì có thể nghỉ việc rồi làm livestream trên Taobao. Làm cái này không đòi hỏi cao về phản hồi đâu, làm cũng dễ lắm, đến lúc đó anh sẽ lên kế hoạch một số hoạt động cho em. Còn việc tuyên truyền có thể đợi anh tan làm rồi về nhà làm tiếp cho. Hoắc Khải nói, Ninh Thần không nói gì, cô cảm thấy có chút mơ hồ về cuộc sống, mặc dù biểu hiện giờ đây của Hoắc Khải rất tốt nhưng hòn đá nặng trong lòng cô vẫn chưa được đặt xuống. Bảo cô nghỉ việc luôn thì thật sự có chút khó chấp nhận. Hoắc Khải cũng không ép mà nói, nếu như em không có thời gian thì cũng không sao, hiện giờ hình thức bán hàng mà không có người bán cũng hay đấy. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến doanh thu hàng ngày một chút nhưng có thể dùng các hoạt động để đổi lại doanh thu. Mấy ngày nữa rồi tính tiếp nha, cuối tháng là được phát lương rồi, Ninh Thần khẽ cúi đầu nói. Hoắc Khải có thể hiểu được sự do dự của cô nên cũng không nói thêm gì nữa. Một buổi tối yên lặng qua đi, sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Khải đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đợi hai mẹ con ăn cơm xong, anh chủ động nói muốn đưa Đường Đường đi học để Ninh Thần đỡ phải vòng thêm một đoạn đường. Lần này Ninh Thần không hề từ chối. Lý Phong là bố nên anh có quyền đó và cũng có nghĩa vụ đưa con đi học. Chỉ có điều, vừa ra khỏi cửa thì họ kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc xe Maybach đỗ ở bên đường. Cơ Hương Ngưng bước từ trên xe xuống rồi vẫy tay với Ninh Thần. Ninh Thần đẩy xe bước lại hỏi, sao cậu lại đến đây? Chả lẽ đến để nhìn người đẹp Ninh Thần đi làm sao? Cơ Hương Ngưng hỏi, cậu, Ninh Thần nhìn cô ấy rồi lại nhìn Hoắc Khải ở bên cạnh. Lúc này hiểu ra điều gì? Nói, không phải cậu đến đợi anh ấy đấy chứ?
tớ đợi anh ta làm gì? Cơ Hương ngưng phủ nhận sau đó lại nói, tài xế có chuyện đột xuất, vừa hay anh ta nói hôm nay muốn đi làm nên chỉ có thể lái xe đến đây thôi. Đường Đường giờ đi học sao? Vừa hay để tớ đưa con bé đi. Không cần đâu, các cậu đi làm quan trọng hơn, tớ đưa con bé đi học cũng được. Minh Thần lắc đầu, sau đó nhìn Hoắc Khải dặn dò, anh cố gắng làm việc đấy. Hương Ngưng đã giúp chúng ta nhiều lắm rồi, đừng gây phiền toái cho cậu ấy. Anh biết rồi, Hoắc Khải gật đầu, nói, tạm biệt bố, tạm biệt gì cơ. Đường Đường chủ động trèo lên xe điện rồi vẫy tay với hai người. Nhìn hai mẹ con lái xe điện rời đi, Cơ Hương Ngưng liếc nhìn Hoắc Khải một cái, hỏi, anh không cảm thấy xấu hổ sao? Hoắc Khải ngây người ra một lát, hỏi, xấu hổ gì chứ, tầm tuổi này mà anh vẫn để vợ phải lái xe điện dầm mưa dãi nắng. Thế mà còn không biết ngại hỏi lại tôi là xấu hổ gì chứ? Một người đẹp như Ninh Thần vốn được ngồi trong xe Mercedes, Ben, BMW rồi dùng mỹ phẩm cao cấp, mua túi xách hàng hiệu các kiểu, anh cũng không sợ ngày nào đó bị người ta cướp mất cô ấy à? Lúc này Hoắc Khải mới hiểu được ý của Cơ Hương Ngưng nên cười nói. Xe BMW hay Mercedes, Ben thì có là gì? Biết đâu mấy năm sau tôi sẽ dùng máy bay riêng để đưa mẹ con cô ấy đến Hawaii nghỉ dưỡng thì sao? Chỉ cần nắm lại quyền quản lý nhà họ Hoắc thì máy bay tư nhân chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng Cơ Hương Ngưng không hiểu được điều này, cô ấy bĩu môi nói khoác vẫn là sở trường của đàn ông các anh. Nói xong cô tự mình lên xe, Hoắc Khải cũng không chậm trễ nữa mà đi đến ghế ngồi chính. Anh vừa thắt dây an toàn vừa hỏi, bây giờ đi đâu đây? Tất nhiên là công ty rồi, chả lẽ lại về nhà, Cơ Hương Ngưng tức giận nói. Hoắc Khải cũng không nói thêm gì mà đạp ga rồi băng băng đi trên đường. Tôi đã làm những chuyện anh nói rồi nhưng đến bây giờ công ty thương mại Đông Lai vẫn chưa liên lạc với tôi. Tôi còn nghe nói họ đang liên hệ với máy bay chuyên chở hàng của Hương Giang. Cơ Hương Ngưng nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng vẫn khiến người khác nghe ra vẻ bất an và tức giận của cô. Rất rõ ràng, thương mại Đông Lai sẽ không vì áp lực mà thỏa hiệp như Hoắc Khải nói. Điều này khiến Cơ Hương Ngưng cảm thấy đang phán đoán sai lầm. Hoắc Khải bẻ lái một cách điêu luyện khi sang một đường mới. Đồng thời nói, có lẽ cô chưa hiểu lắm về thương mại Đông Lai, bọn họ có thể phát triển thành doanh nghiệp lớn trong thời gian ngắn 10 năm. Không phải dựa vào hàng hóa đơn thuần đâu. Nói thật thì chất lượng hàng hóa của họ cũng không tồi nhưng sở dĩ doanh thu hàng năm đều tăng mạnh chỉ là vì trong lúc kinh doanh họ dùng những thủ đoạn nhỏ như hỏi giá, vì làm khá bí mật nên đến giờ vẫn không có nhiều người phát hiện ra. Cộng với việc họ cũng không quá tham lam, nâng giá thì cũng nâng 10, đến 20, thôi, cho dù cô có phát hiện ra thì cũng không quá nghiêm trọng. Vì vậy cô cứ yên tâm đợi đi, nếu họ đã nâng giá với các cô thì cuối cùng sẽ dự định bán hàng cho các cô thôi. Cơ Hương Ngưng chau mày nhìn anh, hỏi. Sao anh nói cứ như kiểu anh hiểu về thương mại Đông Lai lắm vậy? Đây là cha trên mạng sao? Tôi nghe bạn nói, Hoắc Khải trả lời. Trên thực tế, ban đầu khi Hoắc Khải đơn độc một mình anh cũng chủ động liên lạc với thương mại Đông Lai rồi nên biết được những thủ đoạn nhỏ này không thể làm. Nên chuyện, anh còn có cả bạn biết được bí mật thương mại của Đông Lai cơ à? Cơ Hương Ngưng hỏi với biểu cảm không tin. Hoắc Khải không có ý muốn giải thích, Cơ Hương Ngưng cũng không hỏi thêm. Một lát sau, cô trầm giọng nói, nếu đơn hàng này thất bại, tôi có thể bị sa thải. Đến lúc đó tôi sẽ tìm anh tính sổ đấy. Hoắc Khải chỉ cười mà không nói gì. Tính sổ hay không thì nói sau. Giờ đây Cơ Hương Ngưng giống như đã lên thuyền rồi thì không thể dễ dàng xuống vậy được. Nếu không thì cô đâu cần dùng lời lẽ để uy hiếp thế. Lộ trình trong trí nhớ của Hoắc Khải nên anh lái xe thuận lợi đến được công ty. Vừa vào văn phòng, chưa đợi Cơ Hương Ngưng ngồi xuống thì cửa văn phòng đã bị người ta dùng sức đẩy ra. Một người đàn ông chừng 30 tuổi xông vào với khí thế hung hồn. Người đàn ông này đi đến trước mặt Cơ Hương Ngưng. Quát mắng, cô làm cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại để người ta tung tin đồn là tôi vì muốn chèn ép cô nên đã liên hệ với nhà cung ứng khác? Cô như vậy là đang vu khống đấy. Tôi đã báo cáo với tập đoàn ở trụ sở chính rồi. Cô đợi chịu phạt đi. Hắn ta là một trong những người có quyền nối dõi của nhà họ Cơ. Tên là Cơ Sương Minh và cũng là phó tổng của công ty. Rõ ràng là con nối dõi của dòng chính nhưng chỉ có thể làm phó tổng dưới quyền một người thuộc dòng thứ như Cơ Hương Ngưng nên khiến hắn ta không được. Vui cho lắm, giờ đây cuối cùng cũng tìm được sơ hở nên tất nhiên hắn ta phải nắm bắt lấy cơ hội này rồi. Tôi chỉ là lo nghĩ cho lợi ích của công ty thôi. Chuyện cụ thể như nào tôi có thể giải thích với anh? Cơ Hương Ngưng nói, hôm qua cô ấy định nói trước với Cơ Sương Minh một tiếng nhưng cái tên này hôm qua không ở công ty. Gọi điện cũng không nghe, không cần giải thích, cô tưởng tôi không biết sao. Việc mua bán với thương mại Đông Lai không thành nên định lấy tôi làm bia đỡ đạn hả? Mở đi, Cơ Sương Minh cười lạnh nói. Tôi đã bảo người gửi thư cho thương mại Đông Lai rồi và sẽ không liên hệ với bất cứ nhà cung ứng nào khác. Nếu như cô không chắc chắn về thương mại Đông Lai thì cô đợi bị sa thải đi. Nói xong hắn ta xoay người rời khỏi văn phòng, không hề cho Cơ Hương Ngưng cơ hội nói. Còn Cơ Hương Ngưng cũng không gọi hắn ta lại, chỉ chau mày, dường như có chút lo lắng. Dụng ý của Cơ Sương Minh rất rõ rồi, bất luận Cơ Hương Ngưng muốn làm gì thì hắn ta đều không giúp mà sẽ theo kiểu dậu đổ bìm leo thôi.
Lần mua bán này do Cơ Hương Ngưng phụ trách, nếu như nguyên vật liệu không đến thì sẽ là sai lầm lớn của cô ấy. Đến lúc đó rất dễ gặp rắc rối, đối với việc liên hệ với các nhà cung cấp khác, chắc phải đợi Cơ Hương Ngưng bị sa thải rồi mới tính tiếp. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 19, thuận theo chiều gió, góc truyện audio.com. Hoắc Khải đứng dậy đóng cửa lại, bước tới và nói, thực ra tôi cảm thấy như thế này cũng rất ổn đấy. Cơ Hương Ngưng nhìn anh, nhíu mày hỏi, sao lại rất ổn, nếu phó giám đốc Cơ muốn giải thích rõ ràng với công ty thương mại Đông Lai, chỉ bằng cô dùng danh, nghĩa của công ty đăng tải một thông báo bác bỏ tin đồn. Giúp người ta một phen, Hoắc Khải nói, Cơ Hương Ngưng sững người, sau đó nghiến răng, nghiến lợi nhìn chằm chằm Hoắc Khải, bây giờ tôi đang rất nghi ngờ có phải người ta mua chuộc anh tới đây để nắn gáy tôi không, cũng không thể trách Cơ Hương Ngưng nổi nóng với anh, vốn dĩ cô đã phát tán thông tin theo đề nghị của Hoắc Khải, có khả năng thành công, bây giờ, Cơ Sương, Minh chủ động muốn giải thích rõ ràng với công ty thương mại Đông Lai, đồng nghĩa với việc bao nhiêu tâm huyết của cô đổ sông đổ bể rồi, bây giờ Hoắc Khải còn bảo cô chủ động bác bỏ tin đồn, chẳng phải chết nhanh hơn à, Hoắc Khải cười cười, anh hỏi, đấu đá trong nội bộ, nhà họ Cơ là chuyện bí mật với người ngoài à, đương nhiên không phải thế. Cơ Hương Ngưng vô, tức lắc đầu, gia tộc lớn nào mà chẳng có tranh đấu bên, trong, muốn giấu cũng không giấu nổi, vậy chẳng phải đúng ý rồi sao? Hoắc Khải nói tiếp, tất cả mọi người đều biết, người ở dòng chính nhà họ Cơ, thích chèn ép nhánh phụ, vậy thì trong mắt mọi người, tin, tức trước đó chính là sự thật, Cơ Sương Minh muốn giải, thích với công ty thương mại Đông Lai, thực chất không, đủ sức thuyết phục, trên thương trường, chuyện gian dối, lừa lọc lẫn nhau, vừa giải thích vừa làm vài sự việc bí mật, là quá bình thường, đây là điểm thông minh của họ. Nhưng khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại, càng giải thích nhiều, họ sẽ càng nghi ngờ, cho nên việc bây giờ cô phải làm là nhân lúc lửa giận của Cơ Sương Minh. Chưa kịp tắt thì rèn sắt ngay khi còn nóng, phải bác bỏ tin, đồn thêm lần nữa, nhưng nhớ là trong thông báo phải chú, ý chọn lọc từ ngữ, tốt nhất là khiến người ta đọc xong, nghĩ rằng cô bị ép uổng mới đăng thông báo ấy, ý của anh là tôi nên tương kế tự kế, để công ty thương mại Đông Lai tưởng rằng nhà họ Cơ thực sự muốn tìm nguồn cung ứng khác, tôi cũng bị người ta giành. Không, nhưng vì muốn bảo vệ danh dự của gia tộc nên bất đắc sĩ phải đứng ra bác bỏ. Cơ Hương Ngưng sững sờ, nhìn Hoắc Khải như nhìn một tên quái vật. Thực ra cô chưa từng làm những việc như thế này, đã chịu tủi nhục còn đứng ra bảo vệ danh dự cho gia tộc. Mỗi lần gặp được đãi ngộ thiếu công bằng, cô chỉ nghĩ rằng đám người dòng chính thật đê hèn. Hôm nay, Hoắc Khải dạy cho cô một bài học rất hay, để cô biết được rằng, khi chịu ấm ức, ngoài việc bất đắc dĩ chấp nhận, còn có thể mượn gió bẻ măng. Nếu một thương nhân lọc lõi từng chinh chiến lâu năm, trên thương trường đưa ra đề nghị như thế này, Cơ Hương Ngưng sẽ không thấy chấn động, bởi vì họ sống đến độ thành tinh rồi, kinh nghiệm của cô vẫn còn non trẻ, không nghĩ sâu xa đến vậy được. Thế nhưng, hôm nay người đưa ra đề nghị cho cô, không phải một ông cụ hiểu nhiều biết rộng, mà là một con mọt sách ngang tầm tuổi cô, trước kia còn bị tất cả mọi người coi thường, có phải anh nhớ được điều gì rồi không? Cơ Hương Ngưng không kiểm lòng được nên hỏi, vấn đề này nghe có vẻ kỳ lạ, khiến Hoắc Khải phải sững người, cái gì mà nhớ được cái gì cơ? Cơ Hương Ngưng chăm chú quan sát biểu cảm của anh, sau cùng lắc đầu, không có gì đâu, đề nghị của anh, rất hay, tôi sẽ thực hiện ngay. Nói rồi, cô cầm điện thoại nội bộ trên bàn lên, trưởng, phòng mã, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Sau khi ngắt điện thoại, Cơ Hương Ngưng ngẩng đầu, nhìn Hoắc Khải, nếu lần này thành công, anh muốn phần, thưởng gì? Hoắc Khải ngẫm ngợi rồi nghiêm túc trả lời cô, tôi, muốn làm tổng giám đốc. Cơ Hương Ngưng sững sờ trong giây lát rồi trừng mắt, quát anh, nằm mơ giữa ban ngày. Hoắc Khải cười ha ha. Không cho là vậy, đây chỉ là một công ty con dưới trướng nhà họ Cơ, dù cho anh làm tổng, giám đốc thật, anh còn chê nó nhỏ nữa kìa, rảnh quá không có việc gì làm thì đi pha hai cốc cà. Phê đi, Cơ Hương Ngưng nói, ngồi xuống, mở máy tính, ra, bắt đầu cành cài gõ thông báo bác bỏ tin đồn, Hoắc Khải ầm một tiếng rồi ngoan ngoãn quay người, đi ra, chuyện pha cà phê vốn nên để thư ký làm, nhưng Cơ Hương Ngưng lại không có thư ký, cũng không phải vì người của dòng chính chèn ép tới, độ không tuyển dụng nổi, mà vì trước kia cô từng tuyển được vài người, sau cùng họ quay sang đầu quân cho bên dòng chính, đồng thời bán đứng cô không ít lần. Sau này Cơ Hương Ngưng chán quá chẳng buồn tìm thư ký nữa, có chuyện gì tự mình làm cho xong, vất vả thì vất vả thật, nhưng không còn bị người ta đối xử hai mặt nữa. Rời khỏi phòng làm việc, Hoắc Khải đi về phía Bân Chi văn phòng. Tuy chỉ là một công ty con, nhưng quy mô của Bân Chi vẫn thể hiện được mức độ huy hoàng của nhà họ Cơ. Căn phòng rộng hơn 70 mét vuông, máy pha cà phê, lò nướng, quầy bar, khay trà, cần gì cũng có, trên mấy chiếc giá là đủ loại nguyên liệu, nếu muốn uống cà phê thì có các thương hiệu cà phê Hòa Tan nổi tiếng trong và ngoài nước, cũng có hạt cà phê, từ trung bình đến cao cấp có thể xay ngay tại chỗ. So với cà phê Hòa Tan thì Hoắc Khải thích cà phê Giang
say hơn, mùi hương thơm hơn, tự nhiên hơn, mùi vị hoàn toàn khác hẳn. Đương nhiên, việc này cũng tiêu tốn nhiều thời gian hơn, có lẽ vì thời giờ vẫn còn sớm nên đa số mọi người vừa ăn sáng xong vẫn chưa kịp tiêu hóa. Giữa phòng Panchi, rộng lớn, chỉ có một người đàn ông trung niên đang say cà phê. Hoắc Khải bước tới, mở nắp vài lọ đựng cà phê ra ngửi, thử, sau cùng chọn Blue Mountain khá phổ thông. Vừa lấy hạt cà phê ra đã nghe thấy giọng nói vang lên từ bên cạnh, đắng thế, sao khó uống vậy nhỉ? Quay đầu nhìn sang mới thấy người đàn ông trung niên này đổ thẳng cà phê trong cốc vào bồn nước rồi vơ lấy một nắm cà phê hạt định xay thêm, đồng thời không ngừng lẩm bẩm, tôi không tin không xay được hương vị như người ta làm. Hoắc Khải bật cười, nhắc nhở ông ấy, nếu ông không thích uống cà phê đắng quá thì nên chọn hạt cà phê của Blue Mountain hoặc Colombia, chứ không nên lấy Bass Pop của Uganda. Người đàn ông kia nghe anh nói vậy mới quay đầu ra. Cậu hiểu về cà phê rang xay à? Hiểu một chút xíu. Ông có cần giúp gì không? Hoắc Khải hỏi, người đàn ông trung niên không nói gì, chưa bỏ nắm cà phê trong tay xuống, đồng thời chừa chỗ cho anh. Hoắc Khải bước tới, bỏ hết dụng cụ như lưỡi dao và cốc lọc vào bồn nước, rửa qua một lần, trong hạt cà phê có chứa dầu, vì thế sau khi xay xong nhất định phải rửa sạch dụng cụ, nếu không lượng dầu này dồn đọng lại, lâu, dần sẽ sinh ra mùi ẩm mốc. Dù hạt cà phê cao cấp đến đâu cũng vẫn tạo ra chất bột kỳ lạ, nhất là khi nhiều người thích bỏ thêm hương liệu khi xay, mùi vừa nồng vừa nặng, đã vậy chúng thường lưu lại rất lâu, cho nên tốt nhất là bỏ hai thìa đường vào xay kỹ trước khi rửa để loại bỏ mùi. Sau khi rửa qua máy xay một lượt, Hoắc Khải bóc một ít hạt cà phê Colombia, quay đầu hỏi người đàn ông kia, Americano có được không? Được, người đàn ông trung niên gật đầu. Hoắc Khải bỏ hạt cà phê vào máy xay, động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa thành thạo, vừa xay vừa nói, hạt cà phê không nên xay quá nhiều trong một lần, nếu không thời gian xay cà phê dài, nhiệt độ trong máy tăng cao sẽ khiến mùi hương phát tán bớt trước khi pha, mà xay cà phê để pha Americano cần phải xay thô một chút. Ban nãy ông xay kỹ và mịn quá, lại còn chọn Vascop của Uganda, tự dưng vị đắng sẽ rất nồng. Thông thường, thời gian đun, người đàn ông trung niên đứng bên cạnh lắng nghe, như một học sinh, thỉnh thoảng gặp phải điều gì không hiểu hoặc chưa nhớ kỹ sẽ hỏi lại ngay. Hoắc Khải không hề tỏ ra sốt ruột hay bực mình, anh giảng giải cho ông ấy rất tận tâm. Sau cùng, cà phê Americano màu nâu đậm thơm ngào ngạt được pha xong, Hoắc Khải đưa cho đối phương, mỉm cười, nếm thử xem, nếu cảm thấy chưa đủ ngọt, có thể cho thêm hương liệu hoặc đường sữa. Người đàn ông trung niên nhận lấy, nhấp thử một ngụm, sau đó hai mắt sáng ngời, ngon, thơm lắm, đúng là hương vị mà tôi muốn đây rồi. Cậu giỏi thật đấy, cậu là barista của công ty này à? Hoắc Khải lắc đầu, vừa rửa máy xay cà phê vừa trả lời, tôi là tài xế. Tài xế, người đàn ông trung niên sững sờ, lái xe của nhà họ Cơ biết pha cà phê ngon vậy ư? Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên từng học qua. Hoắc Khải cười cười, hỏi, nghe qua thì hình như ông không phải người của công ty này. Ừm, tôi có hợp tác với công ty của cậu, cố tình chạy tới đây chiêm ngưỡng phong thái của nhà họ Cơ. Xem ra, quả nhiên không tầm thường, người đàn ông trung niên cười khà khà. Hoắc Khải cười cười, lắp đặt dụng cụ thêm lần nữa, tiếp tục xay cà phê. Vừa xay, anh và người đàn ông trung niên kia vừa nói chuyện vài câu, kiến thức của đối phương cũng không tầm thường. Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp về nhiều phương diện. Đợi khi cà phê đã xong, Hoắc Khải mỉm cười, bên kia vẫn còn người đợi uống cà phê, tôi xin phép qua đó trước, nếu ông có cần giúp đỡ gì, tôi có thể tiện đường gọi người tới giúp ông. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 20, đây là một nhân tài. Gocchuyenaudio.com. Không cần đâu, thực ra tôi chỉ muốn đi dạo xung quanh thôi, không có chuyện gì cần giúp đỡ. Cậu cứ làm việc của mình đi, nếu sau này còn cơ hội gặp gỡ, có lẽ sẽ cần thỉnh giáo cậu về cách pha cà phê đấy. Người đàn ông trung niên đáp lại rất hòa nhã, chuyện này dễ thôi mà. Hoắc Khải gật đầu với ông ấy rồi bưng cà phê rời đi. Người đàn ông trung niên uống cà phê trong cốc, ánh mắt chuyển dần từ nơi Hoắc Khải vừa rời đi tới chiếc máy pha cà phê. Sau khi pha cà phê xong, Hoắc Khải lại rửa sạch máy pha cà phê thêm một lần, để tránh người dùng kế tiếp phải tốn thời gian. Lúc này, ở cửa phòng Panchi, có vài người vội vàng đi ngang qua, một trong số họ nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đứng uống cà phê, lập tức gọi mấy người khác. Ngay sau đó, Cơ Sương Minh nhanh chóng chạy vào trong, trên trán hắn ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, hiển nhiên đã thấm mệt rồi. Gặp được người đàn ông trung niên kia, Cơ Sương Minh mới dám thả lòng tỉnh thần. Hắn ta cười khổ, cất giọng nói vừa lấy lòng vừa cung kính, phó hội trưởng Hạ, sao đột nhiên ông đến đây rồi? Nếu không nhờ thư ký của ông báo rằng ông đến trước 20 phút, chắc tôi không biết gì luôn. Người đàn ông trung niên này là Hạ Hoàng Viễn, phó hội trưởng Hiệp hội Thương mại của tỉnh. Ông ấy phất lên từ công việc kinh doanh hoa quả, sau này càng làm càng phát đạt, đến khi Hiệp hội Thương mại được thành lập, ông ấy được cất nhắc là một trong
nhiều phó hội trưởng, tuy rằng bản thân hiệp hội thương mại không có quyền hành thực tế, nhưng muốn gia nhập vào hội cũng phải là gia đình quyền quý với mức tài sản không nhỏ. Trong tỉnh, chuyện khác thì không kể đến chứ mạng lưới, quan hệ bên trong cũng đủ khiến mọi người không dám coi thường, cho dù nhà họ Cơ là gia tộc xếp những hạng đầu cả nước, nhưng công ty mà Cơ Xương Minh quản lý chỉ là một công ty con, nếu hắn ta muốn vận hành công ty đâu, vào đây, bắt buộc phải tạo dựng được quan hệ tốt với nhân vật sừng sỏ như Hạ Hoàng Viễn, nếu không, người ta chỉ cần ho vài tiếng là hắn ta sẽ không được sống yên ổn. Vì thế, Cơ Xương Minh vẫn luôn hy vọng có thể dùng danh nghĩa công ty độc lập để gia nhập vào hiệp hội thương mại để nhận được sự giúp đỡ về tài nguyên, từ đó, giành được ưu thế hơn trong cuộc cạnh tranh của dòng chính, nhưng hiệp hội thương mại không phải muốn vào là vào được, không chỉ yêu cầu giá trị của công ty phải đạt đến tiêu chuẩn nhất định, hiệp hội cũng sẽ cắt cử một thành viên từ cấp bậc phó hội trưởng trở lên tới kiểm tra thực địa, kiểm tra cũng không có tiêu chuẩn gì hết, tất cả phụ thuộc vào việc phó hội trưởng kia quay về sẽ báo cáo thế nào, nếu người đó khen bạn ổn thì bạn ổn, người đó chê bạn không ổn, vậy thì bạn không ổn rồi. Thông thường, một số phó hội trưởng đi kiểm tra cũng không cố ý vạch lá tim sâu đâu, dù sao thì thêm bạn bè, thêm lựa chọn, ai rảnh đâu mà đắc tội người ta, nhưng cũng không phải không có phó hội trưởng nào quyết định xếp công ty này công ty kia vào trường hợp không đủ điều kiện do không hài lòng với họ. Cơ Xương Minh vẫn rất để tâm tới chuyện này, khi biết, Hiệp hội Thương mại của tỉnh sẽ phái Vua Hoa Quả Hạ Hoàng Viễn tới, hắn ta hao hết tâm tư để nghĩ xem làm thế nào mới cung phụng ông phó hội trưởng này thoải mái, để mình đạt tiêu chuẩn, ai ngờ Hạ Hoàng Viễn cũng là một người không theo quy tắc thông thường, đã hẹn hôm nay đến kiểm tra, thế mà ông ấy đến công ty sớm hơn giờ hẹn 20 phút, đợi khi thư ký của ông ấy tới công ty và nói rằng Hạ Hoàng Viễn đã tới từ trước khiến Cơ Xương Minh sợ hết hồn, chỉ sợ thằng nhãi có mắt không tròng nào đó đắc tội với phó hội trưởng Hạ, làm hỏng chuyện của mình. Hạ Hoàng Viễn đến sớm hơn dự tính cho thấy ông ấy là người chú trọng tình hình thực tế, hy vọng có thể nhìn rõ được thực trạng ở công ty con của nhà họ Cơ. Thấy vẻ căng thẳng trên mặt Cơ Xương Minh, ông ấy mỉm cười đặt cốc cà phê đã thấy đáy trên tay xuống. Phó tổng giám đốc Cơ không cần căng thẳng, tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, cà phê của công ty các anh rất khá đấy, một anh lái xe đã pha cho tôi, mùi vị rất được. Nói chuyện với cậu ấy một lúc, tôi cảm thấy nếu nhân viên nào trong công ty anh cũng có chiều sâu như cậu ấy thì việc ra nhập hiệp hội là chuyện đương nhiên. Thời gian nói chuyện cùng Hoắc Khải không lâu nhưng từng hành động và lời nói của anh mang đến cho Hạ Hoàng Viễn ấn tượng rất tốt, khiến cả ấn tượng về công ty con nhà họ Cơ cũng khá hơn. Nếu không có gì bất ngờ thì việc công ty con gia nhập vào hiệp hội thương mại như ván đã đóng thuyền. Có được câu nói này của Hạ Hoàng Viễn, Cơ Xương Minh mừng vui quá đỗi. Bản thân hắn ta vắt óc mấy ngày, chờ nghĩ xem nên lấy lòng người ta thế nào. Chẳng ngờ, một anh lái xe đã làm xong hết tất cả, tuy rằng không biết anh lái xe nào có bản lĩnh đến vậy. Nhưng Cơ Xương Minh vẫn nắm lấy cơ hội này, nhiệt tình, mời mọc, thực sự cảm ơn phó hội trưởng Hạ quá. Trưa, nay chúng tôi tổ chức một bữa tiệc chào mừng, toàn là quản lý của công ty với một số hộ kinh doanh lớn tại địa phương, mong phó hội trưởng Hạ nể tình, dạng tiệc tùng xã giao này không thể thiếu được trong công việc làm ăn nên Hạ Hoàng Viễn cũng không từ chối. Nếu đã định chấp nhận công ty con nhà họ Cơ vào hiệp hội thì tạo dựng quan hệ tốt đẹp cũng là việc nên làm. Anh tài xế kia không phải người bình thường đâu, tuy chỉ trò chuyện đôi câu, nhưng có thể nghe ra được người này có kiến thức uyên bác, hiểu nhiều biết rộng, người như thế mà chỉ làm đến lái xe thì đúng là uổng phí. Nếu công ty con của nhà họ Cơ có thể khai thác và trọng dụng thêm nhiều nhân tài như thế thì con đường phát triển trong tương lai rất rộng mở đấy. Sau cùng Hạ Hoàng Viễn nói vậy, trên thực tế, nếu không vì kiêng nể thực lực chung của nhà họ Cơ thì Hạ Hoàng Viễn rất muốn lôi kéo anh thanh niên kia về công ty của mình, người như thế mà chỉ được làm lái xe ở nhà họ Cơ thì đúng là cực kỳ lãng phí. Vì đã không tiện lôi kéo người ta đi nên Hạ Hoàng Viễn cũng không chủ động đưa danh thiếp cho Hoắc Khải, không chỉ vì không muốn nhà họ Cơ nghĩ nhiều, mà cũng muốn dẹp bỏ mong ước của bản thân, nhưng nếu nhà họ Cơ không biết phân biệt tốt xấu thì lần gặp sau, Hạ Hoàng Viễn sẽ không nể mặt họ như vậy. Nữa, thời buổi này, cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là nhân tài. Lời nói của Hạ Hoàng Viễn khiến Cơ Xương Minh sững sờ, đến tận khi đối phương rời đi rồi, đám người của hắn ta vẫn chưa kịp hoàn hồn, rốt cuộc anh lái xe nào khiến ông Vua Hoa Quả nổi danh phải coi trọng như thế, trong công ty có nhân tài, như vậy à, đi, điều tra xem ban nãy ai đã pha cà phê cho phó hội trưởng Hạ, lập tức gọi người đó tới văn phòng của tôi, Cơ Xương Minh dặn dò, trợ lý xinh đẹp đứng bên cạnh hắn ta vội vàng đáp lời, tỏ ý mình sẽ đi điều tra ngay. Cơ Xương Minh liếc nhìn trưởng phòng nhân sự, đi xem công ty còn vị trí nào đang trống, nếu phó hội trưởng Hạ đã coi trọng người này, đến vậy. Không cần biết có phải nhân tài thật sự hay không, người này chính là vấn đề mấu chốt quyết định,
việc chúng ta có thể gia nhập hiệp hội thương mại, sắp xếp cho anh ta một chức vụ phù hợp. Vâng, tôi hiểu rồi, trưởng phòng nhân sự gật đầu. Theo, họ nhìn vào cũng hiểu được, sở dĩ Hạ Hoàng Viễn trở nên dễ tính như thế không phải vì ông ấy làm việc qua loa, mà vì anh lái xe pha cà phê cho ông ấy đã để lại ấn tượng quá tốt đẹp, cho nên, chỉ cần công ty đề bạt người lái xe này, giữ thể diện cho Hạ Hoàng Viễn, việc gia nhập hiệp hội thương mại là chuyện hợp tình hợp lẽ. Đúng lúc này, một người ghé vào tai hắn ta và nói, trang web của công ty vừa đăng tải một tin tức mới. Anh, xem qua đi ạ. Cơ Sương Minh đón lấy chiếc máy tính bảng trong tay đối phương, trên đó hiển thị thông báo bác bỏ tin đồn mà phòng quan hệ công chúng đã đăng tải. Còn à, chết tiệt này lại định giở trò gì đây? Tích chết, à. Cơ Sương Minh mới liếc mắt nhìn qua đã buột miệng chửi thề, nội dung bài viết đương nhiên là về chuyện dòng chính chèn ép nhánh phụ. Cơ Hương Ngưng nói, rằng bác bỏ tin đồn, trên thực tế lại dùng giọng điệu rất tủi hơn, khiến người ta vừa nhìn đã biết cô ấy đang nói những lời trái ngược với suy nghĩ trong lòng. Công ty sắp tiến vào hiệp hội thương mại, Cơ Sương Minh là người có công đầu, bình thường hắn ta còn không coi Cơ Hương Ngưng ra gì chứ nói gì đến hiện tại. Quay người đi về phía văn phòng của tổng giám đốc, hắn ta nói năng rất ngang ngược, tưởng mình muốn sao, là được vậy à, không muốn sống ngày tháng yên ổn. Cứ, nhất định phải ép mình làm khó con ả này mới chịu. Lúc này, trong phòng làm việc, Cơ Hương Ngưng đang bưng cốc cà phê mà khen không ngớt lời. Ngon lắm, ai, pha thế, tôi, Hóc Khải chỉ vào bản thân. Sao anh lại biết pha cà phê? Cơ Hương Ngưng tỏ ra nghỉ hoặc. Hóc Khải nhún vai, đáp, nhiều thời gian, rảnh quá, không có việc gì làm thì lên mạng đọc tư liệu, lại là thông tin trên mạng có phải việc gì anh cũng lên. Cơ Hương Ngưng chưa dứt lời thì cửa phòng làm việc bị người ta đẩy mạnh ra. Cơ Sương Minh tức gì khói vừa bước vào vừa nạt nộ, Cơ Hương Ngưng, cô hơi bị quá đáng rồi đấy, tưởng rằng để cô ngồi lên vị trí giám đốc là cô muốn làm gì cũng được à? Cảnh tượng này mới xảy ra cách đây không lâu. Nay tái, diễn, giọng điệu của Cơ Sương Minh nặng nề hơn, thái độ cũng không khách sáo nữa. Cơ Hương Ngưng biết chắc chắn hắn ta đã đọc được thông báo bác bỏ tin đồn nên đến gây sự với cô. Nhưng, cô cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên chỉ thản nhiên đáp. Chẳng phải anh bảo tôi nhận lỗi à, thế nên tôi nhờ trưởng phòng Mã đăng tải thông báo bác bỏ tin đồn, trả lại sự trong sạch cho anh, có gì không đúng nào? Cách chương.